nói ít cũng phải đến 500-600 người. Nghe nói còn có rất nhiều trẻ vị thành niên rơi vào tay hãn. Rất nhiều cô gái bị hắn mang đi liền mất tích không dấu vết. Hắn là một tên vô cùng biến thái. Thế nên nghe hắn cưới vợ lẽ, mọi người đều không thấy kỳ quái. Sau khi Tiêu Thẩm đến kinh thành, lúc làm việc trong doanh nghiệp nhà họ Long vô tình bị Long Cuồng Đồ nhìn thấy. Buộc ép lấy làm vợ lẽ. Tiêu Thẩm bất lực. Đúng lúc nghe tin Diệp Quân Lâm sắp đến kinh thành, cô do dự hồi lâu mới bấm số của anh. Chúc mừng anh Long cưới được vợ lẽ. Lúc đầy phải cho tôi uống rượu mừng nhé. Phản ứng đầu tiên vẫn là Cao Khánh Dư, anh ta chúc mừng Long Cuồng Đồ. Chúc mừng anh Long, những người khác cũng phản ứng lại, sôi nổi chúc mừng Long Cuồng Đồ. Đối với Tiêu Thẩm, bọn họ chỉ có thể thông cảm. Một cô gái tốt như thế đáng tiếc lại rơi vào tay Long Cuồng Đồ. Được được được, lúc đó mọi người cùng đến uống rượu mừng. Long Cuồng Đồ vẻ mặt vui sướng. Nhìn thấy Tiêu Thẩm quyến rũ mà ngây thơ bên cạnh mình, Long Cuồng Đồ không thể kiềm chế được nữa. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không cần phải lấy vợ lẽ. Chỉ là hắn nghe ngóng được chị gái của Châu Anh chính là con gái nuôi của ông Lâm. Có thể sẽ gặp rắc rối nếu trực tiếp tấn công Châu Anh. Cho nên hắn muốn lấy vợ lẽ. Ra tay với Châu Anh một cách quang minh chính đại, không ai có thể dị nghị. Cô ấy có bằng lòng không? Đột nhiên có một giọng nói phát ra giữa đám người. Mọi người nhìn vào nguồn phát ra âm thanh, hóa ra là tên điên Lẳng Thiên Long, không ai nghĩ rằng anh ta sẽ đến. Suy cho cùng, trong mắt mọi người, anh là kẻ mất trí, chứ không phải người xếp hạng hai sau Long Cuồng Đồ. Trước nay tôi làm chuyện gì không bao giờ quan tâm người khác muốn hay không muốn. Chỉ cần tôi thích tôi sẽ ép cho bằng được. Long Cuồng Đồ cực kỳ độc đoán. Long Cuồng Đồ cũng liếc nhìn Tiêu Thẩm. Chỉ cần tôi thích, cô ấy chính là của tôi. Ai có thể làm gì tôi? Long Cuồng Đồ có cơ sở để điên cuồng. Nhà họ Long cực kỳ bênh vực người nhà, đi đến đâu các bậc cha Lý Ú cũng đều bảo vệ cho hắn. Chỉ cần hắn không làm những chuyện quá lớn kinh thiên động địa thì tất thảy đều được bao che. Hơn nữa, chú của hắn là Diệp Minh Thiên cùng em trai Diệp Thần cũng rất thương hắn. Hắn làm mọi thứ đều tự tung tự tác không cần kiềm chế. Trước giờ không bao giờ tính đến hậu quả. Bởi vì dù trời có sập thì cũng sẽ có người giúp hắn chống. Thật đáng tiếc Long Cuồng Đồ à, cậu động vào nhầm người rồi. Cậu có biết thân phận của cô ấy không? Lăng Thiên Long hỏi. Đương nhiên tôi biết, chị gái của cô ấy là con gái nuôi của ông Lâm y, tôi chỉ muốn lấy vợ lẽ, ông Lâm làm gì được tôi chứ? Long, Cuồng Đồ làm vẻ mặt, thản nhiên. Ha ha, vậy sao? Cậu không đắc tội với cô ấy được đâu, cưới cô ấy làm lẽ chính là đang tìm đường chết. Lăng Thiên Long cười lớn. Long Cuồng Đồ đương nhiên không tin. Ha ha ha, tôi không thể đắc tội. Hôm nay tôi sẽ cưới cô ấy làm lẽ. Tôi muốn xem ai sẽ ngăn cản, ai muốn tôi chết nào. Long Cuồng Đồ gầm lên. Lăng Thiên Long lắc đầu, cạn lời. Lần này ăn chơi trác táng gặp ca khó rồi. Quỳnh. Lúc này, một cái chân đạp tung cánh cửa. Anh ta nói đúng, cậu không thể đắc tội với Châu Anh đâu. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Một bóng người xuất hiện ở cửa đại sảnh. Hàng trăm con mắt đều hướng về phía đó. Mọi người đều thấy một gương mặt xa lạ. Nhưng khi Cao Khánh Dư nhìn thấy xong, sắc mặt anh ta liền thay đổi. Hóa ra là Diệp Quân Lâm. Khóe miệng Lăng Thiên Long nở nụ cười, trốn vào trong góc quan sát. Chuẩn bị có màn kịch hay rồi đây. Anh là ai? Long Cuồng Đồ tức giận hỏi. Anh rể, anh đến rồi. Lúc Tiêu Thẩm nhìn thấy Diệp Quân Lâm, cô lập tức chạy tới. Chuyện là thế nào? Diệp Quân Lâm mặt lạnh hỏi. Long Cuồng Đồ bước tới nói, để tôi nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn lấy Tiêu Thẩm làm vợ lẽ. Đơn giản vậy thôi, Tiêu Thẩm cực lực gật đầu. Thời đại nào rồi mà còn lấy vợ lẽ? Ai cho phép anh lấy vợ lẽ? Ánh mắt Diệp Quân Lâm lạnh lùng. Long Cuồng Đồ mặt đầy kiêu ngạo, tôi lấy vợ lẽ còn cần người khác cho phép. Anh cũng không biết tìm hiểu xem tôi là ai sao. Tôi là cậu hai nhà họ Long. Nhà họ Long rất cưng chiều tôi, hơn nữa còn có người đứng đầu nhà họ Diệp, gia tộc quyền thế bậc nhất cũng cưng chiều tôi. Vậy anh cũng không hỏi xem người khác có đồng ý không à? Diệp Quân Lâm hỏi. Long Cuồng Đồ cười nói, đương nhiên, tôi thích cái gì thì làm, cần gì phải đi nghe ý kiến của người khác. Diệp Quân Lâm vui vẻ.
chuyện ngang ngược coi thường pháp luật mà lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy. Thật độc đoán, chẳng trách Châu Anh cầu cứu mình. Hóa ra là gặp phải rắc rối như vậy. Long Cuồng Đồ đánh giá Diệp Quân Lâm, nhóc con, tôi nói cho anh biết, bất kể thân phận và xuất thân của anh như thế nào, Tiêu Thẩm cũng là vợ bé của tôi nhất định cưới cô ấy. Anh không thể ngăn cản đâu. Ồ, phải không, vậy thì tôi cũng muốn nói một câu, nếu có ai yêu cầu Châu Anh làm điều gì trái với ý muốn của cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha thứ. Thái độ Diệp Quân Lâm rất kiên quyết. Gạch dưới ân chuyện của anh Long mà anh cũng muốn hóng hót à? Anh mau đi lúc này, Cao Khánh Dư đứng dậy nói. Cậu vừa nói cái gì? Diệp Quân Lâm, Long Cuồng Đồ kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng nhìn sang. Đúng, anh ta là Diệp Quân Lâm. Cao Khánh Dư giới thiệu. Những người ở đó đều đứng hết dậy. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Quân Lâm, nhưng mọi người đều đã nghe đến tên anh. Anh ta thật sự tới kinh thành à? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Mọi người đều cẩn thận đánh giá Diệp Quân Lâm. Nỗi ô nhục của nhà họ Diệp. Vì mạng sống mà vứt bỏ mẹ và vợ mình. Để phụ nữ và trẻ em gánh hết mọi thứ cho anh ta. Diệp Quân Lâm, anh không đáng mặt đàn ông, còn dám tới đây ư? Tôi hận không thể giết chết anh. Anh thực sự không phải người, đồ hèn nhát. Lạc Việt có một người như anh đúng là nhục nhã. Mọi người đều hét vào mặt Diệp Quân Lâm như một thùng thuốc súng đã được châm lửa. Diệp Quân Lâm, tôi, khuyên anh, máu rời đi, anh Long sẽ tha mạng cho anh. Cao Khánh Dư vội vàng thuyết phục. Cậu Dư đúng thật là quân tử, rõ ràng là đang tranh giành cô Lý Tử Nhiệm, thế mà vẫn nghĩ cho anh ta như vậy. Chỉ có anh mới xứng với cô Lý Tử Nhiệm, cái loại không đáng mặt đàn ông này không xứng chút nào. Mọi người đều khen ngợi Cao Khánh Dư. Trong mắt Cao Khánh Dư hiện lên một tia sáng khác thường. Diệp Quân Lâm cười nói, được rồi, tôi có thể đi, nhưng tôi phải đưa Châu Anh cùng đi. Không, anh có thể đi, nhưng Châu Anh nhất định phải ở lại làm vợ lẽ của tôi. Bây giờ cả Kim Tĩ Thành ai mà không biết Tiêu Thẩm sắp làm vợ lẽ của tôi. Cô ấy làm sao có thể đi cùng anh? Long Cuồng Đồ tôi chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Long Cuồng Đồ tức giận nói. Vậy hôm nay tôi càng phải đưa cô ấy đi. Người nào cản tôi, giết hết. Sát ý hiện rõ trong mắt Diệp Quân Lâm. Quát con, cậu muốn chết à? Còn đám uy hiếp anh Long, ăn gan hùm gan gấu nên mới lớn mật như thế hả? Lập tức có hai người lao lên. Đó là Vương Hải Hành và Uông Quang Diệu, cậu ấm của gia tộc Hoàng gia ở Kinh Thành, đứng thứ 9 và 10 trong bảng xếp hạng các cậu ấm. Từ nhỏ cả hai luyện võ mà trưởng thành, rất biết đánh nhau, là cao thủ hạng nhất. Tránh ra, Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Bắt lấy, Long Cuồng Đô hét lên. Vương Hải Hành và Uông Quang Diệu ngay lập tức xông đến. Bụp, bụp, chỉ thấy Diệp Quân Lâm tung chân đá ra, hai người đó trực tiếp bay ra ngoài. Răng rắc, hai người liên tiếp xô đổ mấy chiếc bàn, cuối cùng ngã xuống đất một cách thê thảm, cả người co giật vài lần rồi bất tỉnh. Lúc này tất cả đều im lặng. Mọi người đều trợn tròn mắt. Không ai nghĩ rằng Quân Lâm lại biết võ. Còn mạnh mẽ như vậy. Hai người này xếp hạng 9 và 10 trong bảng xếp hạng các cậu ấm. Một thiên tài võ học hiếm có. Cao Khánh Dư và Long Cổng Đồ lần lượt biến sắc. Hả, Oeat còn có tài đấy nhỉ? Nhưng anh có biết người mình đánh là ai không? Hai người này đều là thiếu gia của hoàng tộc. Anh xong rồi, Long Cổng Đồ chi vào mũi Diệp Quân Lâm tôi hét lên. Diệp Quân Lâm, anh thật phiền phức. Ai anh cũng dám đánh. Cao Khánh Dư cũng hét lên. Thiếu gia của hoàng tộc bị đánh. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Ở kinh thành những dòng họ này đều có tiếng về bảo vệ người mình. Quân Lâm vui vẻ, hoàng tộc thì sao? Không được đánh sao? Người ông đây đánh chính là hoàng tộc kìa. Long Cổng Đồ tức điên lên. Diệp Quân Lâm lại khiêu khích hắn. Hắn không nhịn được, tránh ra cho tôi, bằng không tôi đánh cả anh. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn Long Cuồng Đồ nói. Anh động vào tôi thử xem. Long Cuồng Đồ đã quen thói kiêu ngạo độc đoán. Ở kinh thành nãy ai dám động vào ngón tay của hắn. Mọi người đều nghe rồi đấy, chính hắn kêu tôi đánh hắn ngay khi giọng nói của Diệp Quân Lâm rơi xuống, anh tức thì đá vào chân trái của Long Cuồng Đồ. Răng rắc, chỉ nghe tiếng xương nứt ra, Long Cuồng Đồ thịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Bụp, răng rắc, Diệp Quân Lâm lại tung một cú đá vào chân răng rắc.
hai cú đá liên tiếp phế bỏ hai cánh tay của Long Cuồng Đồ. Tiếng hét của Long Cuồng Đồ thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết vang vọng trong đại sảnh. Hắn bị tàn phế rồi. Tay chân đều bị đánh gãy hết. Tàn nhãn. Quá tàn tâm. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khó tin. Điên à. Ngay cả Long Cuồng Đồ cũng dám phế. Lần này Diệp Quân Lâm thực sự gây ra đại họa. Một đại họa không ai cứu được. Anh Long. Tất cả mọi người đều lao lên. Diệp Quân Lâm, anh điên rồi sao? Ai anh cũng dám động vào. Đây là cậu cả của gia tộc quyền thế thứ hai kinh thành đấy. Cao Khánh Dư hét lên. Anh đã gây ra một tai họa khủng khiếp. Nếu hôm nay anh vẫn toàn mạng thì tôi sẽ mang họ anh. Diệp Quân Lâm, anh đừng hòng đi. Hôm nay anh xác định chỉ còn đường chết. Mọi người cũng quát lớn. Tất cả bắt đầu liên lạc với người nhà mình, mời những bậc cha chú lớn tuổi ra mặt. Rốt cuộc sự tình cũng bung bét rồi. Nếu nhà họ Long có trách tội thì mọi người cũng phải chịu trách nhiệm. Nhất thời, 16 dòng tộc hoàng gia và 32 vương tộc ở kinh thành đều kinh ngạc. Các chủ họ của tất cả các gia tộc lớn lẫn các cao thủ đều lũ lượt đến Sơn Trang Hoàng Triều. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ kinh thành đã hoàn toàn lộn xộn. Dù sao người bị đánh tàn phế cũng chính là cậu ấm của dòng họ quyền thế thứ hai kinh thành. Tính chất hoàn toàn khác. Diệp Quân Lâm, hôm nay anh phải đưa ra lời giải thích về chuyện này. Mọi người đều nhìn như chầm chầm vào Diệp Quân Lâm. Anh dứt khoát ngồi xuống ghế, được, tôi chờ tất cả đến rồi cùng nhau giải quyết. Tôi muốn đánh hết tất cả. Các người đang gọi người. Bảng xếp hạng này kia, đến được bao nhiêu người thì tới hết đi. Diệp Quân Lâm hét vào đám đông. Thái độ kiêu ngạo của Diệp Quân Lâm khiến ai cũng phải phẫn nộ. Bọn họ tiếp tục gọi người. Nhất định phải cho Diệp Quân Lâm biết kinh thành này tàn nhẫn và mạnh mẽ như thế nào. Cao Khánh Dư nhìn Diệp Quân Lâm thật sâu, sau đó anh ta bước ra ngoài. Anh ta đã xem xét cẩn thận. Cố ý dùng quan hệ để che giấu chuyện này, khiến các thế gia lớn không biết. Anh ta sợ rằng nếu các thế gia biết chuyện thì mọi thứ sẽ thay đổi. Anh ta cố tình ngăn chặn tin tức chỉ để loại bỏ hoàn toàn sự giúp đỡ của các vương tộc hoàng tộc đành cho Diệp Quân Lâm. Muốn giải thích với Lý Tử Nhiệm, đừng hòng, bản chất của Cao Khánh Dư chính là một kẻ đạo đức giả. Anh ta nhất định phải kết hôn với Lý Tử Nhiệm, như vậy mới có thể vào nhà họ Đoàn. Sự xuất hiện của Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ phá vỡ tất cả kế hoạch của anh ta. Vì vậy Diệp Quân Lâm phải chết, kinh thành lúc này đang rất hỗn loạn. Nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Lâm, nhà họ Vương, nhà họ Uông. Những người thuộc vương tộc và hoàng tộc ở kinh thành đều đổ xô đến Sơn Trang Hoàng Triều. Ngoại trừ đệ nhất hoàng tộc họ Tần ra thì những dòng họ khác đều đã tới. Rất nhanh sau đó, hàng trăm chiếc xe đã tập trung trước Sơn Trang Hoàng Triều. Chủ họ của các dòng họ lớn lao vào. Theo sau họ còn có vô số cao thủ. Trong đại sảnh, tiếng hét của Long Cuồng Đồ vẫn còn vang vọng. Diệp Quân Lâm bình tĩnh. Ai đánh con trai tôi bị thương? Là tên tạp chủng nào? Cùng với tiếng hét nghiêm nghị, một ông già mặc áo ngũ thân đi đến, theo sau còn có rất nhiều người. Đặc biệt là Vương Thiên Thành, người đứng đầu nhà họ Vương và Uông Đông Hùng, người đứng đầu nhà họ Uông, đứng ở phía trước. Khương Văn Hán, Khương Chiếu Không và Khương Di Quân cũng lần lượt xuất hiện. Những nhân vật lớn mà bình thường ít xuất hiện hôm nay cũng tập hợp lại. Là anh ta, Diệp Quân Lâm. Mọi người lần lượt chỉ vào Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ một lượt rồi lạnh giọng nói, người đã đến đủ hết chưa? Cùng nhau lên đi, tôi muốn đán hết tất cả. Ngạo anh đang tứ tìm chết. Ngay lập tức có người xông lên. Bùm! Diệp Quân Lâm đá người kia ra ngoài. Người nọ đập vào xe sau đó bị hất ngược trở lại, sau khi rơi xuống đất không còn động đậy. Xì xì! Đây là cao thủ hàng đầu của nhà họ Vương, thế mà còn không đánh lại anh ta. Mắt mọi người như muốn rơi ra ngoài. Giết! Tiếp theo, rất nhiều cao thủ đều xông về phía Diệp Quân Lâm. Nhưng tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi. Từ đầu đến cuối Diệp Quân Lâm vẫn luôn ngồi trên ghế. Xung quanh anh nằm đầy người, đang kêu khóc ầm. Anh ta có thể đánh như vậy sao? Cái này! Khương Văn Hán và Khương Chiếu Không khó tin nhìn Diệp Quân Lâm. Đây có còn là tên hèn nhát chết tiệt mày mọi người thường nói sao? Ngay lập tức, bọn họ cảm thấy hối hận vì đã phá vỡ hôn ước.
những người khác gần như đã phát điên. Nhiều cao thủ như vậy mà vẫn không đánh lại anh ta. Ngay cả Cao Khánh Dư cũng chết lặng. Đúng là nhà họ Dương không thể sinh ra kẻ bất tài được. Ngay cả đứa con ngoài giá thú cũng mạnh như vậy. Mọi người cảm thán. Long Cuồng Đồ được mọi người ủng hộ, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm, tôi không quan tâm anh ta giỏi như thế nào, giết anh ta cho tôi. Nếu không, tôi sẽ để nhà họ Long và nhà họ Diệp tự mình giải quyết. Đến lúc đó mấy người cũng không thể chạy trốn được. Đối mặt với sự đe dọa của Long Cuồng Đồ, các dòng họ lớn chỉ có thể thỏa hiệp. Mọi người nghe tôi, nhất định phải giết người này. Nhà họ Diệp cho dù có biết cũng sẽ không trách chúng ta, ngược lại còn thưởng lớn. Vương Thiên hét lên. Bầu không khí lập tức trở nên nguy hiểm. Không được. Mọi người không thể khiêu khích người này, bởi vì anh ta là chiến thần Côn Luân. Ngụy Hiểu Thiên điện cuồng hét lên. Xị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt hít vào một hơi. Hàng trăm cao thủ vừa định ra tay đều dừng lại, hóa đá ngay tại chỗ. Mọi người đều sững sờ. Giống như tượng đá. Ngụy Hiểu Thiên trốn trong góc mỉm cười. Lần này mấy người đã khiêu khích nhầm người rồi. Một mình người này thật sự có thể đấu lại tất cả dòng họ lớn ở kinh thành. Ngụy Hiểu Thiên này có thể trở thành như vậy giờ, chủ yếu là bởi vì gặp được người này. Đúng một phút. Mọi người sững sờ đúng một phút. Chiến thần Côn Luân. Có người liên tục nuốt nước bột. Ngụy Hiểu Thiên lớn tiếng nói, đúng, đúng vậy. Đứng trước mặt mọi người chính là chiến thần Côn Luân của nước Lạc Việt ta. Ngụy Hiểu Thiên tôi xin kính chào chiến thần Côn Luân. Khương Di Quân kính chào chiến thần Côn Luân. Kèm theo đó là giọng nói khẳng định của hai người. Long Cuồng Đồ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cao Khánh Dư ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều như muốn bay ra ngoài. Chiến thần Côn Luân. Hóa ra lại là Diệp Quân Lâm. Không nhầm đấy chứ. Khương Văn Hán và Khương Chiếu không hết nhìn Diệp Quân Lâm rồi nhìn con gái. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Khương Di Quân lại đưa ra quyết định như vậy sau khi trở về. Hóa ra Hiểu Thiên và Di Quân không phải tình cờ gặp chiến thần Côn Luân mà là bọn họ đi tìm Diệp Quân Lâm. Thảo nào Diệp Quân Lâm lại đặt cược với Diệp Minh Thiên. Hóa ra anh ta thực sự không để tâm đến nhà họ Diệp. Tôi cũng hiểu tại sao Diệp Quân Lâm lại đột nhiên biến mất rồi. Anh ta tới Cảnh Bắc để giết Điện Thái Hòa, cho nên lúc con trai chào đời anh ta cũng không quay lại. Hơn nữa còn lỡ đặt cược với nhà họ Diệp. Trong tích tắc, mọi người đã sắp xếp tất cả sự việc lại một cách rõ ràng. Long Cuồng Đồ hiểu tại sao Tiêu Thẩm và bản thân không đủ khả năng để khiêu khích anh ta, không ai có thể cứu vãn rắc rối này. Rất có thể đến cả nhà họ Long cũng phải bó tay. Sụp, sụp, mọi người lần lượt quỳ xuống. Nhà họ Lăng kính, chào chiến thần Côn Luân. Nhà họ Lâm kính chào chiến thần Côn Luân. Nhà họ Cao kính chào chiến thần Côn Luân. Cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ có Cao Khánh Dư đứng ngây ra tại chỗ như một cái xác vô hồn, không biết phải làm sao. Cuối cùng anh ta cũng biết Diệp Quân Lâm muốn giải thích như thế nào với Lý Tử Nhiệm khi đưa cô về kinh thành. Hóa ra anh ta đang cướp vợ con của chiến thần Côn Luân sao? Anh làm sao vậy, còn không quỳ xuống. Nhà họ Cao bắt đầu lo lắng, vội vàng hét vào mặt Cao Khánh Dư. Cao Khánh Dư quỳ xuống, chiến thần, tôi sai rồi, tôi không giên. Diệp Quân Lâm cười lạnh đáp, tuy rằng anh không phải người đàng hoàng, nhưng ít nhất anh đã nói lại đám người hãm hại Từ Nhiệm ở kinh thành. Vì vậy tôi sẽ tha cho anh lần này. Cảm ơn chiến thần. Cao Khánh Dư quỳ dưới đất, liên tục dập đầu. Làm việc gì cũng phải có kỷ luật, đừng hống hách như vậy có được không? Lại còn muốn vợ lẽ, coi mình là vua là chúa chắc, anh có tư cách đó sao? Một ngày nào đó sẽ có người chỉ cái thói này của anh. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Long Cuồng Đồ dập đầu liên tục. Không dám nữa, sau này không dám như vậy nữa. Diệp Quân Lâm cùng, mai xa ư anh rời đi. Ngày hôm nay là một ngày vi diệu đối với các dòng họ lớn ở kinh thành. Bọn họ càng hiểu rõ tại sao nhà họ Tần bị người khác tiêu diệt, bởi vì Tân Văn chính là chiến vương Tây Phương. Cuối cùng. Long Cuồng Đồ bị tàn phế đã được đưa trở lại thế gia họ Long. Long Cuồng Đồ không nói lời nào, anh ta không dám nói ra sự thật. Ai đã đánh cháu của tôi? Tôi nhất định phải tra đến cùng. Người đứng đầu nhà họ Long, Long Chiến Dã điên cuồng giống lên. Nhiều quá, mình edit nay mới xong, mong cả nhà thông cảm nhé.
Chúc cả nhà vui khỏe. Có chỗ nào sai mong cả nhà nhắn phây cho mình nhé. Trên dưới nhà Hợ Long đều đau lòng. Người bọn họ cưng chiều nhất là Long Cuồng Đồ. Bây giờ anh ta đã thành ra như thế này, tất cả mọi người đều rất đau lòng. Ông nội, cha, mọi người không cần truy cứu chuyện này nữa. Long Cuồng Đồ hét lớn. Hả? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Long Cuồng Đồ. Tính cách của anh ta không phải như vậy. Long Cuồng Đồ lúc trước không thể chịu thiệt dù chỉ là một chút, nếu ai đó làm anh ta bị thương thì anh ta chắc chắn sẽ khiến chín đời nhà người đó phải chịu khổ. Bây giờ anh ta lại ký ô ích muốn truy cứu trách nhiệm nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người đừng hỏi nữa, cứ để chuyện này qua đi như vậy đi được không? Long Cuồng Đồ hơi lo lắng. Trả thù. Trả thù chiến thần Côn Luân. Điên rồi à? Vừa rồi chú của anh là Diệp Minh Thiên gọi điện thoại đến hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Ông ta cũng rất quan tâm đến chuyện của anh. Nhà họ Diệp đã biết chuyện Long Cuồng Đồ bị thương. Mọi người đều muốn biết ai đã làm việc này. Dám khiêu khích thế gia. Lúc này, Diệp Lâm Quân nhanh chóng đi tới. Ai đã khiến anh Cuồng Đồ bị như vậy? Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Long Cuồng Đồ, vẻ mặt Diệp Lâm Quân ảm đạm, hỏi. Nói tên đi, tôi sẽ giải quyết người đó. Bị phế là Long Cuồng Đồ, còn đánh là Diệp Lâm Quân. Đừng Diệp Lâm Quân, đây là chuyện của tôi, anh không cần truy cứu nữa, tôi sẽ không nói ra tên người đói. Cho dù có chết, Long Cuồng Đồ cũng phải nuốt chuyện này vào bụng. Sự khác thường của anh ta khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lại khiến cho tên công tử bột này không muốn nói chuyện. Anh ta đã gặp phải ai vậy? Ánh mắt Diệp Lâm Quân lóe lên, được rồi, anh không nói cũng được, tôi có thể tự mình tra giai. Tất cả thế gia ở kinh thành đều tự hỏi ai đã đánh Long Cuồng Đồ tàn phế. Tin tức cũng đã đến tai ông cụ Lâm, kể cả Lý Tử Nhiệm cũng đã biết chuyện. Là tên công tử bột kia à? Lý Tử Nhiệm vẫn nhớ rằng Long Cuồng Đồ suýt nữa đã làm chuyện đó với mình, may mắn là ông cụ Lâm xuất hiện đúng lúc. Đúng vậy, anh ta bị người khác đánh cho tàn phế, còn không nói ra áp là người đánh. Anh ta định không truy cứu chuyện này nữa. Việc này không giống với tính cách của anh ta, thật sự rất lạt. Lâm Hiếu Thiên cau mày nói. Mà này Lê Nguyên, Diệp Lâm Quân đó đã liên lạc với em chưa? Không phải cậu ta nói muốn cho em một lời giải thích sao? Lâm Phụng Tiên hỏi. Lý Tử Nhiệm lắc đầu, vẫn chưa. Sau khi Diệp Lâm Quân đến kinh thành, anh ấy dường như đã biến mất. Người đàn ông này đúng là không đáng tin cậy. Giải thích cái gì, anh ta còn có thể nói gì nữa? Lâm Phụng Tiên giận dữ hét lên. Ông chủ, Cao Khánh Dư của nhà họ Cao ở bên ngoài muốn gặp ông. Lúc nãy quản gia, đến báo. Được, mau cho anh ta vào. Lâm Hiếu Thiên rất coi trọng Cao Khánh Dư. Bây giờ Tân Chiến Thiên bị đánh bại, Lăng Thiên Long phát điên. Thực ra Cao Khánh Dư mới là người đứng đầu bảng xếp hạng. Rất nhanh, Cao Khánh Dư vào đến phòng nghị sự. Chỉ là sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi, tái nhợt vô cùng, cả người cũng vô cùng suy sụp. Giống như vừa trải qua một căn bệnh hiểm nghèo. Khánh Dư, anh bị làm sao vậy? Mọi người khó tin nhìn anh ta. Sụp Cao Khánh Dư bất ngờ quỳ xuống trước mặt Lâm Hiếu Thiên. Ông cụ Lâm, lần này tôi đến đây là để xin ông hủy bỏ hôn ước của tôi và cô Nguyên. Cao Khánh Dư gần như sắp khóc. Anh ta có mấy cái mạng mà dám tranh Lý Tử Nhiệm với chiến thần Côn Luân chứ? Hả, không phải lúc trước anh đã đồng ý xong hết rồi sao? Sao bỗng nhiên lại muốn hủy bỏ? Lâm Hiếu Thiên ngạc nhiên nói. Có phải anh không thích chuyện Lê Nguyên đã kết hôn và có con? Lâm Phụng Tiên hỏi. Cao Khánh Dự vội vàng lão đầu, không, không có chuyện đó. Là do tôi không xứng với cô Nguyên, hy vọng ông Thiên có thể hủy bỏ hôn ước. Ông cụ Lâm nhìn anh ta, tức giận nói. Lý do là gì? Lâm Hiếu Thiên là chủ thế gia, một người từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Mắt nhìn người của ông ta rất chuẩn. Vừa nhìn sơ qua đã có thể thấy rằng Cao Khánh Dư không bình thường. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra nên anh ta mới như vậy. Nói đi, chắc hẳn cậu đã trải qua chuyện gì mới đưa ra quyết định như vậy. Lâm Hiếu Thiên chắc chắn. Dù sao lúc trước Cao Khánh Dư đã chấp nhận xong xuôi hết rồi. Cao Khánh Dư gần như sắp khóc. Tôi sợ. Cao Khánh Dư thì thào. Hả, anh đang nói cái gì vậy?
hình như là sợ cái gì đó. Lâm Hiếu Thiên hỏi. Cao Khánh Dự, nghiến răng nghiến lợi nói, ông cụ Lâm, xin ông đừng hỏi lý do nữa, đây là chuyện của tôi yêu cầu ông hủy bỏ hôn ước. Anh không sợ bị tôi trách phạt sao? Lâm Hiếu Thiên rõ ràng đang tức giận. Tôi không sợ, tôi van xin ông cụ Lâm hủy bỏ hôn ước. Tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả, muốn đánh muốn giết gì cũng được. Cao Khánh Dự hoàn toàn bộc phát ra rồi. Thà xúc phạm nhà họ Lâm cũng không dám động đến Diệp Lâm Quân. Hả? Thái độ coi thường cái chết của Cao Khánh Dự khiến đám người Lâm Hiếu Thiên ngạc nhiên. Ngay cả Lý Tử Nhiệm cũng rất tò mò. Làm sao vậy? Cao Khánh Dự dù chết cũng muốn hủy bỏ hôn ước. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ Lâm cũng kinh ngạc. Cậu không nói lý do là gì đúng không? Cao Khánh Dự dứt khoát gật đầu, đúng vậy, là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến người khác. Lâm Hiếu Thiên hoàn toàn tức giận khi thấy thái độ này của Cao Khánh Dự, anh thực sự cho rằng tôi không dám làm gì anh. Ba nuôi, cứ làm theo ý của anh ta đi. Lý Tử Nhiệm nhanh chóng nói. Được rồi, tôi sẽ nghe lời con gái. Ông cụ Lâm đồng ý. Cảm ơn. Cao Khánh Dự dập đầu vài cái, giống như vừa chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Anh đừng tưởng rằng không nói ra thì tôi sẽ không biết. Tôi sẽ tra ra. Ông cụ Lâm giống lên. Hôm nay những việc kỳ lạ cứ nối tiếp nhau xảy đến. Đầu tiên là việc của Long Cuồng Đô, sau đó là Cao Khánh Dự. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có phải Cao Khánh Dự sợ tên nhóc Diệp Lâm Quân đó không? Vì vậy mới tới đây xin hủy bỏ hôn ước như vậy. Ông cụ Yêm ngạc nhiên. Chắc không phải đâu, cha. Trước đây bọn họ đã từng gặp nhau rồi, hơn nữa Diệp Lâm Quân có thể dọa sợ người đứng thứ ba bảng xếp hạng sao? Đây là chuyện không thể xảy ra. Lâm Phụng Tiên ngay lập tức nói. Lâm Hiếu Thiên cũng cảm thấy không thể. Có thể Cao Khánh Dự vì lý do khác nên mới làm như vậy. Mà này, Diệp Lâm Quân đâu rồi? Bảo anh ta đến nhà họ Lâm. Ba muốn anh ta tự mình giải thích với con. Lâm Hiếu Thiên quay sang nói. Lý Tử Nhiệm chỉ có thể gọi điện cho Diệp Lâm Quân. Alo, anh đến Kinh Thành chưa? Anh Đạn ở Kini, Thành rồi, bây giờ đang ở cùng Tiêu Thấm, có chuyện gì sao? Nghe Diệp Lâm Quân nói như vậy, Lý Tử Nhiệm liền tức giận, anh còn hỏi có chuyện gì sao? Không phải nói là đến Kinh Thành để cho em một lời giải thích sao? Bây giờ vẫn chưa thấy anh ở đâu. Xin lỗi, anh phải giải quyết một số việc khác, ngày mai anh giải thích với em có được không? Diệp Lâm Quân xin lỗi. Lý Tử Nhiệm cười lạnh nói, em thấy anh không muốn giải thích với em một chút nào đúng không? Nếu muốn giải thích thì ngay lập tức đến nhà họ Lâm giải thích với Y Mồ. Được, bây giờ anh sẽ đến nhà họ Lâm ngay, tiện thể cảm ơn ba nuôi của Y Mồ. Sau khi Diệp Lâm Quân tách khỏi Tiêu Thấm, liền đến thẳng nhà họ Lâm. Nhưng lúc Diệp Lâm Quân định bước vào cổng nhà họ Lâm thì bị chặn lại. Không phải gọi tôi đến sao? Tại sao lại ngăn cản tôi? Diệp Lâm Quân cau mày. Cậu có thể vào, nhưng không phải đi vào mà phải quỳ vào. Lâm Phụng Tiên lạnh lùng nói. Biến mất một năm rưỡi, cậu không cảm thấy có lỗi với Lê Nguyên chút nào sao? Bảo cậu quỳ xuống chính là để cậu chuộc tội. Quỳ xuống, chuộc tội. Quỳ xuống, chuộc tội. Những lính canh của nhà họ Lâm cùng nhau hét lên. Cái này do ông cụ Lâm chuẩn bị cho Diệp Lâm Quân. Muốn giải thích thì phải quỳ xuống trước. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nhìn bọn họ. Không hề có ý quỳ xuống. Cậu không muốn giải thích sao? Thành ý của cậu đâu? Cậu không thấy xấu hổ với Lê Nguyên sao? Em ấy vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy, cậu còn không chịu quỳ xuống sao? Lâm Phụng Tiên tức giận nói. Diệp Lâm Quân hơi tức giận, hỏi. Lê Nguyên đâu? Lê Nguyên đang ở bên trong. Muốn nhìn thấy em ấy thì phải quỳ xuống đi vào, nếu không thì cậu không xứng. Diệp Lâm Quân cười lạnh, mấy người bảo tôi đến để giải thích với Lê Nguyên, hay là đến để quỳ? Tất nhiên là nghe cậu giải thích, nhưng muốn giải thích thì phải quỳ xuống trước. Nhà họ Lâm ghét cay ghét đắng Diệp Lâm Quân. Bây giờ anh xuất hiện. Nếu không hành hạ cẩn thận thì rất khó để giải tỏa nỗi hận thù này. Lý Tử Nhiệm không hề biết về việc quỳ gối. Là nhà họ Lâm cố tình muốn làm cho Diệp Lâm Quân khó xử. Có phải là Lê Nguyên yêu cầu tôi quỳ gối không? Diệp Lâm Quân hỏi. Lâm Phụng Tiên gật đầu, đương nhiên. Cậu không biết Lê Nguyên hận cậu như thế nào sao? Em ấy cũng muốn cậu quỳ vào. Diệp Lâm Quân mỉm cười.
anh quá hiểu rõ Lý Từ Nhiệm. Cô chỉ muốn nghe được một lời giải thích chứ không phải nhìn thấy anh quỳ xuống. Cô hoàn toàn không biết nhà họ Lâm muốn làm khó anh. Được, vậy thì tôi sẽ đi. Không thể bắt tôi quỳ xuống. Diệp Lâm Quân quay người rời đi. Này, tại sao cậu lại rời đi? Lâm Phụng Tiên tức giận hét lên. Nhưng Diệp Lâm Quân đã bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Bọn họ thực sự không ngờ Diệp Lâm Quân sẽ bỏ đi. Họ chỉ muốn làm khó anh một chút thôi. Tự phụ. Lâm Phụng Tiên bùng nổ. Đại sảnh nhà họ Lâm. Hả, người đâu? Vừa nãy anh ấy nói đã tới cổng rồi mà. Nhìn thấy Lâm Phụng Tiên, Lý Từ Nhiệm tò mò hỏi. Lâm Phụng Tiên tức giận nói, Diệp Lâm Quân đúng tà không phải đàn ông. Lê Nguyên em đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc anh đón cậu ta ở cửa đã nói cậu ta mấy câu, nói rằng em đã khổ sở như thế nào, thằng nhãi đó thế mà lại thật sự rất tức giận. Nói em không tự mình đi ra ngoài gặp cậu ta tức là không chân thành không tin hắn. Anh ta còn giải thích làm cái quái gì nữa. Còn nói rằng em đã đổi họ của con cậu ta thành họ Lý, trong một năm rưỡi này cậu ta không phải chạy trốn. Anh tức giận đến mức cãi nhau với cậu ta, cuối cùng cậu ta chạy rồi, không định giải thích với em nữa. Lâm Phụng Tiên đã thêm mắm dặm muối rất nhiều. Nhưng không hề nhắc đến chuyện bắt Diệp Lâm Quân quỳ gối đi vào. Diệp Lâm Quân! Lý Từ Nhiệm giận dữ hét lên. Tôi có thể quyết định họ của đứa trẻ là gì được sao? Đó là do nhà họ Diệp không cho tôi lấy họ. Tôi cũng không còn cách nào khác. Anh biến mất một năm rưỡi lại có lý quá. Không muốn giải thích thì đừng giải thích nữa. Tôi cũng không muốn nghe nữa. Lý Từ Nhiệm tức giận đến mức bật khóc. Tên rác rưởi đó, tôi thật sự muốn tát chết hắn. Thật là ghê tởm. Lâm Hiểu Thiên giận dữ gầm lên. Đúng vậy, cậu ta rõ ràng là không muốn giải thích. Nếu muốn cho cô một lời giải thích thì tại sao không ở Giang Bắc mà lại muốn Euro hay tới Kinh Thành? Chỉ là đang kiếm cớ, không muốn giải thích. Hơn nữa, cậu ta lấy cái gì ra để giải thích? Sự thật đều đã bày ra trước mắt, anh ta đã bỏ rơi vợ con và mẹ của mình. Nghe thấy những lời bàn tán của người nhà họ Lâm, Lý Từ Nhiệm khóc nức nở. Mẹ, đừng khóc nữa. Bé Quân lau nước mắt cho Lý Từ Nhiệm bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Ở nơi khác, sau khi rời nhà họ Lâm, Diệp Lâm Quân không hề quay lại. Anh đến thẳng nhà họ Diệp. Ngôi nhà tổ của, nhà họ Diệp đã có hơn 1.000 năm lịch sử, là một vương phủ nào đó trong thời cổ đại. Ngôi nhà tổ của nhà họ Diệp rất lớn, có thể so sánh được với một thị trấn. Diệp Lâm Quân đứng ở ngọn núi phía sau của nhà họ Diệp nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Anh không nói gì cả. Nếu căn cứ theo thế núi, địa mạch và phong thủy, ngôi nhà tổ của nhà họ Diệp đúng là một mảnh đất quý. Điểm quan trọng nhất là nơi đây nằm trên một long mạch. Con cháu về sau đời đời xanh tươi, gia tộc phát triển bền vững. Không hổ danh là thế gia số một ở Lạc Việt. Nhìn thấy núi sông hùng vĩ, khí thế lớn mạnh như vậy, Diệp Lâm Quân không khỏi cảm thán. Liệu ai dám to gan xông vào cấm địa của nhà họ Diệp? Đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên. Diệp Lâm Quân nghe thấy tiếng hơi thở và khí thế bức người của người đang nhanh chóng đến gần mình. Ngay sau đó, một người râu tóc đã bạc xuất hiện sau lưng Diệp Lâm Quân. Trông dáng vẻ đối phương, nếu như tuổi không quá 100 thì ít nhất cũng phải 70 đến 80 tuổi. Nhưng tinh thần cụ lão vẫn rất sáng suốt và minh mẫn, thậm chí còn ẩn hiện một giọng nói uy vũ, đầy sức mạnh. Nhất là đôi mắt, như mang theo sức mạnh của sấm sét. Ông lão này nhất định là một cao thủ. Chắc chắn là một cao thủ siêu cấp, nhất định không thua kém gì điện chủ huyết vương điện và tứ đại huyết vương mà Diệp Lâm Quân đã gặp. Có lẽ là người lớn tuổi nhất trong gia tộc nhà họ Diệp. Cậu là ai? Trông cậu có vẻ không giống người nhà họ Diệp chúng tôi. Ông lão hỏi. Diệp Lâm Quân nói, đúng là tôi không phải người nhà họ Diệp. Cậu thanh niên, vậy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Đây không phải là nơi mà cậu nên đến. Đây là cấm địa của nhà họ Diệp, cho dù là người trong gia tộc cũng không thể tùy tiện tới đây. Diệp Lâm Quân nhìn ngôi nhà tổ của nhà họ Diệp bệt, dưới, Ari cười lạnh, nhà họ Diệp không phải ở kia sao? Ngọn núi này cũng là của các ông sao? Đây là đất của Lạc Việt, tôi muốn đi đâu thì đi. Liên quan gì tới ông? Diệp Lâm Quân rất tức giận. Đám người này đúng là quen thói phách lối. Chẳng lẽ mười mấy dặm núi quanh đây cũng là cấm địa của nhà họ Diệp sao?
đúng là nực cười. Cậu nhóc, cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cấm địa của nhà họ Diệp, bất cứ ai cũng không được đi vào. Kẻ nào phản lại ắt sẽ phải chết. Ông già rít qua kế răng. Diệp Lâm quẩn cứ ơi, cấm địa sao? Tôi cứ xông vào đấy, ông làm gì được tôi nào? Đúng, là muốn chết. Ông già hừ lạnh một tiếng rồi đánh một chưởng về phía của Diệp Lâm Quân. Một chưởng tưởng nhẹ như tơ nhưng có thể ẩn chứa sức mạnh của bầu trời. Một chưởng này có thể khiến cả đá cũng phải vỡ, hủy hoại được tất cả mọi thứ. Nếu giáng lên người thì đối phương nhất định hóa ra cho. Diệp Lâm Quân hừ lạnh một tiếng rồi đánh ra một quyền. Một quyền của anh có sức mạnh như một trọng pháo. Bùm! Một chưởng một quyền giao chiến với nhau. Phát ra âm thanh chấn động trời đất, nhất là khi bọn họ đang đứng trên một đỉnh núi, đứng ở nhà họ Diệp để nghe thì không khác gì lôi đình đang phát nổi. Bùm! Dưới sự tấn công của Diệp Lâm Quân, ông già kia không còn là đối thủ của anh nữa. Miệng ông già phun ra máu tươi, cả người hứng chịu một sức mạnh kinh khủng và bay ra ngoài. Rồi thiếp đất cũng rất mạnh. Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ bất ngờ, không thể tin được. Một quyền trông có vẻ rất bình thường như vậy lại có uy lực lớn như vậy sao? Lại còn là một người trẻ tuổi như vậy. Đúng là không thể tin được. Ông già nhìn Diệp Lâm Quân sợ hãi. Ông già này cũng là ột nhơ hát vật có danh tiếng. Nổi danh là Diệp Trung Thiên, là thần bảo hộ cho gia tộc nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Là người cao tuổi nhất trong nhà họ Diệp và cũng là người có thực lực thuộc hàng khủng nhất. Được trên dưới nhà họ Diệp tôn xưng là Lão Thần Tiên. Vì ông đã tròn 130 tuổi. Ông trải qua bao nhiêu thăng trầm của mấy đời nhà họ Diệp, có thể coi ông như trời trong gia tộc này. Thực lực của Diệp Thần cũng là do ông bồi luyện ra. Thậm chí ba người đầu tiên trong quân đao. Bảng cũng là do ông dạy, dỗ mà ra. Những người giỏi nhất trong lớp trẻ của nhà họ Diệp đều qua bàn tay dạy dỗ của ông. Thực lực trong truyền thuyết của Diệp Trung Thiên có thể đạt đến mức độ mà người thường không thể tưởng tượng được. Vậy mà không ngờ lại bại dưới tay của Diệp Lâm Quân. Cậu là ai? Diệp Trung Thiên hỏi. Tôi là Diệp Lâm Quân. Hôm nay đến quan sát tình hình của nhà họ Diệp một chút, ngày mai sẽ chính thức bước chân qua cổng lớn của nhà họ Diệp. Ông ra tay với tôi trước nên tôi cũng không còn có cách nào khác. Diệp Lâm Quân cười bất lực. Diệp Lâm Quân. Diệp Trung Thiên đọc thầm cái tên này. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không ngờ là cậu. Diệp Trung Thiên mặc dù luôn ẩn cư trong vùng núi phía sau của nhà, họ Diệp luyện tập võ đạo. Nhưng ông biết rõ nội chuyện trong nhà họ Diệp và thậm chí cả những chuyện ở Lạc Việt. Đương nhiên ông biết Diệp Lâm Quân là ai. Ai nghĩ đến đây, Diệp Trung Thiên chỉ biết than thầm lên một tiếng. Diệp Thần được người khác tôn xưng là đệ nhất thiên tài. Nhưng so với Diệp Lâm Quân thì không là gì nhà họ Diệp rốt cuộc đã tổn thất những gì. Được rồi. Ngày mai tôi sẽ tới nhà họ Diệp, hy vọng là ông sẽ không xen vào. Nếu không tôi sẽ giết ông. Diệp Lâm Nhiên nói xong thì đi thẳng khỏi đó. Lúc đó trong nhà tổ nhà họ Diệp đã vô cùng hỗn loạn. Vì động tĩnh rất lớn vừa rồi nên tất cả mọi người đều nhận ra khu cấm địa đã xảy ra chuyện. Diệp Minh Thiên và Diệp Thần vội vàng chạy tới khu cấm địa. Ông tổ, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Minh Thiên hỏi. Về hết cả đi. Diệp Trung Thiên không hề nói chuyện kia cho mọi người biết. Diệp Minh Thiên và Diệp Thần nhìn nhau. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Gần đây hình như ở Kinh Thành xảy ra chuyện lớn. Đi đến đâu y úng xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Nghe nói hình như các hoàng tộc và các thân tộc đều tập trung làm một chuyện gì đó rất lớn. Nhưng thân là một thế gia như bọn họ là không hề biết chuyện gì. Bây giờ lại có chuyện xảy ra ở chỗ của Diệp Trung Thiên. Nếu như ông tổ không có chuyện gì thì chúng ta rút thôi. Hai ba con họ rời khỏi khu cấm địa. Ba, con cảm thấy hình như sắp có chuyện xảy ra rồi, mi mắt phải của con cứ nháy từ nấy tới giờ, Diệp Thần đã bắt đầu cảm nhận được những dự cảm không lành. Sắc mặt của Dưỡng Minh Thiên cũng trở nên nặng nề. Ba thấy tất cả là do Diệp Lâm Quân, anh ta đúng là một ngôi sao chổi, toàn đem tới những điều xui rủi. Từ khi anh ta xuất hiện thì ba không thấy được một chuyện tốt đẹp nào cả. Nghe nói hình như anh ta còn định đến nhà họ Diệp chúng ta nữa. Diệp Thần cũng gật đầu, con nghe nói hình như ngày mai Diệp Lâm Quân sẽ tới Diệp gia của chúng ta. Ngày mai, ta nhất định phải xử lý tên phế vật này,
trong mắt của Diệp Minh Thiên hiện lên sát ý tàn độc. Ở một nơi khác, Diệp Lâm Quân vừa rời khỏi vùng lân cận của nhà họ, Dược, tự nhiên anh cảm thấy tim mình hơi ngọt, khóe miệng còn dính đầy máu tươi. Anh bị thương rồi sao? Đến chính Diệp Lâm Quân cũng không biết điều này. Trưởng lão của nhà họ Diệp đúng là có thực lực mạnh, nhưng cũng chỉ hơn điện chủ của Huyết Phương Điện một chút. Anh vẫn có thể dễ dàng ứng phó được. Nhưng không ngờ là anh lại bị thương. Độc của Huyết Phương Điện. Anh đã biết rõ. Huyết Phương Điện, lĩa độc anh bằng một loại thuốc độc không có tên, có thể chính nó là lý do khiến anh bị thương. Khụ khú. Trong chốc lát, Diệp Lâm Quân cảm thấy mình rất yếu ớt. Còn nghiêm trọng hơn cả lần trước Cao Khánh Dư đẩy anh một phát. Dù sao vừa nãy trong trận đại chiến với lão thân của nhà họ Diệp, anh cũng dùng khá nhiều lực. Diệp Lâm Quân cố gắng áp chế độc tố trong người. Cơ thể anh dần dần trở lại trạng thái bình thường. Loại độc này không gây tổn thương gì hiện hữu cho anh nên anh cũng không để tâm lắm. Đến buổi tối, Nam Phước Hồi Yêu báo, chiến thần, in hứng gì anh cần đã được đưa đến kinh thành. Được, chuẩn bị cho tôi, sáng mai tới nhà họ Diệp. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lâm Quân dẫn theo Chí Oánh đi về phía nhà họ Diệp. Được, chúng ta đến nhà họ Diệp xem ông ta muốn đưa ra lời giải thích thế nào. Lâm Hiếu Thiên lạnh giọng nói. Nhà họ Lâm, Lâm Hiếu Thiên mang theo Lý Tử Nhiệm và những thành viên cao cấp của gia tộc đi tới nhà họ Diệp. Nhà họ Long, Long Chiến Giã mang theo những người quan trọng nhất trong gia tộc đến nhà họ Diệp. Nhà họ Hóa Ác, cũng là một thế gia, gia chủ Hoắc Nguyên Phong cũng đem tới nhà họ Diệp những nhân vật cốt cán nhất. Tám đại thế gia ở kinh thành, tụ hội đầy đủ trước cửa nhà họ Diệp. Nhà họ Tần, Tây Phương cũng mang theo cả nhà họ Tần đến nhà họ Diệp. Nhà họ Lăng, nhà họ Khương, nhà họ Thôi, tất cả các nhà đều bắt đầu hành động. Tất cả đổ về hướng của nhà họ Diệp. Lại có cả trăm vương tộc hào môn cũng tới để xem náo nhiệt. Hôm nay, cả kinh thành loạn lên như cào cào. Những chiếc xe đẳng cấp nhất phóng đi trên đường, từ khắp bốn phương tám hướng tụ hội về nhà họ Diệp. Hôm nay, trước cửa lớn của nhà họ Diệp sợ rằng có đến hơn vạn người, hoặc có thể còn nhiều hơn nữa. Một trận thế như vậy e rằng nhà họ Diệp cũng không thể ngò đến được. Một mình Diệp Lâm Quân mà cũng có tập hợp được một trận thế như vậy sao? Tại nhà tổ của nhà họ Diệp, tối hôm qua, ông tổ Diệp Trung Thiên đã phát ra một mệnh lệnh, nếu như là thành viên của nhà họ Diệp ở kinh thành thì nhất định phải trở về trong vòng một ngày, có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Tin tức đó vừa được tung ra, cả gia đình nhà họ Diệp đều bùng nổ. Đến Diệp Minh Thiên cũng không biết chuyện đó là gì. Nhưng đó là mệnh lệnh của ông tổ nên người làm chủ gia tộc như Diệp Minh Thiên đều phải tuân theo. Vậy nên những thành viên của nhà họ Diệp ở bên ngoài cũng lũ lượt quay về. Chỉ trong một buổi sáng mà hầu hết những người cần về đã về đông đủ. Những người khác thì cũng không ngừng trở về. Ba, con vừa nhận được thông tin ba chú ấy cũng sẽ trở về. Diệp Thần nói. Diệp Minh Thiên vô cùng vui mừng. Diệp Minh Dũng. Diệp Minh Phi. Diệp Minh Phong. Là ba anh em của Diệp Minh Thiên. Là ba người đứng đầu trong quân đao bảng của Lạc Việt. Cùng với Diệp Minh Thiên trở thành Diệp gia tứ rồng. Bốn người bọn họ là đại biểu cho những đỉnh núi đời thứ hai của nhà họ Diệp. Cả ba người đều là những người mà Diệp Thần vô cùng kính trọng, vì võ công của bạ người đớ đều đạt đến trình độ vô cùng cao, vì đều là đệ tử chân truyền của Diệp Trung Thiên. Cũng là ba người đứng đầu trong quân đao bảng. Là mơ ước của bao nhiêu chiến sĩ dũng mãnh ở Lạc Việt. Những chiến sĩ đều cảm thấy vinh dự nếu tên mình được lọt vào quân đao bảng. Ngoài ra còn có Diệp Phong, Diệp Thanh, Dương Cốc, Dương Quá cũng trở về. Diệp Thần cười. Tất cả đều là những người rất xuất sắc trong lớp trẻ của Diệp Thần, những người này đều có tên trong bảng quân đáo. Diệp Chính, Diệp Long lúc trước tham dự trại huấn luyện tập, Trung Tiềm Long lần này cũng trở về. Đương nhiên có những người vẫn chưa có tư cách khiến Diệp Thần nhớ đến nên cũng không thể kể đến. Cũng không biết ông Tổ định tuyên bố quyết định gì mà bắt tất cả mọi người cùng trở về. Diệp Minh Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Diệp Thần chau mày nói, chắc có liên quan đến chuyện hôm qua. Có lẽ là chuyện lớn, chắc là ông Tổ muốn lấy ra trấn tộc chi bảo. Đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Minh Thiên. Với vị trí của nhà họ Diệp hiện tại, nhất định không thể là chuyện xấu, huống hồ vi thần bảo hộ của nhà họ Diệp đã trở thành lão thần tiên sống hơn 100 tuổi.
ông ấy nhất định không thể có chuyện gì. Đương nhiên, nhất định là chuyện tốt, sẽ không có chuyện gì xấu đâu. Diệp Thần nói rất chắc chắn. Chắc có lẽ là chuyện vui của nhà họ Diệp. Ông Tổ định trao gì cho con sao? Dù sao thì chiến tích của con suốt hơn một năm nay mọi người cũng nhìn thấy hết. Diệp Minh Thiên vẫn rất tự tin. Gia chủ, không biết có chuyện gì mà có rất nhiều người không phải người của nhà họ Diệp cũng tới đây, số lượng càng lúc càng tăng lên. Đúng lúc đó, có một người vào báo cáo tình hình. Diệp Minh, Thiên cười, chuyện lớn của nhà họ Diệp, vạn tộc cùng tới bái kiến là chuyện rất bình thường. Nhưng không may là Diệp Lâm Quân cũng đến rồi. Vừa nghĩ đến chuyện Diệp Lâm Thiên sắp tới, Diệp Minh Thiên lập tức biến sắc. Một chuyện đại hỷ như vậy của nhà họ Diệp mà một người sao chổi như Diệp Lâm Thiên cũng tới sao? Đúng là đen đủi, Diệp Thần cũng cảm thấy chán ghét. Trong mắt bọn họ, Diệp Lâm Thiên không được coi là một đối thủ. Vậy mà anh ta cũng tới sao? Nếu như đuổi anh ta đi lúc này thì chắc anh ta sẽ thấy mất mặt trước bách tộc như thế, chúng ta cứ để xem anh ta định làm gì. Diệp Thần đề nghị. Được. Diệp Minh Thiên đứng ở trên cao, nhìn thấy xe cộ không ngừng tập trung bên ngoài quảng trường phía trước nhà họ Diệp. Ông ta nói lớn một tiếng, nhìn thấy chưa? Đây chính là cảnh tượng phồn thịnh Euro của nhà họ Diệp chúng ta, vạn tộc tới bái kiến. Nhà họ Diệp cứ tưởng rằng, những gia tộc khác đến đây là để bái kiến bọn họ. Và một bộ phận gia tộc tới đây không phải là để nhắm vào bọn họ. Một lúc sau, người của nhà họ Diệp ở Kinh Thành đều đã tập trung đông đủ. Ông Tổ đã xuất hiện chưa? Diệp Minh Thiên hỏi. Diệp Thần vừa đi qua khu cấm địa, nói, ông Tổ nói, lúc nào cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện. Được. Nếu đã như thế thì chúng ta ra bên ngoài, giải quyết chuyện của Diệp Lâm Thiên đã. Diệp Minh Thiên đem theo người ra ngoài, những nhân vật quan trong nhà. Đường đều tập trung ở quảng trường phía trước nhà họ Diệp. Lúc này, 8 thế gia lớn đã tập trung đủ trên quảng trường. 16 đại hoàng tộc và 32 vương tộc cùng hàng trăm các gia tộc khác lần lượt tới đây, lúc trước là một quảng trường rất lớn nhưng bây giờ cũng chứa đầy người. Khung cảnh giống như tất cả mọi người đều đổ xô ra đường. Phần lớn tất cả mọi người đều không hiểu gì. Bọn họ đến đây để làm gì? Mọi người cũng chỉ là thấy người khác làm gì thì làm theo đó. Người khác đi rồi nên mình cũng theo tới đây. Bát đại thế gia đương nhiên là phải tới nhà họ Diệp, để xem rốt cuộc thần bảo hộ của nhà họ Diệp định đưa ra quyết định gì, Lâm gia thuận tiện cũng muốn nghe lời giải thích của Diệp Lâm Quân. Những người biết được thân phận của Diệp Lâm Quân thì đương nhiên là đến đây để góp uy cho anh. Hai bên cùng ngơ ngác nhìn nhau. Mọi người không hiểu đến đây để làm gì. Lúc đầu Diệp Minh Thiên còn tưởng rằng mọi người đến để bái kiến nhà họ Diệp. Nhưng đến khi ra ngoài thì cảm thấy không đúng lắm. Đến chính ông ta cũng không biết mình đang làm gì. Diệp gia bản quyền hủ, Diệp Lâm Quân đậu, Lâm Hiếu Thiên là người lên tiếng trước. Diệp Minh Thiên ngơ ngác hỏi, Lâm gia chủ, Diệp Lâm Quân không đến. Không lẽ chúng ta bị tên đó lừa rồi sao? Anh ta lại không đến sao? Lâm Hiếu Thiên tức giận. Sắc mặt của Lý Tử Nhiệm cũng trở nên khó coi. Diệp Minh Thiên khó hiểu hỏi, ái chuyện này là thế nào vậy? Ông ta càng lúc càng không hiểu gì. Những người nãy đến đây để làm gì vậy? Thực ra chính ông ta cũng không biết chuyện ông Tổ quyết định chính là chuyện của Diệp Lâm Quân. Mọi người đến đây cũng vì cùng một chuyện đó. Diệp Lâm Quân nói, hôm nay cậu ta sẽ đưa ra một lời giải thích cho con gái tôi ở nhà họ Diệp. Tôi muốn đến xem cậu ta giải thích thế nào, Lâm Hiếu Thiên lớn tiếng nói. Diệp Lâm Thiên thật sự không tới sao? Có lẽ mọi người đều bị cậu ta lừa rồi. Cậu ta dám không tới sao? Cậu ta mà đến đây tôi nhất định cho cậu ta chết luôn ở đây. Diệp Thiên Lâm tức giận nói. Ha ha ha. Đột nhiên một chàng cười sảng khoái vang lên. Diệp Lâm Quân đến rồi. Có người hét lên. Mọi người tự động mở ra một con đường. Diệp Lâm Quân dẫn theo người tới. Theo sát phía sau Diệp Lâm Quân có Chí Oánh và 4 người Nam Phương. Rầm, rầm, rầm. Mặt đất dường như rung chuyển. Đông Phương vác theo một chiếc quan tài và một bia mộ đến quảng trường. Rầm, rầm. Chiếc quan tài và bia mộ đó được để trước cửa của nhà họ Dưỡng. Đương nhiên đây là chiếc quan tài và bia mộ lúc trước Diệp Thần tặng cho Diệp Lâm Quân. Hôm nay Diệp Lâm Quân mang nó tới đây để trả. Cảnh tượng đó khiến mọi người đều cả kinh.
Đặt quan tài và bia một trước cửa một thế ra sao? Sao có thể ngông cuồng được như thế? Đúng là trò chọc tức người khác. Khóe mắt của Diệp Thần khẽ động, khuôn mặt trở nên vô cùng tức giận. Vì anh ta nhận ra hai thứ đồ này. Diệp Lâm Quân muốn đem nó trả lại cho anh ta sao? Đúng là muốn chết mà. Anh ta còn tưởng Diệp Lâm Quân đến đây là để cầu xin. Nhưng xem ra là anh ta nhìn nhầm rồi. Thế ra số một Lạc Việt làm sao có thể chấp nhận được kiểu khiêu khích như vậy? Hàng nghìn con mắt của những người đứng trên quảng trường đều tập trung vào một mình Diệp Lâm Quân, Lý Tử Nhiệm nhìn thấy anh thì trong lòng cũng nổi sóng gió. Chưa bàn gì đến chuyện giải thích gì đó, Diệp Lâm Quân dám đến nhà họ Diệp thì đã chứng minh cho dũng khí của anh. Hôm nay thật náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn cả năm trước nữa. Diệp Minh Thiên cười lớn. Diệp Lâm Quân, cậu đến nhà họ Diệp chúng ta để làm gì? Diệp Lâm Quân không trả lời trực tiếp. Anh nhìn sang Chí Oánh, mẹ, hôm nay con đưa mẹ tới nhà họ Diệp là muốn có một lời giải thích của nhà họ Dưa, Lề Hú Ốn có một lời giải thích từ Diệp Minh Thiên. Tại sao năm đó lại bỏ mẹ? Cả người Chí Oánh rún lên, khuôn mặt vô cùng kích động, nước mắt lấp lánh. Ngày này cuối cùng cũng đến. Diệp Lâm Quân nhìn sang Lý Tử Nhiệm, Lê Nguyên, hôm nay trước cửa nhà họ Diệp, anh muốn cho em một lời giải thích hoàn hảo nhất. Diệp Lâm Quân anh nhất định không giống Diệp Minh Thiên vứt bỏ vợ con của mình. Hạo Quân. Giọng nói Lý Tử Nhiệm nghèn nghen, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cuối cùng, ánh mắt của Diệp Lâm Quân hướng thẳng về phía và Diệp Minh Thiên và Diệp Thần. Hôm nay, giữ ẩn Hạo Quân tôi sẽ san bằng cả nhà họ Diệp, để cho tất cả mọi người cùng biết đệ nhất thế gia của Lạc Việt trong mắt tổ y úng không một cả cái đinh, gì cả. Câu đó của Diệp Lâm Quân làm tất cả mọi người ở đó cùng cười. Nhất là những người của nhà họ Diệp đang cười lăn cười lộn. Không phải chứ. Trên thế giới này sao có kẻ tưởng rằng dựa và sức của mình là có thể san bằng được đệ nhất thế gia chứ. Vẫn là câu nói đó, sự tích lũy của một thế gia trong mấy nghìn năm, kết quả của sự nỗ lực của vô số người trong bao nhiêu đời lại thua kém sự nỗ lực của một con người trong mấy chục năm sao. Chuyện đó có khả năng xảy ra không? Khả năng này không phải là không có. Chỉ là một phần một triệu mà thôi. Ha ha ha, thú vị lắm. Đúng là rất thú vị. Diệp Minh Thiên rất thích nhìn cảnh ruồi muỗi đánh nhau thế này. Nhất là khung cảnh đó diễn ra trực tiếp như vậy. Được, chị Oánh, hôm nay tôi muốn xem con trai bà rốt cuộc thông thiên đến mức nào. Ánh mắt Diệp Minh Thiên trở nên lạnh lẽo, Diệp Thiên. Thưa gia chủ, có. Diệp Thiên. Người canh cửa trong đám những người trẻ tuổi ở nhà họ Diệp tiến lên phía trước một bước. Cũng là tiêu chuẩn tấn công năm ngoái. Tấn công cậu ta đít. Diệp Thần ra lệnh. Diệp Thần nói xong thì Diệp Thiên bắt đầu khởi động, anh ta giẫm một cái, trên nền đất hăn hai vết chân. Diệp Thiên xông lên phía trước, đánh một quyền về phía của Diệp Lâm Thiên. Một quyền đó có thể khiến sóng gió nổi lên, mọi người đều cảm nhận được sức nóng lướt qua mặt, giống như cảm giác bị dao cắt vậy. Đúng là Diệp Thiên, thiên tài võ đạo. Đã tập luyện được tới mức độ này rồi. Cúa mạnh. Diệp Lâm Quân nói nhẹ một tiếng. Bụp. Chân anh, đá thẳng và Diệp Thiên đang ở giữa không trung. Diệp Thiên bay xa mười mấy mét, đập thẳng vào cánh cửa đá của nhà họ Diệp, về sau không thấy cử động nữa. Kinh ngạc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người nhà họ Diệp không thể ngờ được Diệp Lâm Quân lại là một cao thủ võ thuật. Đến cả Chí Oánh cũng không nghĩ tới. Đây, người của nhà họ Diệp đều sợ đến biến sắc. Gọi người mạnh nhất của nhà họ Diệp ra đây. Diệp Lâm Quân nhìn thẳng vào Diệp Minh Thiên. Ngông cuồng. Trước nhà tổ của nhà họ Diệp, làm sao có thể một tên tạp chủng ngông cuồng như vậy? Diệp Chiến, một thành viên lớp trẻ trong nhà họ Diệp, lạnh giọng nói. Trong đám những người anh trẻ tuổi, anh ta cũng được xếp vào trong top 10 những người ưu tú nhất. Anh ta xông lên. Binh. Diệp Lâm Quân dùng một chưởng, đánh Diệp Chiến bay ra xa. Đi chết đi. Diệp Khí, người đứng thứ 8 trong lớp trẻ của nhà họ Diệp xông lên. Binh. Diệp Lâm Quân chỉ dùng một quyền. Binh. Người đứng thứ 6 Diệp Trương thất bại. Người đứng thứ 4 Diệp Bình thất bại. Người đứng thứ 3 Diệp Phàm thất bại. Diệp Lâm Quân mất kiên nhẫn, lên hết cả đi. Binh. Từng người trong lớp trẻ của nhà họ Diệp lên đọ sức với Diệp Lâm Quân.
nhưng kết quả đều giống nhau. Tất cả đều thảm bại. Trong một thời gian rất ngắn, Diệp Lâm Quân hạ hết đám người trẻ tuổi của nhà họ Diệp. Cho dù đó là ai, cho dù mạnh như thế nào. Chỉ một chiêu là anh có thể kết thúc. Anh hoàn toàn không để cho đối phương ra đến chiêu thứ hai. Mạnh, cúa mạnh, sức mạnh của Diệp Lâm Quân khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Ai cũng hết sức lấy làm bất ngờ nhìn Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm cũng tròn mắt, mở to miệng kinh ngạc, trái tim cô đã nhảy từ ngực lên đến tận cổ họng. Hóa ra chồng của cô không chỉ giỏi trong việc kinh doanh và còn có võ công cao cường như vậy. Ba ba giỏi quát, ba ba giỏi quái. Đoàn Lê Quân vẫy tay và hét lên. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không nói đến những thứ khác, chỉ nói riêng năng lực chiến đấu của Diệp Lâm Quân thì cũng cả nhà họ Diệp cũng phải phục sát đất. Nếu như Diệp Lâm Quân kết hợp với Diệp Thần thì đúng là không còn gì có thể chống đỡ được. Một nhà có đến hai con rồng, đây đúng là chuyện mà những thế gia không dám nghĩ tới. Diệp Thiên Phong và những nhân vật lớn trong nhà họ Diệp đều đơ hết người ra. Hình như bọn họ đã để lỡ mất chuyện gì đó. Nếu như, sớm biết Diệp Lâm Quân sáu ó thực lực mạnh như vậy thì đón anh về không phải là quá tốt sao? Một Diệp Lâm Quân và thêm một Diệp Thần. Tương lai của nhà họ Diệp đúng là không thể tưởng tượng được. Đây chính là con trai của Diệp Thiên Phong sao? Ha ha, đúng là không hổ chảy dòng máu của ta trên người. Đúng là con cháu của nhà họ Diệp. Khá lắm, khá lắm. Diệp Thiên Quân đột nhiên hét lớn, muộn rồi. Ông ta nhìn về phía của Diệp Lâm Thiên và nó, Hạo Thiên, lúc trước cơ ba đấp trách lầm con. Bây giờ chỉ cần con gật đầu thì con có thể bước vào nhà họ Diệp, ba bảo đảm. Địa vị của con và của Diệp Thần là bằng nhau, thậm chí còn có thể có được nhiều nguồn lợi hơn. Đúng, tôi đồng ý Diệp Lâm Quân trở lại nhà họ Diệp. Tôi đồng ý Diệp Lâm Quân trở lại nhà họ Diệp. Chấm, những người quan trọng trong nhà họ Diệp đều lần lượt lên tiếng. Mọi người đều đồng ý cho Diệp Lâm Quân trở lại nhà họ Diệp. Một thiên tài như vậy, nếu bọn họ giết đi không phải là bị điên sao? Chí Oánh kích động đến mức sắp khóc tới nơi. Con trai của bà giỏi giang hơn người, dùng năng lực của mình để khiến nhà họ Diệp phải công nhận. Tâm trạng của Lý Tử Nhiệm cũng ích như vậy. Đây chính là chồng của cô. Dùng hai tay của mình để lập nên một khoảng trời riêng, khiến cả thế gia phải công nhận. Lâm Hiếu Thiên vuốt vuốt râu của mình, nói, được đấy, thế này mới xứng với con gái của ta. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Diệp Lâm Quân có được sự công nhận của mọi người thì nhất định sẽ đồng ý. Vì dù sao cũng có thể trở thành một người giống như Diệp Thần. Nhưng không ngờ Diệp Lâm Quân cười lạnh và đáp, muốn tôi vào nhà họ Diệp sao? Không có chuyện đó đâu, các người không xứng. Anh chú ý đến Diệp Minh Thiên, ông muốn ba tôi sao? Ông có cái tư, cách đó sao? Nhà họ Diệp trong mắt tôi không khác gì con sầu con kiến cả, hoàn toàn không xứng. Một câu nói đó của Diệp Lâm Quân khiến tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều giận dữ. Chúng ta chỉ tiếc chuyện bỏ qua một nhân tài, cậu thật sự nghĩ rằng chúng tôi không làm gì nổi cậu sao? Diệp Minh Thiên hét lên. Người tiếp theo ai lên? Diệp Lâm Quân lạnh giọng quát lên. Tôi. Một giọng nói khác vang lên. Diệp Thần bước ra, vừa nãy Diệp Lâm Quân đã đánh ngã được hết đám người trẻ tuổi của nhà họ Diệp, người cuối cùng trong số đó vã chưa pha tay bà Diệp Thần. Diệp Lâm Quân và Diệp Thần Diệp Minh Thiên cười lạnh nói, tôi thừa nhận Diệp Lâm Quân rất mạnh. Nhưng anh cũng xem trọng bản thân mình quá rồi đó. Cửa ải của Diệp Thần chưa chắc anh đã qua được. Diệp Minh Thiên có niềm tin tuyệt đối với Diệp Thần. Diệp Thần là thể điện của cả nhà họ Diệp, lại càng là thể điện của những người trẻ tuổi. Anh ta rõ ràng chính là thứ nhất, những người trẻ tuổi cùng thế hệ tuyệt đối không thể vượt qua anh ta. Cho dù Diệp Lâm Quân muốn đánh toàn bộ những người trẻ tuổi của nhà họ Diệp, cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Bởi những chuyện vừa mới xảy ra, Diệp Thần cũng có thể dễ dàng làm được. Diệp Thần đứng dậy. Tất cả mọi người đang có mặt đều hít một hơi thật sâu. Anh ta giống như một con rồng sáng chói trên bầu trời. Được người người công nhận là người đứng đầu trong lớp trẻ. Cho dù là lĩnh vực nào, anh ta cũng là niềm tự hào lớn nhất của Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình. Long Thanh Tình nhìn Chí Oánh cười nói, con trai bà quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng muốn chiến thắng con trai tôi thì là điều không thể nào. Bà đừng có nằm mơ nữa ồ. Niềm tự hào của bà không thể bị đánh bại. Niềm tự hào của nhà họ Diệp lại càng không thể bị đánh bại.
Diệp Thần nhìn Diệp Lâm Quân ở phía đối diện cười nói, nhìn thấy quan tài và bia mộ chưa? Chuẩn bị cho cậu đó. Nói khoác mà không biết ngượng, đúng là muốn tìm chết. Diệp Thần hét lên. Quanh người anh ta tỏa ra một làn khí, khiến cho tất cả mọi thứ ở bốn phía đều lùi lại phía sau. Mọi người giống như bị một bàn tay vô hình đẩy lùi lại phía sau mấy mét. Đáng sợ kinh khủng như vậy sao? Cường giả cấp thân. Có người hít một hơi lạnh hét lên. Diệp Thần vậy mà lại là cường giả cấp thần. Thế giới này được thiết lập một hệ thống phân cấp cho các cường giả dựa vào sức chiến đấu của người đó. Bình thường là cấp phàm, cấp vương, cấp thần, cấp tông sư. Cấp phàm đều là những người mới luyện võ không lâu hoặc là những người mới nhập môn. Cấp vương bình thường đều là những người có lực chiến rất kinh khủng, trong quân đội cũng là một thủ lĩnh. Cấp thần thì lợi hại hơn, đó chính là cường giả chân chính. Có một người cấp thần cũng tương đương có cả một đội quân. Năm đó, khi bị 18 nước bao vây, Diệp Thần đã một mình đánh bại tất cả, đây chính là một trận đánh phong thần, cường giả cấp thần cũng không nhiều. Ban đầu 18 nước gộp lại cũng chỉ có trên 100 người là cường giả cấp thần. Hiện tại cường giả cấp thần thật sự rất hiếm. Nhưng Diệp Thần tuổi còn nhỏ đã là cường giả cấp thần, điều đó chứng tỏ anh ta rất có thiên phú. Nói anh ta là người đứng đầu trong lớp trẻ cũng không phải là nói quá. Nếu như đã dấn thân vào quân giới, sớm muộn cũng trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Một lúc sau, Diệp Thần cử động. Bùm! Cú đấm của anh, ta có uy lực một cú đấm đã tạo ra làn khí. Bùm 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 bùm! Diệp Thần lao về phía trước, không khí như bị nén xuống, phát ra âm thanh như pháo nổ. Rắc 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 rắc! Sàn nhà dưới chân anh ta vỡ vụn thành từng mảnh. Anh ta lại càng ngang tàn hơn, một quyền đấm xuống Diệp Lâm Quân. Một quyền mang theo sức mạnh của quỷ của thần. Có điều mặt của Diệp Lâm Quân lại vô cùng bình thản, hai tay anh vắt ở sau lưng. Giống như bị dọa sợ. Dầm! Một quyền này của Diệp Thần đập mạnh vào vai Diệp Lâm Quân, tạo ra một tiếng nổ chói tai. Rắc rắc! Đáng sợ hơn là nền gạch dưới chân Diệp Lâm Quân lại vỡ vụn thành từng mảng răng ra như mạng nhện, kéo dài hàng trăm mét. Mặt đất lún xuống không ít. Một quyền khiến cho khói bụi bốc lên cuồn cuộn, che lấp cả bầu trời, cát đá bay vào trong mắt rất nhiều người xung quanh làm họ không nhìn thấy gì. Giống như đạn bác nổ tung ra vậy. Khủng bố thật sự quá khủng bố. Diệp Thần không hổ danh là cường giả được nâng cấp. Ha ha ha, con, trai tôi thắng rồi. Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tỉnh cùng nhau hoan hô. Khói bụi dần dần tản đi. Mọi người nhìn rõ tình hình trên khán đài. Diệp Lâm Quân và Diệp Thần đứng đối diện nhau. Diệp Lâm Quân vỗ vai cười nói, chỉ có vậy. Cù lét đó sao? Hoàn toàn không tổn hại gì. Diệp Thần kinh hoàng, Diệp Lâm Quân không bị sao. Quá khoa trương rồi. Mọi người vốn đang nghĩ rằng Diệp Lâm Quân không chết cũng bị thương. Cậu quá yếu. Diệp Lâm Quân cười nói. Nhớ năm đó, anh một mình đánh bại hàng trăm cường giả cấp thần của 18 nước. Đem ra so sánh, anh có chỗ nào yếu hơn Diệp Thần? Bại. Diệp Lâm Quân vung ra một quyền. Bùm. Một quyền này của Diệp Lâm Quân, tai của tất cả mọi người dường như đều bị điếc, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, chỉ có chút cảm giác chấn động. Cứ như thể tất cả mọi người đang ở trong một pháo đài của chiến trường. Với hàng trăm viên đạn đại bác đang bản ra. Lỗ tai của mọi người trong nháy mắt không nghe được nữa. Diệp Thần thấy một quyền không gì có thể địch nổi này, vội vàng lấy tay nghênh đón. Dầm! Nhưng anh ta cặn bản không đỡ nổi nên thân thể bị đánh bay ra ngoài. Miệng phụt ra máu tươi, bại trận tại chỗ. Sau khi Diệp Thần đi gã xuống đất, trong mắt anh ta tràn đầy sự hoài nghi. Anh ta thua rồi. Diệp Thần thua. Sao có thể như vậy? Anh ta sao có thể thua cơ chứ? Đối mặt với sự thê thảm của thực tế, tất cả mọi người đang có mặt đều không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Người trẻ tuổi lợi nhất của nhà họ Diệp vậy mà lại bị đánh bại. Thần thoại một thời của nhà họ Diệp bị đánh bại. Thật kinh khủng. Điều này chứng tỏ Diệp Lâm Quân cũng là một cường giả cấp thần, mặc dù Trí Oán và Lý Tử Nhiệm đều không am hiểu những thứ này. Nhưng khi thấy Diệp Lâm Quân mạnh như vậy trong lòng bọn họ cũng rất mãn nguyện. Họ rất tự hào về Diệp Lâm Quân. Cả nhà họ Diệp hóa đá. Không được. Con trai tôi tuyệt đối không thể bị đánh bại. Con trai tôi không thể bị đánh bại. Con trai tôi nhất định phải thắng.
bất luận là dùng thủ đoạn nào. Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình đưa mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều lộ rõ sự kiên định. Những năm gần đây, đối thủ trên đường đều bị Diệp Thần nghiền nát. Trước giờ chưa từng thất bại. Điều này đã khiến cho anh ta trở thành niềm tự hào của nhà họ Diệp. Nếu như anh ta bại trận, thì chính là khác nào khiến cho cả nhà họ Diệp mất mặt. Các cao thủ của nhà họ Diệp đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý. Dù có ăn gian cũng phải để Diệp Thần thắng. Anh ta không thể thua. Anh ta một lần cũng không thể thua. Nhà họ Diệp là đệ nhất thế gia, trong từ điển của họ không có hai từ thất bại. Diệp Thần cũng nhìn về phía Diệp Minh Thiên nhờ giúp đỡ, hai bố con bọn họ đang có cùng ý tưởng giống nhau. Không thể bại. Hay là dùng một thủ đoạn để đánh bại Diệp Lâm Quân. Cho dù sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Diệp Minh Thiên lặng lẽ đi đến trước người Diệp Thần, lặng lẽ đưa cho anh ta một viên thuốc. Diệp Thần nhanh chóng uống thuốc vào bụng. Đây là một loại dược liệu đặc biệt, có thể kích thích tiềm năng trong cơ thể ơ ẩn người tới mức cao nhất. Cùng lúc đó, hai tại Diệp Minh Thiên và mấy vị cao thủ nhà họ Diệp đều đè lên người Diệp Thần, một luồng chân khí không ngừng truyền vào trong cơ thể Diệp Thần. Bọn họ đang vận công chuyển công lực sang cho Diệp Thần, tăng cường sức mạnh cho anh ta một lần nữa. Anh ta đã được bảo đảm gấp đôi. Diệp Thần nhất định phải đánh bại Diệp Lâm Quân. Cho dù bọn họ phải dùng đến phương thức ăn gian hèn hạ này. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng của một gia đình hào môn như vậy nhưng thực ra toàn là những thứ bẩn thỉu, nhếch nhác, xấu xa hèn hạ. Kết quả của việc áp gia la sức mạnh của Diệp Thần nhanh chóng tăng lên. Tăng lên. Không ngừng tăng lên. 5 lần. 10 lần. 100 lần. Thực lực của Diệp Thần ước chừng đã tăng lên gấp 100 lần. Bùm, Diệp Thần rõ ràng vừa mới bị Diệp Lâm Quân đánh nôn ra máu, bây giờ lại như Phượng Hoàng sống lại, trên người tỏa một luồng khí mới. Anh ta giống như ma thần vậy. Diệp Thần mỉm cười, cảm nhận sức mạnh đang dâng trào như bỉa cả trong người. Lần đầu cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn. Anh ta vô cùng hưng phấn. Anh ta cảm thấy hiện tại bản thân có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Diệp Lâm Quân anh chịu chết đi. Diệp Thần gầm lên. Việc nhà họ Dưỡng ăn gian chỉ cần là người có mắt tinh tường đều sẽ nhìn ra. Nhưng đây là thiên hạ đệ nhất thế gia. Ai dám nói gì bọn họ? Mọi người đều giận nhưng không ai dám nói một lời. Sao lại có thể như vậy? Nhà họ Diệp không phải đã gian lận sao? Sao có thể như vậy? Ông cụ Lâm Hiếu Thiên không thể chấp nhận được việc này. Dù sao ông ấy cũng đứng về phía Lý Tử Nhiệm. Thấy nhà họ Diệp ăn gian bắt nạt người khác. Ông ấy cảm thấy không thể chấp nhận. Nhà họ Diệp không phải vẫn luôn như vậy sao? Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Huống chỉ người đó là Diệp Thần. Anh ta không được phép thua, anh ta thua thì tức là nhà họ Diệp thua. Dù thế nào đi chăng nữa nhà họ Diệp cũng không thể để anh ta thua. Có người nói. Vậy chúng ta cứ mở to mắt nhìn xem. Ông cụ Lâm không nhịn được nói. Những người khác đều than thầm, nhà họ Diệp làm việc. Những người khác cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Hai Uli Y. Lâm Hiếu Thiên sốt ruột vỗ ngực. Ông ấy thực sự cũng không thể làm gì nhà họ Diệp, cùng lắm cũng chỉ có thể cào nhau vài lời. Lý Tử Nhiệm nghe xong lập tức lo lắng. Nhà họ Diệp gian dối như vậy thật sự là không công bằng. Như này thì đâu phải Diệp Lâm Quân đánh với Diệp Thần. Rõ ràng là Diệp Lâm Quân đánh với tất cả mọi người nhà họ Diệp. Cứ như vậy. Diệp Lâm Quân không phải sẽ rơi vào nguy hiểm sao? Cho dù anh có mạnh đi chăng nữa. Nếu nhà họ Diệp không từ thủ đoạn thì anh cũng chỉ có một con đường chết. Thật là bắt nạt người khác một cách quá đáng. Rõ ràng là đơn độc đấu với Diệp Thần. Thật đáng tiếc, Diệp Lâm Quân nhất định là người mạnh nhất trong lớp trẻ, nhưng anh ta lại gặp phải nhà họ Diệp, như vậy thì cũng chỉ có thể bỏ mạng mà thôi. Mọi người đều tiếc thay cho Diệp Lâm Quân. Nhưng lại không có cách nào khác. Chuyện nhà họ Diệp những người khác đều không thể can dự vào. Lúc này Diệp Thần rất đáng sợ, anh ta giống như ma thần vậy. Dù sao anh ta cũng đã cường đại cấp thần lên 100 lần. Anh ta đã không còn là cường giả cấp thần. Anh ta đã chuyển cán mốc tông sư trong truyền thuyết. Tông sư cấp cao khiến người kinh sợ. Tông sư cấp cao có thể đứng ra lập môn phái riêng, trở thành bá chủ một phương trời. Đi lại tự do trong chiến trường vạn quân. Nếu như không điều động hàng vạn binh lính và vũ khí hạng nặng, thì không thể trở thành tông sư đích thực. Nhưng,
tông sư hầu như đã không còn. Ngay cả cấp thần còn hiếm thấy, huống gì nói đến tông sư. Diệp Thần từng bước đi về phía Diệp Lâm Quân, khí thế khủng bố tràn ngập khắp nơi, trong lòng mọi người như có hòn đá đè nặng, căn bản không thể nào thở thổi. Diệp Lâm Quân tôi sẽ không thua đâu. Diệp Thần điên cuồng hét lên, đánh xuống một quyền thật nặng. Một quyền này có thể hủy diệt mọi thứ. So với chiêu thức vừa rồi dường như đã mạnh hơn gấp trăm lần. Diệp Thần tin chắc một quyền này có thể đánh bại Diệp Lâm Quân. Khưa khưa ồ. Khóe miệng Diệp Lâm Quân tạo ra một nét cười lạnh. Giống như đang nghênh đón quyền này vậy. Dầm. Hai người giao đấu, giống như sao chổi va chạm vào địa cầu, sóng âm bốn phía đều dao động. Phụt. Phụt. Không ít người ở xung quanh bị đánh trúng phụt cả ra máu. Mọi người bị một lực vô hình đẩy lùi lại vài chục bước. Rắc rắc. Quảng trường nhà họ Diệp không có cách nào trụ thêm được nữa. Khán đài sụp xuống. Điều đáng sợ nhất là Diệp Thần bại trận. Cả người anh ta bị đánh bay vài chục bước, hai chân lún xuống mặt đất gần 2 mét. Như vậy mà Diệp Thần vẫn thua. Diệp Lâm Quân rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Tất cả mọi người đều ngẩn người trợn tròn hai mắt. Tôi không thể bại. Tôi không thể bại. Diệp Thần hét lên. Anh ta vẫn còn năng lượng trong cơ thể, anh ta như vậy là muốn liều mạng với Diệp Lâm Quân sao? Rầm rầm. Ra âm Diệp Lâm Quân lại đánh liên tiếp hai quyền lên người anh ta. Rất nhanh Diệp Thần toàn thân đều dính máu. Cơ thể không chút sức lực ngã xuống mặt đất. Cuối cùng quan tài đã đặt trước lại là dành cho anh ta trở về. Nhìn thấy một màn này Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình hét Diệp Lâm Quân mày, bốn ẻ không được chết tử tế đâu. Người đâu, giết chết Diệp Lâm Quân cho tôi. Bộ dạng đấm máu của Diệp Thần hiện rõ trước mặt mọi người. Lý Tử Nhiệm che kín mắt đứa trẻ lại. Chồng của cô mạnh như vậy sao? Thì ra anh thật sự không hề sợ cả dòng họ nhà họ Diệp. Bọn họ đã trách lầm Diệp Lâm Quân rồi. Những người khác đều bị làm cho kinh ngạc. Người mạnh như Diệp Thần còn bị đánh bại. Thật sự quá đáng sợ. Thứ này anh mình dùng đờ. Diệp Lâm Quân đá văng nắp quan tài ra, sau đó ném Diệp Thần vào trong. Rắc 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 rắc. Đồng thời anh dùng chủy thủ khắc trên bia mộ một hàng chữ. Mộ Diệp Thần. Rầm. Một giây sau, Diệp Lâm Quân đem bia mộ cắm xuống đất. Diệp Lâm Quân giết chết Diệp Thần trong vài giây, anh đã hoàn toàn phá hủy phòng tuyến cuối cùng của nhà họ Diệp. Hành động như vậy, chính là sự khiêu khích lớn nhất tới cả dòng họ nhà họ Diệp. Tôi giết chết hy vọng trong tương lai của các người, bây giờ còn phải khiêu khích các người. Nhà họ Diệp sắp phát điên rồi. Dù sao anh cũng đã hủy diệt tương lai của cả dòng họ Diệp. Không, còn cả tương lai của nhà họ Long. Trên người Diệp Thần còn có huyết mạch nhà họ Long. Nhà họ Diệp và nhà họ Long đều giống như phát điên. Giết giết giết. Từng vị cao thủ đua nhau xuất hiện. Cao thủ cấp thân. Một người. Hai người. 71 người. Thật đáng sợ, thật kinh khủng. 18 nước hải ngoại miên cưỡng cũng chỉ có 100 người là cao thủ cấp thân. Vậy mà nhà họ Diệp và nhà họ Long lại quy tụ 71 cao thủ cấp thân. Đây cũng là nội tình bên trong của thiên hạ đệ nhất và đệ nhị thế gia. Cao thủ cấp thân trừ chiến lực đặc biệt mạnh ra còn có một điểm đặc biệt chính là tuổi thọ của họ thường vượt qua những người bình thường. Dù sao chân khí và huyết khí của bọn họ đều vượt xa người bình thường. Cho nên trong nháy mắt xuất hiện không ít những cao thủ đã già. Diệp Thần chính là hy vọng của bọn họ, bây giờ anh ta đã bị Diệp Lâm Quân giết chết. Bọn họ tất nhiên sẽ không tha cho anh. Cho nên Diệp Lâm Quân đã hoàn toàn chọc giận nhà họ Diệp và nhà họ Long. Tao muốn mày phải chết. Long Chiến Giã hét lớn, Diệp Minh Thiên giống như một kẻ điên nói, mày cho rằng tao thật sự không dám giết mày sao? Đối mặt với nhiều cường giả cấp thần như vậy Diệp Lâm Quân không hề cảm thấy áp lực. Ngược lại anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có cảm giác đánh bại cao thủ thần cấp của 18 nước năm đó. Được, đến đi. Diệp Lâm Quân cười nói. Đại ca, để bọn em đánh trước. Đám người Trung Phương đồng loạt tiến lên. Nhưng Diệp Lâm Quân lại lắc đầu nói, không, đây là chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Ngay cả trăm vị cao thủ thần cấp anh còn không xem 7 ID, cùng lắm thì thua một trận. Trước kia cũng không phải là chưa từng trải qua. Còn nữa không, cùng nhau lên hết đi, tiết kiệm chút thời gian cho tôi. Diệp Lâm Quân ngoác ngoác ngón tay. Phách lối. Cuồng vọng.
Đã đến nước này rồi. Diệp Lâm Quân vẫn rất hời hợt. Anh căn bản không xem bọn họ ra gì. Mày đánh rất giỏi, có phải không? Tao thực sự muốn nhìn xem mày có thể đánh lợi hại đến mức nào. Nhà họ Diệp chúng ta cao thủ đầy dây. Không đủ thì vẫn còn rất nhiều người khác. Đầu bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt, cường giả cấp 3, còn có nhà họ Diệp đứng sau bảo vệ. Diệp Minh Thiên hét lớn. Giết! Gần trăm cường giả cấp thần của hai nhà Diệp, lòng đồng loạt tấn công Diệp Lâm Quân. Trận chiến này khiến cho trời đất u ám. Đám người Trung Phương cũng rơi vào điên cuồng. Tựa như thấy lại trận chiến thần thoại trên chiến trường. Một lát, Sao, quần áo trắng của Diệp Lâm Quân nhuốm máu. Tất cả những người xung quanh anh đều đang kêu rên. 71 vị cao thủ cấp thần đều bị đánh bại. Quá mạnh. Mạnh đến không thể ngới một mình Diệp Lâm Quân đã đánh bại hai nhà Diệp, Long. Tất cả mọi người đều gần như phát điên. Điều này cũng thật quá đáng sợ rồi. Tôi chưa từng thấy qua người có thực lực mạnh như vậy. Đây cũng là điều mà Diệp Minh Thiên không ngờ tới, ông ta không nghĩ tới Diệp Lâm Quân sẽ mạnh như vậy. Nhưng Diệp Lâm Quân mày đừng tưởng bọn tao sẽ thua. Mời cụ tổ. Diệp Minh Thiên gào thét. Mạnh, mạnh đến bất thường, trước giờ bọn họ chưa gặp qua người nào trẻ tuổi mà đáng sợ đến mức này. Đến nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Minh Thiên lấy làm kinh ngạc, ông không ngờ đây lại là con ruột của mình. Nếu như sớm đón nó về thì tương lai nhà họ Diệp sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khả năng còn có thể chèn ép được các gia tộc khác cả trăm năm, thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Nhà họ Diệp rất có thể sẽ leo lên đến một vị trí cao chưa từng có. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã tiến triển như thế này, mặt mũi nhà họ Diệp cực kỳ quan trọng, nên buộc phải ép Diệp Lâm Quân đến bước đường cùng. Họ đành phải cho mời thần tiên sống nhà họ Diệp, Diệp Trung Thiên đến trợ giúp. Tương truyền Diệp Trung Thiên thuộc cấp bậc tông sư. Bởi vậy mà thọ mệnh rất dài. Tuy đã 130 tuổi nhưng tinh thần sức khỏe của cụ vẫn phơi phới như xưa. Mấy nghìn người xung quanh cũng không thể tưởng tượng được Diệp Lâm Quân có thể mạnh đến mức khiến người nhà họ Diệp phải mời cả cụ tổ đến. Chỉ một lúc sau, Diệp Trung Thiên đã đến đứng trước mặt người nhà họ Diệp. Cụ tổ. Mấy ngàn người nhà họ Diệp đồng loạt quỳ xuống trước mặt cụ tổ, cao giọng hô, mời cụ tổ làm chủ cho nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp khai trừ Diệp Lâm Quân vì không nhận tổ tiên, khinh trên khi dưới, bất nhân bất nghĩa, đánh trọng thương anh em trong nhà, vô lễ với người lớn tuổi. Còn giết chết hy vọng của nhà họ Diệp là Diệp Thần. Xin cụ tổ hãy ra tay trừng trị Diệp Lâm Quân. Nhà họ Diệp hiện đã thừa nhận thân phận của Diệp Lâm Quân, nhưng lại cáo buộc anh xâm phạm tổ tiên, không nhận người nhà. Cả nhà họ Diệp ai nấy đều cầu xin Diệp Trung Thiên đứng ra xử lý, khụ khụ. Nào ngờ Diệp Trung Thiên nghe xong liền hơi run lên, bất chợt ho ra một búng máu. Trời, cụ tổ! Cụ tổ người bị thương rồi. Diệp Minh Thiên và mọi người đều hoảng hốt kinh ngạc. Nghĩ đến những âm thanh tối hôm qua vọng từ trong cấm địa ra, bọn họ đều hiểu ra vấn đề. Chắc là cụ tổ đánh nhau với người ta rồi bị thương. Có thể khiến thần hộ mệnh nhà họ Diệp bị thương, người đó đáng sợ đến mức nào? Cấp bậc tông sư trong truyền thuyết, chỉ riêng nghe đến cấp bậc thôi đã đủ kinh sợ rồi. Nhưng trong truyền thuyết cấp bậc tông sư như một làn danh ngăn cách với thánh thần. So với tông sư thì những cấp dưới đều chỉ là con kiến bé nhỏ không đáng kể. Nếu năng lực chiến đấu đạt đến cấp bậc tông sư, như vậy nghĩa là đã vượt khỏi phạm vi người thường rồi. Nói thẳng ra chính là phương diện năng lực chiến đấu và thọ mệnh. Một người địch lại vạn quân, tuổi thọ kéo dài vô hạn, sức ảnh hưởng cũng lớn. Nếu một đất nước có tông sư, chắc chắn đó sẽ là sự uy hiếp lớn nhất của quân địch. Trên chiến trường, tông sư xuất trận. Thiên quân khó phát. Có thể đánh bại Diệp Trung Thiên, mọi người nghĩ ngay đến tông sư. Diệp Trung Thiên lau đi vết máu bên khóe miệng, gật đầu, đúng vậy, ta đã bị thương rồi. Sau đó ông nhìn về hướng Diệp Lâm Quân. Lẽ nào là do Diệp Lâm Quân? Mọi người vẻ mặt không thể tin được. Đúng, không sai, chính là cậu ta. Diệp Trung Thiên gật đầu khẳng định, hôm nay ta mời mọi người đến là muốn nói đến chuyện hệ trọng này, nhất thời. Tất cả mọi người đều hiểu ý định của cụ tổ khi tập hợp nhà họ Diệp. Khu, Diệp Minh Thiên bỗng thấy trong miệng tràn vị ngọt, sau đó cũng phun ra một búng máu. Bọn họ lại còn đưa người trẻ ra để đấu với Diệp Lâm Quân, ai mà biết cụ tổ mạnh nhất cũng bị Diệp Lâm Quân đánh bại chứ.
anh ta mạnh mẽ kinh khủng. Cứ như cả nhà họ Diệp đều đã bị Diệp Lâm Quân chèn ép dưới chân vậy. Không, nhà họ Diệp chúng ta vẫn chưa thua. Người thực sự mạnh nhất vẫn còn chưa đến. Diệp Minh Thiên hét lên. Ông đang ám chỉ những người giỏi nhất trên bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt, đặc biệt là ba người đứng đầu Diệp Minh Dũng, Diệp Minh Phi và Diệp Minh Phong, đại diện cho năng lực chiến đấu mạnh nhất của nhà họ Diệp. Mọi người hợp lực lại có lẽ sẽ không thua trước một Diệp Lâm Quân. Rất nhanh, Diệp Minh Dũng dẫn theo mấy chục người mạnh nhất xông đến, còn có đám người Diệp Long, Diệp Chính từng trải qua huấn luyện binh lính tiềm cũng đến. Nhà họ Diệp không thể thua được, Diệp Minh Dũng nói. Nhưng giây tiếp theo, sau khi đối mắt với Diệp Lâm Quân, anh ta bèn sững lại. Không chỉ là anh ta, mà Diệp Minh Phi và Diệp Minh Phong sau khi nhìn rõ mặt mũi của Diệp Lâm Quân xong, sắc mặt cũng thay đổi. Đằng sau họ còn có Diệp Phong, Diệp Thanh và những người tài giỏi khác cho rích bảng xếp hạng, ai nấy đều thất kinh. Mang tiếng là những người mạnh nhất của bảng xếp hạng, làm sao có thể không biết mặt của Diệp Lâm Quân. Đã vậy thứ tự xếp hạng của bọn họ lại còn là do chính tay Diệp Lâm Quân đánh giá. Soạt. Diệp Minh Dũng bái kiến chiến thần Côn Luân. Soạt. Diệp Minh Phi bái kiến chiến thần Côn Luân. Soạt. Diệp Minh Phong bái kiến chiến thần Côn Luân. Liền ngấy sau đó. Diệp Phong quỳ xuống. Diệp Thanh quỳ xuống. Diệp Hoa quỳ xuống. Diệp Long quỳ xuống. Diệp Chính quỳ xuống. Liền ngay sau đó. Trong nhà họ Diệp bất kể ai là chiến sĩ Lạc Việt đều đồng thời quỳ xuống theo, còn đồng thanh hô vang, bái kiến chiến thần Côn Luân. Diễn tiến xoay chuyển quá nhanh, tiến triển đến mức không ai có thể ngờ tới. Khiến nhà họ Diệp và toàn bộ những người đang ở đây đều không kịp chuẩn bị tinh thần. Vì sao, Diệp Minh Dũng và những người kia lại quỳ gối trước một người trẻ tuổi? Bọn họ chính là ba người đứng đầu trong bảng xếp hạng tay kiếm giỏi của Lạc Việt. Ba người tài giỏi đứng đầu. Đến cả cụ tổ Diệp Trung Thiên cũng sững người. Anh ta là ai cơ? Chiến thần Côn Luân là gì? Đây là một tin tức cực kỳ động trời, khiến bọn họ không kịp tiếp thu. Nhà họ Tần bái kiến chiến thần Côn Luân. Tây Phương đột nhiên lên tiếng, tất cả người nhà họ Tần đều quỳ xuống. Nhà họ Minh bái kiến chiến thần Côn Luân. Nhà họ Lâm bái kiến chiến thần Côn Luân. Nhà họ Cao bái kiến chiến thần Côn Luân. Sự việc ngày càng diễn biến theo chiều hướng khiến người người sửng sốt. Toàn bộ các thành của 16 đại hoàng tộc, 32 vương tộc tại hiện trường đều lần lượt nối tiếp nhau quỳ gối trước Diệp Lâm Quân, đến lời hô vang cũng giống nhau. Thấy vậy, các thành viên của hàng trăm vương tộc và nhà giàu đại tộc kinh thành đều lần lượt quỳ gối xuống. Chỉ chớp mắt sau đã có hàng nghìn người ở đây đều đã quỳ gối trước Diệp Lâm Quân. Tiếng hô vang lên như đúc từ khuôn mẫu. Cảm tưởng như bầu không khí đều chấn động rung lên. Âm thanh như tiếng sấm rền bên tai, khiến người nhà họ Diệp và đám người phía Lý Tử Nhiệm không có thời gian phản ứng. Đầu óc họ trống không, không kịp tiếp thu lượng tin tức này. Vù! Đột nhiên một tràng tiếng sói tru vang lên. Mọi người đều nhìn khắp bốn phương tám hướng, thấy phía xa xa trên một ngọn núi đã xuất hiện bóng dáng Phiêu Anh Đoàn đang cưỡi sói. Tất cả mọi người ở đây cũng không phải con cháu nhà bình thường. Họ vừa nhìn là nhận ra, đây chính là Phiêu Anh Đoàn của chiến thần Côn Luân. Tây Phương bái kiến chiến thần Côn Luân. Nam Phương bái kiến chiến thần Côn Luân. Bắc Phương bái kiến chiến thần Côn Luân. Trung Phương bái kiến chiến thần Côn Luân. Đông Phương bái kiến chiến thần Côn Luân. Bộ ngũ kiêu hùng cũng lần lượt từng người quỳ xuống đất. Cộp cộp cộp. Liền sau đó là tiếng bước chân chỉnh tê, một đoàn chiến sĩ áo đen xuất hiện. Đây chính là Long Kỵ Cấm Quân từng xuất hiện ở nhà Lê Quân Hào. Long Kỵ Cấm Quân bái kiến chiến thần Côn Luân. Long Kỵ Cấm Quân cũng quỳ xuống, dùng nghi lễ cao nhất với Diệp Lâm Quân. U Linh Quân bái kiến chiến thần Côn Luân. Lại một đoàn chiến sĩ xuất hiện bái kiến với Diệp Lâm Quân. Sau đó còn xuất hiện thêm từng đoàn đội nữa. Thiên Tự Quân bái kiến chiến thần Côn Luân. Địa Tự Quân bái kiến chiến thần Côn Luân. Huyền Tự Quân bái kiến chiến thần Côn Luân. Hoàng Tự Quân bái kiến chiến thần Côn Luân. Bốn nhánh quân đoàn Thiên Địa Huyền Hoàng cũng đã xuất hiện. Bốn nhánh này chính là những quân đoàn vô địch do chính tay Diệp Lâm Quân đào tạo. Bọn họ cũng trùng hợp đang ở kinh thành nên mới đến đây. Vệ Bịnh, Viêm Lớn, bái kiến chiến thần Côn Luân. Chào mừng chiến thần Côn Luân đến kinh thành. Lại có một đoàn chiến sĩ xuất hiện. Đó là vệ binh Viêm Long tiêu biểu nhất kinh thành.
quảng trường không lớn lắm của nhà họ Diệp phút chốc quỳ hàng vạn người, cùng bái kiến Diệp Lâm Quân. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Cứ như một quả bom có sức công phá lớn bất chợt rơi xuống nhà họ Diệp và Lý Tử Nhiệm, chịu ánh rồi nổ tung, thổi văng bọn họ đi. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ không có thời gian phản ứng. Từng người sững như phỗng, thoạt trông giống xác chết di động. Chiến thần Tu La và Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang đến. Từ xa truyền đến tiếng thông báo. Trần Hữu Đạo dẫn theo ba nhánh quân đội từ ngoài tiến vào. Đoàn đội của Trần Hữu Đạo ai nấy đều đeo mặt nạ ác ma, nhưng mặt nạ của ba nhánh quân cũng có điểm khang khác dễ nhận ra. Thất Sát bái kiến chiến thân Côn Luân. Phá Quân bái kiến chiến thân Côn Luân. Tham Lang bái kiến chiến thần Côn Luân. Không phải chỉ có vỏn vẹn ba người, mà là ba người và đoàn đội của họ, cùng chỉnh tề quỳ xuống trước Diệp Lâm Quân, cao giọng hô lên. Khí thế như được tiếp thêm. Đây có lẽ là những chiến đội tinh nhuệ nhất của Lạc Việt. Mỗi một đoàn đội đều ít nhất lên đến chục nghìn người. Nói không khoa trương, hiện tại ở đây số lượng các chiến sĩ cộng lại cũng có thể so với một đại quân trăm vạn người. Hay có thể coi như hàng trăm vạn người đang quỳ xuống bái kiến chiến thân Côn Luân. Trần Hữu Đạo bái kiến chiến thân Côn Luân. Đến cả Trần Hữu Đạo cũng phải làm lễ. Vì dù sao thì Diệp Lâm Quân cũng trên cơ anh ta. Hai người cùng một vai vế nên Trần Hữu Đạo không phải quỳ, chỉ hơi khom lưng cúi người một chút. Diệp Lâm Quân đã tiếp nhân thử thách thì Trần Hữu Đạo sẽ nể mặt anh. Danh dự quý hơn tiền bạc. Trần Hữu Đạo là ai? Giai cấp quyền quý nơi kinh thành ai nấy đều biết rõ ông. Trần Hữu Đạo năm ngoái cũng từng xuất hiện. Cảnh tượng hiện tại cũng đã đủ chứng minh thân phận của Diệp Lâm Quân. Người thanh niên hai mươi mấy tuổi trước mắt đây chính là nguyên khí quốc gia, là chiến thần hộ quốc. Ủy nhiêm bốn phương, có thể trấn áp cả một thời đại. Chiến thần Côn Luân. Người hoàn hồn đầu tiên là cụ tổ Diệp Trung Thiên của nhà họ Diệp, ông ta bây giờ đã hiểu vì sao mình thua. Gặp phải người này sao có thể thắng được? Long Chiến Dã và người nhà họ Long cũng sắp khóc đến nơi. Bọn họ, đã tiểu vì sao một lóc cổng đồ ngông cuồng tự cao tự đại sau khi bị phế lại không hề nhắc đến đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra người anh ta đắc tội là chiến thần Côn Luân, vậy anh ta còn có dám ý kiến gì? Tội này có lấy cả nhà họ Long ra cũng không đủ đền tội. Đùng! Đầu ông cụ Lâm cứ như nứt thành đôi. Ông ta rốt cuộc cũng hiểu lý do cho dù sẽ đắc tội với nhà họ Lâm. Cho dù có chết đi chăng nữa thì Cao Khánh Dư cũng nhất quyết từ bỏ hôn ước với Lý Tử Nhiệm. Cao Khánh Dư biết thân phận của người kia. Gan anh ta có to hơn đi nữa thì cũng sẽ không dám đi giành vợ với chiến thần Côn Luân. Đây không phải là vấn đề sẽ chết hay không nữa rồi. Lâm Phụng Tiên cũng bỗng chốc hiểu ra tất hôm qua mình đã làm gì. Mình dám làm khó chiến thần Côn Luân để anh ta quỳ vào nhà họ Lâm giải thích. Đây là đang tìm đường chết. Dù mình có 10 cái mạng cũng không đủ đền tội. Ba thật giỏi, ba thật giỏi. Quỳnh chỉ là người hiểu rõ nhất ở đây. Cô không thấy được những phức tạp của người lớn, chỉ thấy cả vạn người quỳ gối trước ba mình. Ba đương nhiên là giỏi nhất. Đấy chính là chiến thần Côn Luân cao quý tột bậc. Lý Tử Nhiệm ánh mắt trống rỗng dần dần lấy lại ánh sáng, đã dần dần sáng tỏ những gì đang xảy ra. Chiến thần Côn Luân, cái gì? Chiến thần Côn Luân. Chồng của Lý Tử Nhiệm mình là chiến thần Côn Luân ư? Lý Tử Nhiệm trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, cô sắp mất khống chế rồi. Chí Oánh dần phản ứng lại. Lẽ nào, không, vốn dĩ con cô luôn luôn nói thật. Hy vọng viền vông của cô đã thành hiện thực rồi. Có phải mình đang nằm mơ không? Chí Oánh tự véo mình thật mạnh. Phát hiện rất đau. Bây giờ chỉ có mình nhà họ Diệp các người là không biết, chúng tôi đã biết hết rồi. Nhà họ Tần nói lớn. Nhà họ Diệp đột nhiên bị tạt cho một chậu nước lạnh, từng người một mới dần tỉnh táo lại. Vì sao từ đầu đến cuối Diệp Lâm Quân không thèm để họ vào mắt? Vì sao Diệp Lâm Quân không thèm để ý đến nhà họ Diệp mà đồng cá cược? Trước đây, mọi người cảm thấy Diệp Lâm Quân là kẻ không biết gì. Bây giờ mới hiểu với thực lực và địa vị của anh thì chẳng cần để ý đến nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp cuối cùng cũng hiểu ra một vấn đề. Chẳng trách chiến thần Côn Luân họ Diệp. Thì ra anh ta là Diệp Lâm Quân, còn phí công họ tốn bao nhiêu nhân lực và tài lực chỉ để tìm xem chiến thần Côn Luân là người thuộc nhánh nào của nhà họ Diệp. Vậy mà không ngờ tới lại là anh ta.
là tên con rơi mà Diệp Minh Thiên suýt thì giết chết. Diệp Minh Thiên còn nhớ lời nói trước đây của Diệp Trung Lâm. Lời cảnh cáo ông và Diệp Thần. Khi đó họ còn không tin. Có lẽ Diệp Trung Lâm đã sớm biết rõ sự tình rồi. Sắc mặt Diệp Minh Thiên trắng bệch. Ông ta nghĩ đến cảnh lần đầu mình gặp Diệp Lâm Quân. Mãi lúc này bản thân ông mới hiểu. Chị Oánh không hề nói bí mật kia với Diệp Lâm Quân, bà ta không phải loại người đó. Tất cả là do Diệp Lâm Quân tự mình điều tra. Với thân phận của anh ta thì có thể nhẹ nhàng tra ra được. Khi ông ta nghĩ Diệp Lâm Quân sẽ lấy chuyện này ra để nói ông. Ồ không, sai lầm tai hại. Với thân phận và địa vị của anh ta lại làm vậy ư? Kẻ khác nhìn Diệp Lâm Quân như một người ngu dốt, tự phụ, kiêu căng. Mà không biết Diệp Lâm Quân căn bản chẳng để họ vào mắt. Nhà họ Diệp còn cho rằng anh ta chỉ là con sâu muốn bò cao. Lại không nghĩ rằng thực ra anh ta vốn là con rồng trên trời. Nghĩ đến những gì trước kia nhà họ Diệp đã làm để gây khó dễ cho Diệp Lâm Quân, tất cả đều bị anh ta giải quyết dễ dàng, ai nấy đều hít một hơi lạnh. Lúc đó nên cảnh giác mới đúng. Anh ta không đơn giản như vậy. Một tập đoàn Vân Đình thôi đã che mắt được mọi người. Trước mắt chỉ có tập đoàn Vân Đình là báu bở. Mà căn bản tập đoàn đó chẳng là gì. Chiến thần Côn Luân ư. Diệp Lâm Quân vậy mà lại là chiến thần Côn Luân. Ai nói cố gắng 10 năm của một người không so được với sự cố gắng của vô số người qua hàng chục thời đại của một gia tộc nghìn năm. Hoàn toàn có thể. Tỷ lệ là 1 trên 1 triệu nhưng không có nghĩa là không có. Diệp Lâm Quân chính là người 1 trên 1 triệu đó. Con trai của Diệp Minh Thiên ta lại là chiến thần Côn Luân. Có anh ta rồi, còn cần gì Diệp Thần nữa? Nó có xứng không? Đáng tiếc. Quá đáng tiếc, nếu sớm đón Diệp Lâm Quân về. Ai dám không phục? Thế lực nhà họ Diệp sẽ một bước đi lên. Nâng cao lên một bậc là chuyện quá đơn giản. Khi đó có thể coi như bá chủ của Châu Đông Phương. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Là chính tay họ đẩy Diệp Lâm Quân về phía đối lập. Diệp Thần còn đi phá lễ cưới của Diệp Lâm Quân. Đây chính là kết cục. Diệp Lâm Quân nhìn hàng vạn người đang quỳ xuống trước mình, cao giọng nói, đứng dậy đi soạt soạt hàng vạn người cùng đứng dậy. Diệp Lâm Quân kéo mẹ mình dẫn đến trước mặt Diệp Minh Thiên, cười lớn, Diệp Minh Thiên, ông có nghĩ đến sẽ cớ ngày này không? Có nghĩ tôi sẽ tự mình đánh phá vào tận cửa nhà họ Diệp? Cửa nhà họ Diệp khó vào ư, tôi đạp cái là đổ sập. Hôm nay, tôi với mẹ cùng đến trước mặt ông để hỏi ông lý do. Tôi cần một lời giải thích. Từng câu từng chữ của Diệp Lâm Quân sắc như dao, thanh âm như sấm sét rền vang. Một loại hào quang bàng bạc vô cùng khí thế áp đến. Hồng hộc, từng người nhà họ Diệp hô hấp đều trở nên khó khăn, đồn dập, từng hơi thở đều nặng nề, hồng hộc. Mỗi người đều cảm giác như có một khối đá lớn đè ép lông ngực họ khiến họ đến hít thở cũng khó khăn. Phù phù, phù phù, thậm chí đã có một số người không chịu nổi loại cảm giác này mà nối đuôi nhau ngã quỳ xuống mặt đất. Cả người bọn họ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ Diệp Lâm Quân bộc lộ năng lượng của bản thân tựa như quân lâm thiên hạ, như thần linh giáng thế. Người bình thường không có cách nào gánh chịu nổi loại thần kỳ ấy. Mà người đứng cạnh Diệp Lâm Quân gần nhất chính là Diệp Minh Thiên, lúc này sắc mặt ông ta đã trắng nhọt, không còn chút máu nào. Tiên trán ứa ra một tầng mồ hôi lạnh phủ kín trán, hai chân run run đánh lập cập vào nhau, suýt chút nữa đứng không nổi mà quỳ thẳng xuống đất. Gia chủ của gia tộc lớn mạnh nhất Lạc Việt thì đã sao? Dưới uy thế của chiến thần Côn Luân, người phàm sao có thể không quỳ lạy? Chuyện năm đó ông nên cho tôi một lời giải thích, nhà họ Diệp phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Lời Diệp Lâm Quân nói như sấm bên tai. Rầm. Trên dưới cả nhà họ Diệp đều như bị sét đánh trúng. Diệp Lâm Quân như vậy là muốn vấn tội sao? Được, tôi muốn hỏi gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Minh Thiên một chút. Năm đó mẹ của tôi mang thai, quỳ trước cổng nhà họ Diệp 3 ngày 3 đêm thì ông rốt cuộc ở chỗ nào? Cả đám các người đang làm gì hả? Vì sao năm đó ông vứt bỏ vợ con mình? Vì sao năm đó ông lại muốn ra tay giết chết cốt nhục của mình? Vì sao ông từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mẹ của tôi? Rốt cuộc mẹ tôi đã làm gì sai? Nick đột nhiên đè thấp giọng xuống, anh nhìn chằm chằm Diệp Minh Thiên cùng đám người nhà họ Diệp mà chất vấn từng câu.
Đám người nhà họ Diệp bao gồm cả Diệp Minh Thiên đều chỉ biết cúi đầu, ngay cả liếc Diệp Lâm Quân một cái cũng không dám. Tất cả đám người ở đây đều rơi vào im lìm. Nói đi. Diệp Lâm Quân gầm lên một tiếng, một chân đạp thẳng lên cửa lớn nhà họ Diệp. Ngay lập tức khiến cho cửa lớn từ từ sụp đổ, hóa thành cát bụi. Diệp Lâm Quân tự a như mà thần dáng thế, cả người toát ra uy thế kinh người, sức ép tỏa ra khiến người khác không chịu nổi phù phù. Phù phùi. Đám người nhà họ Diệp liên tiếp có kẻ quỳ xuống. Cả đám chẳng biết nói gì, chuyện năm đó ngay chính bọn họ cũng không có cách nào bao biện giải thích cho mình. Không có bất kỳ lý do để giải đáp cho chuyện năm đó. Phù phù. Diệp Minh Thiên rốt cuộc cũng không chịu nổi trước áp lực khổng lồ, từ Diệp Lâm Quân mà quỳ rạp xuống đất. Long Thanh Tình, Diệp Cuồng Lan, Diệp Trung Thiên, cũng đều theo chân Diệp Minh Thiên quỳ thẳng xuống đất. Thật sự không thể nào chịu nổi. Vậy là, tất cả trên dưới nhà họ Diệp đều quỳ rạp trước mặt Diệp Lâm Quân. Gia tộc mạnh mẽ Nhá Lạc Việt đều thuần phục dưới chân Diệp Lâm Quân. Ha ha ha! Lúc này Chí Oánh cười lên ha hả, cười như trước nay chưa từng được cười vậy. Bà ấy cười lên tưởng như vui vẻ nhưng mắt bà lại khóc. Long Thanh Tinh, bà không phải nói tôi là hạng người ạ đảng sao? Còn tôi là thứ tuyết mạch hèn mọn sao? Giờ thì sao, các người có thể sánh được với con trai tôi sao? Chí Oánh nói mà gần như hét lên. Long Thanh Tinh im lìm không nói câu nào. Diệp Minh Thiên cùng với đám nhà họ Diệp các người lúc trước chướng mắt mẹ con tôi, nói tôi là chủng tộc hạ đẳng, hèn mọn từ trong huyết mạch, không hề xứng với huyết thống cao quý như các người. Khi đó tôi đã nghĩ, nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ đứng trước cửa lớn nhà họ Diệp, nói cho các người biết, thứ tự cho thượng đẳng như các người thực chất ti tiện hèn mọn ghê tởm thế nào, nói cho các người biết thứ mà đám các người cho là huyết mạch hạ đẳng lại như quân lâm thiên hạ. Chiến thần dáng thế đứng trước mặt các người, khiến các người hối hận vì tất cả những gì các người đã làm với mẹ con tôi. Mà hiện tại, lũ thượng đẳng các người đã như con chó quỷ dưới chân con trai tôi đấy thôi. Diệp Minh Thiên cũng đám người nhà họ Diệp đều chỉ biết im lặng trước những lời oán trách của Chí Oánh. Chí Oánh rốt cuộc cũng mắng chửi đã xả được cơn hận năm đó. Đời này, lần đầu tiên bà cảm thấy vui sướng như vậy. Đám người nhà họ Diệp run rẩy dưới đất. Cái cao quý bọn họ vẫn tự hào, khi đứng trước mặt Diệp Lâm Quân chẳng khác nào rác rưởi không đáng để kể đến. Con hoang, các người sao lại quỳ dưới chân một đứa con hoang như vậy chứ? Ha ha ha! Đợi chút nữa Roagri tươi sẽ được xử lý, Diệp Lâm Quân liếc nhìn về phía Lý Tử Nhiệm, Lê Nguyên, hiện giờ anh sẽ giải thích tất thảy với Imo. Thật ra anh muốn nói cho em tất thảy vào hôn lễ của chúng ta nhưng Diệp Thần đột nhiên tham gia vào là nhiễu loạn kế hoạch của anh. Vậy nên anh chỉ có thể nói cho em biết vào lúc giải quyết chuyện nhà họ Diệp. Nào ngờ, bên ngoài lại xảy ra chuyện, vệ binh Viêm Long lại dựa vào quyền hạn cao cấp điều anh đi làm nhiệm vụ tiêu diệt Điện Thái Hòa. Mà chuyến đi đó kéo dài đến một năm rưỡi, bỏ lõ lân con chào đời cũng với giao kèo với nhà họ Diệp, để cho em phải một thân một mình gánh vác tất cả. Diệp Lâm Quân giải thích với Lý Tử Nhiệm về việc anh biến mất một năm rưỡi mà không hề có tung tích gì. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh mọi việc. Thì ra anh ấy đi tiêu diệt Điện Thái Hòa. Thực ra tất thảy là âm mưu của quân địch ở nước ngoài, bọn chúng muốn đánh lạc hướng khiến anh rời đi sau lại ra tay đối phó mẹ với em. Diệp Lâm Quân nói, nếu đúng như anh nói vậy vì sao sau khi anh rời đi, em với mẹ không gặp phải nguy hiểm gì hết. Thậm chí em còn ra nước ngoài. Lý Tử Nhiệm hỏi lại, đó là bởi vì Lạc Việt đã phái người bảo vệ em. Chiến thần Tu La vẫn luôn theo sát bảo vệ em. Lúc trước ở sân bay tỉnh quốc có khoảng hơn 10.000 cao thủ đợi em đi ra, còn mẹ thì được 3 người, Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang bảo vệ. Diệp Lâm Quân vừa nói đến đây, Lý Tử Nhiệm đã hiểu ra ngay. Bảo sao lúc đó cô có thể đi lại thuận lợi như vậy được. Thì ra là luôn có một người theo sau âm thầm bảo vệ cô. Năm trước trận giao ước với nhà họ Diệp thất bại cũng là nhờ chiến thân Tu La đứng ra thu xếp. Thì ra người kia là được Diệp Lâm Quân phái tới để bảo vệ cô. Lê Nguyên, anh có lỗi với em và con. Nhưng bây giờ anh có thể nói với em một câu, trông em đã là quân lâm thiên hạ, là chiến thân trấn quốc của Lạc Việt. Những gì Diệp Lâm Quân thiếu Lý Tử Nhiệm cuối cùng cũng có thể bù đắp, những gì giấu cô, cuối cùng cũng có thể giải thích, tất cả. Chồng à! Em tự hào về anh. Lý Tử Nhiệm ôm chặt lấy Diệp Lâm Quân, hai dòng lệ cứ thế mà tuôn trào, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đây là chồng của cô, là kiêu ngạo của cô, là anh hùng số một trong lòng cô. Là người chồng mạnh mẽ nhất thế giới này. Anh giấu giếm em lâu như vậy, tại sao chứ? Vì sao trước đây anh lại không nói? Lý Tử Nhiệm vừa khóc vừa hỏi. Nhớ tới những chuyện trải qua suốt bao năm qua, thì ra tất thảy không phải ngẫu nhiên. Tất thảy đều nằm trong sự kiểm soát của Diệp Lâm Quân. Cuối cùng cô cũng biết rõ. Rốt cuộc tất cả cũng phơi bày trước mắt cô. Đây là lời giải thích phản mỹ niết. Ngài là chiến thần vệ quốc Lạc Việt của chúng tôi. Chúng ta cũng sai rồi. Ông cụ Lâm chủ động đứng ra nhận siêu, tôi cũng sai rồi. Lâm Phụng Tiên lại dứt khoát quỳ rạp xuống đất. Nhà họ Diệp đều phải quỳ 3 ngày 3 đêm. Diệp Minh Thiên tiếp một quyền của tôi, việc này xem như xong. Đây chính là hình phạt Diệp Lâm Quân dành cho nhà họ Diệp. Xét về nhiều phương diện, nhà họ Diệp vẫn không nên diệt thì hơn. Cuối cùng Diệp Minh Thiên đến trước mặt Diệp Lâm Quân, oành. Diệp Lâm Quân không hề nương tay, một quyền dùng bần hết sức nện thẳng vào người Diệp Minh Thiên. Cả người Diệp Minh Thiên bị một cú đấm văng ra xa hơn 100 mét. Cuối cùng cả người lún vào một tòa nhà rồi mới dừng lại. Còn sống chết ra sao, không ai biết. Còn những thành viên khác của nhà họ Diệp, toàn bộ ngoan ngoãn quỳ trong quảng trường, trận này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, đây là để chuộc tội. Thực chất chuyện, lần này bị rất nhiều người chú ý tới. Trong chỗ tôi, có một đôi, mắt âm trầm để ý tất thảy những gì đang diễn ra. Những người này không phải người Lạc Việt, mà là đám người do Đỗ Thiên Nhất phái tới. Diệp Lâm Quân liên tục chinh chiến, gần nhất trong trận chiến ở Điện Thái Hòa, độc dược đã phát tác, ngay tiếp đó tên này lại sắp phải đánh một trận với chiến thần Tu La, lần này Diệp Lâm Quân này chết chắc rồi. Chỗ tối phát ra từng tiếng cười lạnh lẽo. Thì ra độc dược ở Điện Thái Hòa chính là vũ khí lớn nhất để bọn họ có tự tin giết chết Diệp Lâm Quân. Ngay lúc này Diệp Lâm Quân bỗng cảm thấy cơ thể mình không ổn. Anh cảm thấy cả trời đất như điên đảo, thân thể lăng lây không còn sức. Anh cố hết mức để nhịn xuống không cho phép mình hộc máu. Anh cảm nhận được rõ ràng, giờ khắc này độc tố đang điên cuồng khuếch tán, độ tố phát tác còn mạnh hơn lúc trước. Dù sao thì anh đã liên tục chiến đấu rất lâu. Đầu tiên đánh với ông Tổ, sau lại giao thủ với tất cả cao thủ nhà họ Diệp, trong đó có những 71 người là cao thủ cấp thần. Độc tố lần này anh vậy mà lại không chết được. Sắc mặt của Diệp Lâm Quân thay đổi. Chiến thần Côn Luân, kế tiếp tới trận chiến của chúng ta rồi. Vào thời điểm Diệp Lâm Quân không thể khống chế độc dược, cả người rơi vào trạng thái vô lử thì chiến thần Tu La bỗng đứng dậy khiêu chiến. Trận chiến trong giao kèo của anh ta và Diệp Lâm Quân cuối cùng cũng đến lúc thực hiện. Lúc này Diệp Lâm Quân đang phải cắn răng chịu đựng mới có thể đứng vững được, nói cách khác, Diệp Lâm Quân có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Hoặc không nhịn được mà hộc máu. Mà thời khắc nguy nan nhất này, chiến thần Tu La lại đột nhiên đứng ra khiêu chiến. Này, không sao chứ? Trần Hữu Đạo đã nhận thấy điều khác thường, lập tức quay sang hỏi anh. Nhưng Diệp Lâm Quân cũng che giấu rất tốt. Nên ảnh, ta y úng không thể nhận R4 tình hình cụ thể. Không có việc gì, tôi chỉ hơi kích động thôi. Diệp Lâm Quân cười nói. Vào lúc này, anh không thể làm gì hơn là dùng hết tất cả những gì bản thân có để đối kháng với độc tố của Điện Thái Hòa. Nhìn bên ngoài tưởng chừng như sóng êm biển lặng, không có bất cứ vấn đề gì nhưng ai biết đằng sau vẻ thong dong bình tĩnh là sóng ngầm mãnh liệt. Cơ thể đang bị độc dược ngấm ngày càng sâu, ăn mòn, tàn phá. Ha ha ha, quả nhiên là vậy, kịch độc của Điện Thái Hòa quả nhiên là khiến người khác thán phục. Mạnh như chiến thần Côn Luân cũng không chống nổi. Có thể anh không biết, Điện Thái Hòa hao tốn 40 năm phới có thể nghiên euro ưu giá kỳ e độc này, nó sinh ra là để đối phó với những người cường giả mạnh mẽ. Lần này Diệp Lâm Quân anh chết chắc rồi. Euro ó thể coi như là hoàn thành tâm nguyện của Điện Thái Hòa cùng với quân sư. Mấy tên mật thám vẫn trốn trong một nơi bí mật gần đó thảo luận về kịch độc trong người Diệp Lâm Quân. Bọn này chính là những người biết rõ nhất độc dược kia kinh khủng như thế nào. Thêm cả việc Diệp Lâm Quân liên tục đánh nhau với các cao thủ, đánh cả với ông Tổ nhà họ Diệp thêm cả 71 vị cao thủ cấp thần, lại thêm cả trận đánh với Diệp Thần được tăng sức mạnh lên mấy trăm lần, vậy nên đã làm cho độc dược hoàn toàn khuếch tán. Kể cả Dưỡng Hạo Quân hiện tại anh nhu ốn khống chế nó cũng đã không kịp rồi. Độc tố đã sắp khuếch tán toàn thân rồi. Loại kịch độc này,
đặc điểm đáng nhắc tới nhất của nó chính là vô hình vô sắc, trong vô thức khuếch tán rồi vô hình chung sơi tái tinh khí huyết khí của người bị nhiễm. Đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu nổi. Hơn nữa, Diệp Lâm Quân còn sắp phải đối mặt một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, Trần Hữu Đạo. Vậy nên, Diệp Lâm Quân chắc chắn phải chết rồi. Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của quân sư Đỗ Thiên Nhất. Mặc dù có một số chi tiết không nằm trong tiên đoán của Đỗ Thiên Nhất, ví dụ như chuyện Diệp Lâm Quân đánh với ông tổ nhà họ Diệp trước đó. Nhưng điều này không gây ảnh hưởng tới kế hoạch, trái lại càng làm mọi việc hoàn mỹ hơn. Trần Hữu Đạo cũng không để ý nhiều. Dù sao, đạt tới cảnh giới sức mạnh như anh ta cùng Diệp Lâm Quân thì giải quyết đám người nhà họ Diệp thì căn bản không tốn thể lực. Cho nên anh chẳng hề để ý chút nào, anh cảm thấy dù Diệp Lâm Quân có quét sạch nhà họ Diệp thì Diệp Lâm Quân vẫn có đủ sức đánh với anh một trận. Chủ yếu là Trần Hữu Đạo không biết tình hình cụ thể của Diệp Lâm Quân. Trần Hữu Đạo nhìn Diệp Lâm Quân và nói, vậy lên đi, nhân cơ hội này giải quyết xong xuôi chuyện giữa hai y chúng ta đi, người khác ai cũng biết chiến thần Côn Luân lại không biết đến tên chiến thần Tu La. Dù người khác có biết đến ta Tu La không mạnh bằng Côn Luân nhưng bản thân ta không cảm thấy mình kém cậu. Mấy năm nay ta khiêu chiến cậu 5 lần 7 lượt luôn bị cậu từ chối. Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết, Trần Hữu Đạo ta không thể kém hơn cậu. Khí thế chiến thần Tu La dần biết đổi nghiêng trời lệch đất, cả người tựa như ma thần Tu La bước ra từ địa ngục. Được, tôi nhận lời khiêu chiến của anh, tôi thắng. Anh trở thành mãnh tướng dưới trướng của tôi. Tôi thua, vị trí vơ lang tặng anh. Khí thế trên người Diệp Lâm Quân cũng thay đổi, hai người đối chọi gay gắt với nhau. Không, vị trí này vốn thuộc về ta hiện tại chỉ là đến lấy lại thôi. Có thể nói đây là chấp niệm của Trần Hữu Đạo. Cũng chính là động lực tu luyện điên cuồng của anh ta. Anh ta chờ bao lâu nay, một ngày có thể đường đường chính chính đánh bại Diệp Lâm Quân. Trận chiến của hai người vô cùng căng thẳng. Mấy người Trung Phương và Nam Phương cau mày đàm luận, tôi cảm thấy lão đại có điểm gì đó là lạt, anh ấy hình như bị trọng thương rồi. Cụ tôi cũng thấy vậy. Mấy người Bắc Phương cùng Nam Phương đều hiểu rõ tính cách của Đương Hạo Quân. Những người các EO, thể không nhận ra nhưng bọn họ đi theo lão đại lâu như vậy sao không nhận ra được chứ? Hơn phân nửa là trạng thái của Diệp Lâm Quân có vấn đề. Rất có thể là bị thương nặng. Trung Phương thở dài. Nếu không để tôi lên đi anh ấy cảm thấy mình có tư cách để đáng với Tu La một trận. Không được, thời điểm này sao có thể thay người khác được. Sau đó, trận đại, chiến, của, Diệp Lâm Quân cùng với Trần Hữu Đạo được bắt đầu. Hai người vừa ra tay liền cho người ta cảm giác kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đứng quanh đó lập tức bị dư chấn đẩy lui ra xa hơn 100 mét. Lúc này khoảng sân giữa quảng trường không người nào có thể đứng nổi. Các sóng khí xung quanh bởi những cú đánh của hai người cũng đủ để thổi bay cả người bình thường, có không ít người cũng vì thế mà bị thương. Một trận đánh kinh thiên động địa, trời đất tăm tối. Quảng trường trước cổng lớn nhà họ Diệp bị đánh đến mức sụp đổ, cả khu quảng trường tan nát. Cây cối xung quanh nhí bị đánh không đổ gãy cũng bật gốc. Ngay cả hai con sự tử đá trước cổng lớn cũng bị bật tung lên, còn chưa biết bay đi đâu mất rồi. Mọi người ở đây chưa từng được chứng kiến một trận chiến hùng vĩ như vậy. Dù sao hao người đang đánh nhau này đều là chiến tướng mạnh mẽ dùng sức một người đẩy lùi vạn quân, đánh đâu thắng đó, là những người không gì cản nổi. Nếu nói theo cấp bậc chiến lược mà nói, mỗi người ít nhất đều là cấp bậc tông sư. Hai người này đại chiến chính chẳng khác nào sao hỏa đụng địa cầu. Trận chiến này, chiến thần Tu La không hề giữ lại bất cứ thứ gì, anh ta đem tất cả những thứ tàn bạo, hiếu chiến. Phơi bày và vận dụng tất thảy. Chiến thần Tu La đã từng là người đồ sát một cái tổ chức đáng sợ với số lượng hơn 8.000 thành viên ở thế giới hắc ám phía Tây, giết sạch, toàn bộ. Anh ta chính xác là một Tu La. Nhưng đối thủ anh ta gặp phải lần này là Diệp Lâm Quân. Thật đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Mọi người xung quanh không nhìn được ngắm nhìn tán thưởng không thôi. Khục, đột nhiên có biến cố phát sinh, cả người Diệp Lâm Quân đột nhiên bay ngược ra. Khóe miệng vẫn còn dính đầy máu tươi. Trần Hữu Đạo cũng không hề nương tay, không cho Diệp Lâm Quân cơ hội nghỉ ngơi mà lập tức xông tới. Hai người lại tiếp tục đánh. Khục, Diệp Lâm Quân lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Lần này Diệp Lâm Quân nằm dạp trên mặt đất, anh cảm thấy đầu mình choáng váng, mắt hoa đi không nhìn rõ cảnh sắc,
kịch độc của Điện Thái Hòa thật kinh khủng. Lần này chẳng nhẽ chết chắc rồi. Trước đó Diệp Lâm Quân còn có thể căn răng chịu đựng. Nhưng sau một hồi giao thủ với Trần Hữu Đạo thì độc tố không cách nào ép được nữa. Trước kia anh cũng biết rằng, chiến thần Tu La rất mạnh, qua một hồi giao thủ vừa rồi anh biết được thực lực Tu La mé nhí thế nào. Đơn giản một chữ, M-A-N-S-I mạnh một cách khó hiểu, mạnh đến, nức đáng sợ nhưng không có nghĩa là Diệp Lâm Quân không có cách nào để thắng anh ta. Mặc dù lúc này trong người anh còn mang theo kịch độc, nhưng chỉ cần Diệp Lâm Quân đánh ra một trưởng toàn lực thì chắc chắn Trần Hữu Đạo sẽ bại. Giờ khắc này trong đầu anh bỗng hiện lên một giọng nói. Giọng nói này vang vọng, Diệp Lâm Quân không thể bại, phải đánh một trưởng mang toàn bộ sức mạnh, đánh bại Trần Hữu Đạo. Một giọng nói khác thì thầm chấm ANS nên gạt bỏ tất cả những thứ này, vũ ẻ trở về sống cùng vợ và con. Hai giọng nói đan lồng vào nhau, quanh quẩn trong não anh. Đã nhiều năm như vậy rồi, Diệp Lâm Quân anh đã mắc nợ Lý Tử Nhiệm quá nhiều, thật sự quá nhiều. Anh thật muốn buông tha trận chiến, buông bỏ công danh, thân phận để làm một người đàn ông bình thường, ở cạnh và chăm sóc cho những gì anh cho là quan trọng. Trước đó, chiến thần Tu La bảo vệ cho mẹ và vợ mình, Diệp Lâm Quân đã muốn nhường lại vị trí Côn Luân cho anh ta. Nhưng anh ngẫm đi ngẫm lại thấy như vậy thật không đúng. Vị trí mà canh đang nắm giữ này là cộng đồng Lạc Việt chứng kiến, Côn Nhận. Trần Hữu Đạo muốn Euro ó được nó nhất định phải đánh bại anh. Anh là chiến thần Côn Luân. Tuyệt đối phải toàn lực ứng chiến, nghênh đón bất cứ khiêu chiến của bất cứ ai. Đây là tôn nghiêm của chiến thần. Phải có niềm tin rằng bản thân bất bại. Không thể buông thải. Càng không thể thất bại. Chứng kiến chiến trường năm đó, vô địch ma thần. Quả thực khủng bố khó tả. Sắc mặt Trần Hữu Đạo thay đổi. Hiện giờ, sức mạnh của Diệp Lâm Quân như tăng thẳng lên một cấp độ, Diệp Lâm Quân lúc này khiến Trần Hữu Đạo sợ hãi. Ba đồ đệ thất sát, phá quần, tham flang của anh ta lúc trước vẫn còn cười, giờ nụ cười kia trở nên cứng ngắc. Vừa rồi bọn họ còn tưởng chiến thắng nằm chắc trong tay rồi. Bọn mật thám còn núp trong chỗ tối cũng đều trợn tròn hai mắt. Diệp Lâm Quân mạnh tới mức này sao? Tới mức này rồi mà vẫn chứ chết. Vẫn có thể đánh tiếp. Nhìn qua tình hình khả năng còn đánh bại luôn cả chiến thần Tu La cũng nên. Cực hạn của tên đó là ở nơi nào? Không được. Diệp Lâm Quân tuyệt đối không thể sống được, càng không thể chiến thắng được. Trốn lâu như vậy, thật sự nghĩ rằng không ai phát hiện sao? Đột nhiên bên tai mấy tên mấy thám vang lên thanh âm lạnh lẽo tựa như tiếng gọi từ âm tỷ. Xung quanh bọn họ xuất hiện từng bóng người tựa như U Linh. Chính là U Linh Quân. Giết! Chỉ sau giây lát, toàn bộ mật thám bị chết sạch. Như vậy sẽ không còn kẻ nào âm thầm gây rối nữa, như vậy Diệp Lâm Quân mới có thể yên tâm đánh một trận đường đường chính chính với Trần Hữu Đạo. Tốt tốt, tốt lắm, anh rốt cuộc cũng dùng thực lực chân chính của anh. Trần Hữu Đạo hào, đô la ả rích bười to. Khí thế trên người anh ta cũng không ngừng gia tăng. Lại thêm một luồng khí thế mạnh mẽ quét ngang trang viên nhà họ Diệp. Tất cả mọi người như bị bao phủ bởi một tầng mây đen u ám. Đến đây, chiến. Diệp Lâm Quân giết đến mức hai mắt đỏ lừ. Niềm tin của đội quân Côn Luân chính là tiến về phía trước, có chết cũng phải liều mình xông lên hai bên cùng lao về phía đối phương. Tốc độ của hai người nhanh khủng khiếp. Những người vây xem căn bản không nhìn thấy hai người họ đánh ra so. Nhưng họ có thể cảm nhận được các dòng khí đối lưu bay múa Suriger, quanh, lực phá hoại đều kinh khủng khiếp. Toàn bộ kiến trúc trước cửa nhà họ Diệp toàn bộ đã bị phá hủy, hoàn toàn không nhận ra hình dạng trước đây của nó. Điều này, đây chính là tông sư sao? Thật đáng sợ. Mọi người chứng kiến trận chiến hùng vĩ trước mắt. Dù không rõ toàn bộ quá trình nhưng họ cảm thấy uy thế của một tông sư không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Kết thúc rồi. Diệp Lâm Quân có áp chế độc tố đang ăn dần ăn mòn cơ thể mình, cưỡng ép cơ thể tạo ra một trưởng mạnh nhất. Dưới một trưởng chứa toàn bộ sức mạnh của Diệp Lâm Quân, chẳng sợ chiến thần Tu La có mạnh năng lực thông thiên cũng phải bại trận này. Nhưng ngay tại lúc này, chiến trận lại biến đổi. Diệp Lâm Quân tụ lực đến 9 phần thì thất bại. Chưa nói đến việc nản lòng thất vọng. Nhưng dù sao đã chậm một bước. Oanh! Chiến thần Tu La không nương tay, trực tiếp đấm một quyền lên người Diệp Lâm Quân. Oanh! Cả người Diệp Lâm Quân bay vọt ra ngoài. Bắn ra ca hơn 100 mét, rồi nện mạnh xuống đất. Sau khi rơi xuống đất,
vẻ mặt Diệp Lâm Quân vẫn đầy vẻ không thể tin. Trong bóng tối có người nhằm vào mình. Vừa rồi gay giờ khá Euro anh đối diện với chiến thần Tu La tụ lực đánh một chưởng kia, anh bỗng đụng phải một luồng khí vô hình áp chế xuống. Chính trong chớp mắt đó, anh bại bởi một chưởng của chiến thần Tu La. Đó là một chiêu chí mạnh nhất, a. À. Xem ra có người không muốn mình tiếp tục làm chiến thần Côn Luân à. Không thể nào là đám người nước ngoài. Cao thủ nước ngoài muốn lẻn vào đây, độ khó quá lớn, gần như là bất khả thi. Mà nếu có lẻn vào cũng sẽ bị người của anh nhanh chóng phát hiện, như vậy thì chỉ còn những người trong cùng lạc Việt này. Euro ó người ở, Ly Việt, không muốn để mình tiếp tục ngồi cái ghế chiến thần Côn Luân. Là ai? Sẽ là kẻ nào? Không thể nào là chiến thần Tu La. Tuy thằng này bình thường tàn bạo, vô tình nhưng chắc chắn không phải loại người dùng thủ đoạn hạ lưu để đạt được mục đích. Ngày hôm nay nếu biết anh bị thương, thằng này thậm chí sẽ không đánh cùng anh luôn. Kẻ này luôn muốn đánh bại anh một cách đường đường chính chính. Suy nghĩ trong đầu Diệp Lâm Quân quay nhanh chóng, rất nhè nhí anh đã đưa ra kết luận, người vừa rồi ra tay chơi xấu anh chắc chắn là người lạc Việt. Hơn nữa kẻ này còn ẩn nấp trong những gia tộc trong kinh thành. Thử hỏi lại chính mình xem, anh sau 6 năm chinh chiến đều ở biên giới hoặc chiến trường, hầu như từng đắc tội với ai ở Lạc Việt cả. Chẳng lẽ người kia nghĩ mình là miếng bánh ngọt béo bở di động? Vậy không phải nên giết mình sao? Sao lại muốn kéo mình khỏi cái ghế Côn Luân làm gì? Ngay lúc này, Diệp Lâm Quân lại đứng lên một lần nữa. Chiến thần Tu La không quan tâm trong lòng Diệp Lâm Quân suy tứ cái gì, dứt khoát ra tay, tiếp tục đánh nhau với Diệp Lâm Quân. Oanh! Rất nhanh, Diệp Lâm Quân lại bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Lại một lần nữa, lại thêm một lần bị đánh bay. Liên tục mấy lần như vậy, cuối cùng Diệp Lâm Quân cũng không còn đủ lực để đứng dậy nổi nữa. Máu tươi vẫn trào ra không ngừng từ miệng anh. Diệp Lâm Quân rốt cuộc không ép nổi độc tính của độc dược nữa. Độc tố không bị chèn ép, rất nhanh tiếp tục lan ra, ăn mòn cơ thể anh. Lại thêm những thương thế khi giao phu với chiến thần Tu La cùng đả thủ trong bóng tối kia khiến cho trạng thái của anh càng tồi tệ, anh không trụ nổi rồi. Với tình trạng cơ thể anh lúc này, đừng nói chiến thần Tu La, ngay cả một đứa trẻ cầm dao đến cũng có thể giết anh. Anh.ans thắng. Diệp Lâm Quân cảm thấy đầu óc mình ngày càng nặng. Dầm. Đầu anh đập mạnh xuống đất, không còn bất cứ động tĩnh nào. Yên lặng, cực kỳ yên lặng, hiện trường lúc này im ắng đến mức có thể nghe được âm thanh một chiếc kim rơi xuống đất. Ngay vào khoảnh khắc Diệp Lâm Quân không có chút động tĩnh nào, mọi người đều như hóa đá. Bao gồm cả chiến thần Tu La. Cũng đứng tại chỗ không hề động đậy. Khu khụ khu. Ước chừng nửa phút sau, chiến thần Tu La nôn ra máu tươi, thân thể run rẩy kịch liệt. Điều này mới khiến tất cả mọi người quay trở về với hiện thực. Trong trận chiến này, tuy rằng Diệp Lâm Quân đã thất thủ, nhưng Trần Hữu Đạo cũng phải trả một cái giá đau đớn. Anh ta cũng bị thương nặng. Nhưng mọi người không ai có thể ngờ được, một người trong trạng thái chịu đựng ám sát và chiến đấu khốc liệt như Diệp Lâm Quân, vẫn còn có thể làm trọng thương chiến thần Tu La. Vậy nếu như anh ta ở trạng thái bình thường, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt. Có người vẫn không muốn Diệp Lâm Quân sống sót, hoặc cũng có thể nói họ không muốn anh tiếp tục đảm nhận vị trí chiến thần Côn Luân. Diệp Lâm Quân phải chịu nhiều lần tập kích, thất bại rồi. Thực ra anh vốn dĩ không hề thua, anh chỉ là bị người ta tính kế. Phù phù, phù phù, thân tín của Diệp Lâm Quân đều quỳ rạp xuống đất, không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt. Mấy người Tây Phương lập tức chạy đến kiểm tra tình hình của Diệp Lâm Quân. Tôi thẳng rồi. Trần Hữu Đạo ta đã chiến thắng chiến thần Diệp Lâm Quân rồi. Vị trí chiến thần Côn Luân vốn là của tôi. Tôi đã tự tay đoạt lại được rồi. Trần Hữu Đạo điên cuồng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Đây là thời khắc đỉnh cao chỉ thuộc về anh ta. Hoặc có thể nói đó chính là thời khắc đỉnh cao nhất trong cuộc đời anh ta. Không chỉ anh ta cho rằng như vậy, mà cả Lạc Việt, toàn bộ gia tộc, đều nghĩ rằng chiến thần Tu La đã đánh bại chiến thần Côn Luân. Trần Hữu Đạo mạnh mẽ hơn Diệp Lâm Quân. Mọi người chỉ quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm đến điều gì đã xảy ra trong cả quá trình, cũng không quan tâm Diệp Lâm Quân có bị đầu độc, có bị thương hay không. Họ chỉ nhìn thấy Diệp Lâm Quân thất bại rồi quân đội Tu La. Thất sát cung chúc chiến thần thắng lợi. Phá quân cung chúc chiến thần thắng lợi.
Tham Lang cung chức hiến thần thắng lợi. Binh sĩ của Tu La quỳ rạp xuống đất, đồng lòng hét lớn. Tu La vô địch! Tu La vô địch! Ha ha ha, không nên gọi chiến thần Tu La nữa, nên gọi là chiến thần Côn Luân rồi. Diệp Lâm Quân đã từng nói, chỉ cần anh ta thua, sẽ từ bỏ vị trí chiến thần Côn Luân. Thất Sát nói, tôi đợi được chúc mừng chiến thần Côn Luân mới bảo vệ Lạc Việt chúng ta. Vào lúc này, hàng trăm gia tộc trong kinh thành, thậm chí nhà họ Diệp, họ Long đến cả họ Lâm đều quỳ xuống trước mặt Trần Hữu Đạo, cùng nhau hô hoán Trần Hữu Đạo phất tay, được, từ nay về sau, tôi sẽ trở thành chiến thần Côn Luân mới. Ha 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 ha, ngày này, anh đã đợi quá lâu rồi. Tại một nơi nào đó ở Lạc Việt, có vài người đang uống trà. Thưa ngài, dưới sự can thiệp của chúng tôi, Diệp Lâm Quân đã bị đánh bại, khả năng cao anh ta sẽ chết. Có người đột ngột đến báo tin. Được rồi, ha ha ha, anh ta cuối cùng cũng gục ngã rồi. Một người đàn ông trung niên cười lớn. Ngoài ra còn có một số nơi ở nước ngoài. Đỗ Thiên Nhất, Võ Quốc, Hải Quốc đều lần lượt nhận được tin Diệp Lâm Quân thất bại, thậm chí là đã chết. Dường như khắp nơi đều hò reo hân hoan. Sự tồn tại đáng sợ trấn áp họ trong nhiều năm cuối cùng đã sụp đổ. Cứ như ngày quốc khánh cả thế giới vậy. Đã từng hận Diệp Lâm Quân bao nhiêu, vào lúc này liền cảm thấy vui sướng bấy nhiêu. Trước nhà họ Diệp, đám người Lý Tử Nhiệm, Triệu Ánh cũng lao đến trước mặt Diệp Lâm Quân. Lão đại, Hạo Quân, con trai, mọi người đều đang gọi anh tỉnh dậy. Lắc lắc vài cái, Diệp Lâm Quân vẫn không tỉnh lại. Hơn nữa cơ thể anh lại dần cứng lại, lạnh lẽo hơn. Lý Tử Nhiệm ngập ngừng đưa ngón tay lên trước mũi. Không còn hơi thở nữa rồi. Lý Tử Nhiệm sợ đến mức phát điên. Chồng ơi! Lý Tử Nhiệm điện cuồng gào thét. Quân Quân cũng bắt, đầu khóc. Hu! Triệu Ánh không thể chịu đựng nổi, cứ thế ngất đi. Mấy người Tây Phương, Nam Phương cũng lần lượt như phát điên. Lão đại! Người của Tây Phương hét lên như điên. Gào thét kịch liệt họ bắt đầu thử dùng nhiều cách khác nhau để gọi Diệp Lâm Quân tỉnh lại. Nhưng kết quả thật tàn khốc. Diệp Lâm Quân đã không còn chút hơi thở nào. Đây là một sự thật mà không ai muốn chấp nhận. Tình hình này xem bảy a Diệp Lâm Quân đã chết rồi, thiên kiếp thập bát kỳ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. U Linh Quân cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Thiên địa huyền hoàng bốn đạo quân cũng như vậy, không cách nào tiếp tục bình tĩnh. Không ai ngờ được người có thân phận đứng đầu nhà họ Diệp, trấn áp cả kinh thành như Diệp Lâm Quân lại có lúc lâm vào biến cố như vậy. Anh ta không chỉ bị đánh bại, mà còn chết nữa. Đây là sự thật mà những người bên phía Diệp Lâm Quân không cách nào chấp nhận nổi. Ngay, cả chiến, thần Tu La, cũng cảm thấy có chút tò mò. Vừa nãy anh cũng nhận ra có điều gì đó khác thường, nhưng cụ thể thế nào thì anh lại không nói ra được. Anh cũng không nghĩ nhiều. Từ trước đến nay, anh đều cho rằng mình mạnh hơn Diệp Lâm Quân. Giờ đây anh bị thương nặng đến thế này, vậy thì Diệp Lâm Quân chết cũng là lẽ bình thường. Không được, lão đại, anh tuyệt đối không được chết ba. Tôi đi gọi Cổ Phong quay lại ngay. Trung Phương cứ như một người phát điên, liền đứng dậy. Năm người Tây Phương, Trung Phương, U Linh Quân, Lọc Kỳ Cấm Quấn, Thiên Kiếp Thập Bát Kỳ. Thiên địa huyền hoàng bốn đạo quân nghe lệnh tôi lấy danh nghĩa chiến thần Côn Luân lệnh cho mọi người, kể từ giờ phút này, theo tôi rời đi, không được mắc sai lầm. Những người vi phạm xử lý theo quân luật. Trần Hữu Đạo đột nhiên ra lệnh. Dựa vào tính cách tàn nhãn vô tình của anh ta, sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Diệp Lâm Quân. Trong mắt anh ta, Diệp Lâm Quân chỉ là một kẻ thất bại. Mà kẻ thất bại không xứng đáng được sống. Cơ hội chỉ có một. Ở chỗ anh ta không hề có chuyện làm lại từ đầu. Vì vậy, nhìn thấy mấy người Tây Phương đang cố gắng cứu chữa, anh ta liền hạ lệnh triệu hồi quân lính. Chỉ là thân tín của Diệp Lâm Quân không thèm để ý đến anh ta. Tôi nhắc lại lần nữa, đây là mệnh lệnh của chiến thần Côn Luân, tôi lệnh cho mọi người theo tôi rời khỏi đây. Người nào chọc giận tôi kết quả nhất định sẽ rất thảm. Chiến thần Tu La điên cuồng hét lớn. Ai sợ ai chứ, tới đây. Tôi đánh với anh. Trung Phương không nhịn được, hướng về phía chiến thần Tu La gào lên. Trung Phương, anh muốn chết. Anh như vậy tức là muốn kháng lệnh cấp trên. Ba người Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang nhìn chằm chằm vào Trung Phương. Trần Hữu Đạo, tôi không sợ anh. Ánh mắt Trung Phương tràn đầy ý chí chiến đấu.
ca ca ca. Thiên kiếp thập bát kỳ, U Linh Quân đợi đến khi tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía chiến thần Tu La. Mấy người đều không tuân theo mệnh lệnh của chiến thần Côn Luân. Chiến thần Tu La mỉm cười. Không khí căng thẳng giữa hai bên đang dần lên đến đỉnh điểm. Chính vào lúc này, Tây Phương đang ghé bên cạnh Diệp Lâm Quân đột nhiên đứng dậy, hô lên, tất cả tuân theo mệnh lệnh. Anh ấy là chiến thần Côn Luân mới, chúng ta nên tuân theo mệnh lệnh. Tây Phương cũng khá có uy tín trong lòng quân, anh vừa nói một câu, mọi người lập tức dừng lại. Tôi không phục. Trung Phương vẻ mặt quật cường. Tây Phương đến bên cạnh Trung Phương, nói vài câu. Sắc mặt Trung Phương thay đổi. Sau đó, anh cúi xuống, gật gật đầu, Trung Phương nguyện tuân theo mệnh lệnh, mọi người nghe theo lời Tây Phương. Chúng ta theo chiến thần Côn Luân mới rời đi. Dù mọi người ai cũng không muốn nhưng vẫn đành phải tuân theo mệnh lệnh, Trần Hữu Đạo không quan tâm nhiều như vậy, anh ta cười nói, được rồi, đi theo tôi. Rất nhanh chóng, anh ta đã đưa mọi người đi khỏi nơi đây. Nơi này chỉ còn lại một mình Diệp Lâm Quân đã không còn hơi thở. Lý Tử Nhiệm bên cạnh cũng khóc lóc đau thương rồi ngất đi lúc nào không rõ. Ông cụ Lâm và Lâm Phụng Tiên phát hiện ra hơi thở của Diệp Lâm Quân, ông cụ Lâm nói với cô một sự thật không thể không chấp nhận. Con ơi, anh ta đã không còn, nữa rồi. Bùm! Nghe đến đây, trong đầu Lý Tử Nhiệm như sắp nổ tung. Cô không thể chấp nhận được việc này. Một lúc trước, Diệp Lâm Quân đã cho cô một lời giải thích hoàn hảo. Càng để cô biết rằng, người đàn ông của cô là người đứng đầu trong thiên hạ. Vậy mà chỉ một lúc sau, lại xảy ra chuyện như thế này. Ha 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 ha! Thật ra những người nhà họ Diệp đều rất vui. Long Thanh Tình cười lớn, quả báo, đây chính là quả bá sáu. Con trai của Chí Oánh tôi chết rồi, con trai bà cũng đừng hòng sống sót. Diệp Long hai nhà đều gào thét ầm. Trước đó Diệp Lâm Quân còn phạt bọn họ quỳ 3 ngày 3 đêm, không ngờ rằng một lúc sau anh đã không còn nữa. Thiên đạo luân hồi, ông trời có tha cho ai đâu chứ. Diệp Cuồng Lan cười lớn. Long Chiến Dã thậm chí còn nói, kết cục của Diệp Lâm Quân cũng thật là thê thảm. Sau khi thất bại, không chỉ vị trí chiến thần Côn Luân không còn nữa, mà tất cả thuộc hạ cũng đều bị điều đi. Người cũng chẳng còn mạng nữa. Ha ha ha. Mọi người nghĩ kỹ lại, kết cục của Diệp Lâm Quân đúng tà quá tề thảm, bây giờ ngay cả những gia tộc nhỏ cũng bắt nạt được anh ta rồi. Điều đáng sợ hơn nữa là sau đó Trần Hữu Đạo đã phái toàn bộ những người phía Tây Phương đến biên giới để canh giữ đất nước, trong vòng 10 năm không được quay trở lại Lạc Việt. Trần Hữu Đạo đang muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa họ và Diệp Lâm Quân. Nhưng đây là mệnh lệnh. Mọi người phải chấp nhận nó. Ngoài ra, Trần Hữu Đạo còn ra lệnh cho Cố Phong, người đứng đầu quân y, không được đến chữa trị cho Diệp Lâm Quân. Cố Phong cũng bị giam giữ lại, Trần Hữu Đạo kiên quyết không để cho Diệp Lâm Quân cốn đường sống nào, thua rồi, thì phải chết. Đây chính là niềm tin của anh ta. Đối với mấy người Lý Tử Nhiệm mà nói, không khác gì ngồi xe qua núi. Quá mạo hiểm, quá kích thích rồi. Nếu không có nhà họ Lâm che chở cho cô ấy, e rằng lần này sẽ phải chịu khổ sở. Diệp Lâm Quân thực sự chết rồi. Có người hỏi. Sống không được nữa đâu. Bây giờ cứu cũng quá muộn rồi. Nhưng Lý Tử Nhiệm không tin như vậy, cô cố chấp cướp lấy Diệp Lâm Quân đưa đến bệnh viện. Không ai để ý rằng vài người trong đám đông đã lặng lẽ rời đi. Sự tồn tại và ra đi của họ hoàn toàn không gây nên bất kỳ sự chú ý nào. Giống như một bóng ma. Rõ ràng người vừa nãy âm thầm ra tay tính kế chính là những người này. Họ ở lại cho đến thời điểm này để chắc chắn rằng Diệp Lâm Quân chết hay chưa. Việc Trần Hữu Đạo được nhận chức chiến thần Côn Luân đã truyền khắp Lạc Việt, truyền ra khắp thế giới. Cả thế giới cứ như một cái nồi chiên. Chiến thần Côn Luân bị làm sao vậy? Thế mà lại thua á? Đó là danh xưng Côn Luân duy nhất trong lịch, nhưng tất cả những điều này chỉ có thể cho thấy Trần Hữu Đạo càng mạnh hơn. Vị trí này là dành cho người mạnh mẽ nhất. Sau khi Lý Tử Nhiệm đưa Diệp Lâm Quân đến bệnh viện, Tân Bắc Minh nhận được tin tức, lập tức tiến hành công tác trị liệu. Bên ngoài phòng cấp cứu, Lý Tử Nhiệm và mọi người hồi hộp chờ đợi. Lê Nguyên, Diệp Lâm Quân đã không còn thở nữa, anh ấy không còn khả năng sống sót nữa rồi, cho dù là Tân Bắc Minh tự mình chữa trị, cũng không có khả năng sống sót. Lâm Hiếu Thiên vô tình nói. Dù sao Diệp Lâm Quân và Trần Hữu Đạo đều đã vượt qua giới hạn của người bình thường,
trận chiến của bọn họ cũng đúng thật là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Diệp Lâm Quân đã trải qua tình trạng chết lâm sàng. Vốn dĩ không còn khả năng sống sót. Không, chỉ cần một chút hy vọng thôi tôi cũng sẽ đợi cho đến cùng. Vẻ mặt Lý Tử Nhiệm kiên quyết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã qua hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Đèn ở phòng cấp cứu vẫn luôn được bật sáng. Tình cảnh này càng khiến tâm tình Lý Tử Nhiệm càng lúc càng lạnh. Không không không, cô cứ không ngừng mặc niệm. Cạch, lúc này, cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra. Tần Bắc Minh bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh vừa tỉnh dậy đã lập tức lao lên. Lão Tần, thằng bé thế nào rồi? Hai người lo lắng hỏi. Tần Bắc Minh tháo khẩu trang xuống, cúi đầu trước hai người, thực xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy vẫn không tỉnh lại. Âm hai, tin tức này là đối với hai người Lý Tử Nhiệm mà nói như là sấm sét giữa trời quang. Hai người ngồi phịch xuống đất. Nhưng cậu ấy vẫn chưa chết. Lời nói của Tần Bắc Minh lại cho mọi người hy vọng. Cái gì, chưa chết, tức là vẫn còn hy vọng tỉnh lại. Lý Tử Nhiệm lau nước mắt, đôi mắt bắn ra tỉa sáng. Đúng vậy, cậu ấy vẫn chưa chết. Tôi chưa từng thấy người nào có như vậy ý chí mạnh mẽ như vậy. Cậu ấy đang cố gắng sử dụng ý chí để chống đỡ. Tần Bắc Minh nhớ lại, tôi nhớ tới cậu ấy từng nói với tôi, là chiến thần của Lạc Việt, dù cho xương tan nát thịt cũng hướng về Lạc Việt. Có lẽ loại ý chí cứng rắn như thép này đã khiến cậu ấy cố gắng sống tiếp. Vậy thì khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại? Lý Tử Nhiệm trông có vẻ lo lắng. Không nhất định, theo số liệu, 99% cậu ấy sẽ không tỉnh lại. Chỉ có 1% có thể sẽ tỉnh lại, nhưng tôi cũng không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Có thể là vài năm, có thể là mấy chục năm. Tần Bắc Minh nói ra một sự thật tàn nhẫn. Cái gì? 22 Lý Tử Nhiệm không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Hy vọng là rất mỏng manh. Không còn cách nào khác sao lão Tân? Chí Oánh khóc và hỏi. Không có, trước mắt chỉ có thể dựa vào vận may của cậu ấy thôi. Tần Bắc Minh dường như cực kỳ không muốn nhìn thấy kết quả này. Lý Tử Nhiệm sắc mặt kiên định, không sao, chỉ cần hy vọng. Con tin tưởng Diệp Lâm Quân sẽ không bỏ rơi chúng ta, nhất định sẽ tỉnh lại. Lê Nguyên, con hãy từ bỏ đi, cậu ấy như thế này rồi có khác chết là bao đâu chứ. Lâm Hiếu Thiên thuyết phục. Ông ấy thực sự không muốn con gái nuôi của mình lãng phí quá nhiều thời gian với một người sống thực vật như vậy không được, con và đứa trẻ phải đợi anh ấy tỉnh lại. Vẻ mặt của Lý Tử Nhiệm vô cùng kiên quyết. Ngay sau đó, tin tức về việc Diệp Lâm Quân trở thành người thực vật lan ra nhanh chóng. Ngày xưa, chiến thần Côn Luân đã có một kết cục thảm hại, xác suất chỉ có 1% là có thể tỉnh lại. Chức vụ đã bị tước đi và tất cả các thuộc hạ của anh, ta đều bị đuổi đi, bản thân mình lại trở thành người thực vật. Kết cục khiến người ta thật cảm thán. Hả, anh ta vẫn chết sao? Còn có thể tỉnh lại sao? Sức sống của anh ta thật là ngoan cường. Sau khi Trần Hữu Đạo nghe tin, anh ta đã rất ngạc nhiên. Lập tức, anh ta hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tên tướng bại dưới tay của tôi thôi, sống chết của anh ta có liên quan gì đến tôi? Diệp Lâm Quân còn có thể tỉnh lại sao? Không được, anh ta nhất định phải chết. Có những giọng nói như thế này ở Lạc Việt và thậm chí còn có ở trên toàn thế giới. Bọn họ đã phải trả một cái giá quá lớn để biến Diệp Lâm Quân trở nên như thế này. Anh ta vẫn chưa chết. Điều này làm sao có thể khiến mọi người yên tâm được? Ngay cả khi Diệp Lâm Quân chỉ còn một hơi thở, đó cũng là một mối đe dọa tiềm tàng. Bọn họ chỉ có thể yên tâm khi chính mắt nhìn thấy thi thể của Diệp Lâm Quân. Truyền mệnh lệnh xuống, phái cao thủ đến kiểm tra tình hình của Diệp Lâm Quân. Không, dù là thi thể hay người sống, nhất định phải giết. Bây giờ tất cả thuộc hạ của Diệp Lâm Quân đều đã bị điều khiển, Trần Hữu Đạo đã không quan tâm tới chuyện đó thì chúng ta cứ công khai giết anh ta. Những tiếng nói tương tự lan truyền từ khắp nơi trên thế giới. Một tên cao thủ đang trên đường tới kinh thành của Lạc Việt. Diệp Lâm Quân bị cô lập và đang phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Thật là đáng sợ, Diệp Lâm Quân vẫn luôn là người đứng đầu bảng người mà tất cả muốn ám sát nhiều nhất trên thế giới, không hề thay đổi. Cho dù chỉ giết một, người đang sống thực vật thì cũng sẽ nhận được rất nhiều tiền thù lao. Điều này khiến các gia tộc sát thủ hắc ám và lính đánh thuê trở nên điên cuồng. Nhất định phải giết bằng được Diệp Lâm Quân. Mặt khác, nó cũng thể hiện mọi người sợ hãi Diệp Lâm Quân tới mức nào.
Ngay cả khi anh chỉ là một người thực vật. Nếu ai mà giết được anh thì sẽ nhận được số tiền thù lao khổng lồ. Sau tai nạn của Diệp Lâm Quân, số người muốn dậu đổ bìm leo cũng không ít. Nhất là nhà họ Long và nhà họ Diệp. Bọn họ lại khôi phục lại vụ án ngày trước. Đặc biệt là tên nhóc Long cuồng đồ này, hiện tại hắn ta đang tuyên bố là muốn báo thù nhưng tất cả đều bị nhà họ Lâm trấn áp. Nói cách khác, Diệp Lâm Quân sẽ rất nguy hiểm. Người duy nhất không thay đổi thái độ với Diệp Lâm Quân là Khương Di Quân. Bất chấp sự phản đối của gia đình, cô ta đã đến gặp Diệp Lâm Quân. Đương nhiên sau khi nghe được tin tức, Tiêu Thấm cũng chạy tới. Ngay cả Phùng Ngọc Hân cũng chạy một mạch tới. Có thể coi như họ là số ít người vẫn còn đi theo Diệp Lâm Quân. Sau khi anh gặp chuyện, vẻ mặt của Khương Dị Quân vô cùng khó coi, nói, nghe, nói có người định nhắm vào anh Hạo Quân. Trên đường có rất nhiều người đang tới đây để giết, chỉ cần người nào giết được anh Hạo Quân thì sẽ nhận được rất nhiều tiền thù lao. Lý Tử Nhiệm cũng đã từng trải qua chuyện này một lần rồi. Thời điểm đó thì ảnh của cô chính là ngòi nổ lớn nhất. Cô hiểu những kẻ thù nước ngoài ghét Diệp Lâm Quân như thế nào. Nhưng Diệp Lâm Quân bây giờ đang chiến đấu một mình, không, anh vẫn chưa tỉnh lại. Ai sẽ đối phó với những sát thủ giết người này? Chẳng lẽ lại dựa vào nhà họ Lâm sao? Không thể nào. Kẻ thù của Diệp Lâm Quân mạnh hơn nhiều so với nhà họ Lâm, cô chỉ có thể nghĩ đến Trần Hữu Đạo sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng không ai biết Trần Hữu Đạo ở đâu. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ ai có thể đối phó được. Trước đây Diệp Lâm Quân nổi bật như vậy. Nhưng không ngờ bây giờ lại có kết cục như thế này. Tuyệt vọng sâu sắc. Tôi cũng sẽ nghĩ cách để đảm bảo an toàn cho anh Hạo Quân. Khương Di Quân rời khỏi bệnh viện. Cô ta bây giờ là hy vọng tốt nhất. Bên kia, nhà họ Lý và nhà họ Trịnh ở phía Nam. Tin tức cũng tới, Diệp Lâm Quân bị nhà họ Diệp đánh đến mức trở thành người thực vật. Mặc dù chuyện ngày đó ở nhà họ Diệp rất lớn, nhưng mọi chi tiết cụ thể trong cuộc chiến giành vị trí của chiến thần Côn Luân thì bị giấu nhẹm. Vì vậy, mọi người chỉ có thể nghe đủ loại tin đồn. Trước đây ít ai biết danh tính của Diệp Lâm Quân. Tin đồn đến nhà họ Lý, họ Trịnh, Diệp Lâm Quân đã đến nhà họ Diệp và bị đánh trở thành người thực vật. Giải thích, đây là giải thích sao? Não của cậu ta bị hỏng sao? Cọp, đám khiêu khích nhà họ Diệp. Ha ha ha, bị đánh thành người thực vật. Đúng là xứng đáng mài. Nhà họ Lý và nhà họ Trịnh tiếp tục lăng mạ. Khi hàng trăm dòng tộc ở Hải Phòng nghe được tin này, tất cả đều lộ vẻ phấn khích. Cuối cùng không cần bị Diệp Lâm Quân áp chế. Dù sao bị một người ngồi lên đầu thì cũng không phải là một chuyện thoải mái. Chẳng bao lâu, vô số cao thủ ẩn nấp xung quanh Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân mang đến đủ mối đe dọa cho mọi người. Hơi thở của anh là một cơn ác mộng. Trần Hữu Đạo chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cho dù Diệp Lâm Quân có như thế nào đi nữa, thì mối đe dọa của anh còn lớn hơn rất nhiều so với Trần Hữu Đạo. Mặc dù Trần Hữu Đạo đã thắng, Lý Tử Nhiệm và Khương Di Quân không nghĩ ra một giải pháp tốt. Các cao thủ ở nước ngoài đã đến rồi. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Thậm chí có những người không ở nước ngoài, nhanh nhất là cao thủ ở Lạc Việt. Bất kỳ ai ở Lạc Việt không muốn Diệp Lâm Quân sống. Trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, y tá vừa cho Diệp Lâm Quân uống chất lỏng, rồi họ phời đi. 5 phút nữa, Lý Tử Nhiệm mới trở về. Lúc này, ba bóng người lặng lẽ lẻn vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bọn họ không nóng lòng ra tay ngay, mà đang quan sát Diệp Lâm Quân. Tôi muốn xem Diệp Lâm Quân đã thực sự trở thành người thực vật chưa? Một người này, chỉ biết rằng anh ta đến từ Lạc Việt. Họ quan sát trong một phút. Và cả ba người họ nhìn nhau ngạc nhiên và nói, đúng là như vậy. Anh ta đã trúng độc của huyết phương điện nên không thể tỉnh lại được nữa. Cho dù chúng ta có giết hay không cũng như nhau. Một trong số họ nói. Không được, anh đã quên nhiệm vụ chúng ta nhận được sao? Cho dù anh ta chết hay chưa chết, chúng ta cũng phải giết anh ta. Đúng vậy, mục đích của chúng ta rất đơn giản, ngài phó muốn đâu của ả Diệp Lâm Quân. Chúng ta sẽ chặt đầu của Diệp Lâm Quân rồi treo ở nơi cao nhất. Rồi cho cả thế giới biết rằng anh ta đã chết. Chết tiệt. Một người khác lật cổ tay, một đao sắc bén trượt ra, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lưỡi dao sắc bén đâm vào cổ Diệp Lâm Quân một cách dữ dội. Cho dù mũi dao cắm trên da Diệp Lâm Quân nhưng anh vẫn nằm,
cơ thể không có gì bất thường. Mau chết đi ba. Người đàn ông gầm gừ. Chỉ còn cách một chút. Leng keng. Con dao này thực sự đã đâm vào một vật cứng. Âm. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người họ nhìn thấy Diệp Lâm Quân đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt thật chói mắt. Bắn hai ánh sáng lạnh. Chính chiếc nhãn trên tay anh đã cản con dao. Bịch. Diệp Lâm Quân đột ngột đứng dậy và đẩy nó một cách nhẹ nhàng, đâm con dao vào người người đó về phía sau. Bịch. Anh bật dậy ngay lập tức và đập đầu hai người kia vào nhau. Cả ba người họ không hiểu làm thế nào mà Diệp Lâm Quân tỉnh lại, suy suy ích không. Cùng lúc đó, cửa sổ bất ngờ bật tung và cửa phòng bị bật tung. Từng tên sát thủ và cao thủ lần lượt tràn vào, đều muốn giết Diệp Lâm Quân bọn họ chỉ chậm hơn ba tên cao thủ của Lạc Việt một bước. Tiếp theo, có một cuộc chiến trong không gian nhỏ. Máu không ngừng bắn ra, tiếng gào rú vẫn luôn vang vọng. Phòng chăm sóc đặc biệt dường như biệt lập với những nơi khác, không ai nghe thấy gì. Lý Tử Nhiệm không biết đã đi đâu. Một mình Diệp Lâm Quân đã đánh bại hàng trăm tên cao thủ, giết đến đỏ cả mắt. Cuối cùng tất cả đều ngã xuống, Diệp Lâm Quân đã dùng hết toàn lực nên cũng ngã xuống. Lần này anh thực sự đã cố gắng hết sức. Trong trận chiến trước với Trần Hữu Đạo, Diệp Lâm Quân chỉ dùng một phần sức lực. Thật ra anh có thể đánh thắng ngay từ đầu. Anh làm vậy là để xem ở Lạc Việt người muốn đối phó với anh là ai. Lúc đầu, Trung Phương và Tây Phương rời đi vì Diệp Lâm Quân đã cho Tây Phương một tín hiệu bí mật. Nếu không, với tính cách của Trung Phương chắc chắn sẽ chiến đấu với Trần Hữu Đạo đến cùng. Vì vậy, Diệp Lâm Quân đã sử dụng chiến thuật của mình để đánh lừa mọi người với trạng thái đã chết. Kể cả Tần Bắc Minh cũng bị anh lừa gạt. Ông ấy thực sự nghĩ rằng Diệp Lâm Quân đã trở thành người thực vật. Tin tức anh trở thành người thực vật đã dẫn tới đây rất nhiều người muốn giết anh. Ngài Phó, vừa rồi ba tên cao thủ ở Lạc Việt đều nhắc tới một danh hiệu như vậy. Ngài Phó là ai? Dù cho Diệp Lâm Quân là chiến thần Côn Luân, nhưng anh cũng biết rất ít về các nhân vật lớn của Lạc Việt. Dù sao anh cũng đã từng ở sát vùng biên giới nhưng đừ anh có biết, thì cũng vô ích, bởi vì anh đang chết. Khụ, khụ. Diệp Lâm Quân không ngừng ho ra máu. Một chút hơi sức còn lại đã sử dụng hết. Dù sao anh cũng vừa giết tới hàng trăm cao thủ. Đánh đến tận phút cuối cùng. Cơ thể của anh đã đến giới hạn. Anh đã cảm thấy sức sống của cuộc đời mình đang trôi qua nhanh chóng. Anh bất tỉnh, thậm chí còn cảm thấy ý thức của mình dần dần ra khỏi cơ thể. Diệp Lâm Quân đã có một giấc mơ dài. Gần như mò đến hết những việc từng trải của 20 năm qua của mình. Nhưng mà cảnh trong giấc mơ ngày càng mơ hồ. Anh đang chết. Nhưng mà anh có người mà anh quan tâm. Ba người Lý Tử Nhiệm và có một số anh emo anh phải tỉnh lại. Anh phải sống. Anh không thể cứ chết như thế này. Vẫn chưa biết ông phó đó là ai. Ai đang đối phó với chính mình. Vẫn còn lo lắng về gia đình và anh em. Anh không cảm thấy yên tâm về Lạc Việt. Không được, ba. Diệp Lâm Quân mơ hồ nghe thấy có người hét bên tai mình. Anh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhãn trăng hồng. Ba tỉnh lại. Bé Quân hét lên. Bé Quân. Diệp Lâm Quân muốn ôm bé Quân. Vậy mà anh lại phát hiện rằng bản thân anh không thể nhúc nhích được. Trên người anh không có chút sức lực nào, ngoại trừ ý thức và nhãn cầu chuyển động, không có bộ phận nào trên cơ thể anh có thể cử động. Diệp Lâm Quân trợn tròn mắt. Thân thể của anh đã bị phế bỏ. Hoàn toàn bị phế bỏ. Có lẽ là do chất độc bá đạo của huyết phương điện đi. Để cho kinh mạch trong cơ thể anh bị phế đi hoàn toàn, đồng thời cơ bắp và các mô khác đều bị ăn mòn. Ngay cả các lục phủ ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng với việc chiến đấu liên tục của mình, cơ thể của anh đã hoàn toàn bị phế bỏ. 8 năm trước, Diệp Lâm Quân chỉ bị cắt đứt tay chân, nhưng bây giờ nó còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. Diệp Lâm Quân thậm chí không thể cử động. Một điều tốt hơn người thực vật là anh đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân tỉnh dậy, mọi người đều reo hò. Kỳ tích, nhất định là kỳ tích trong lịch sử y học. Tần Bắc Minh hưng phấn hét lên. Diệp Lâm Quân vậy mà lại có thể tỉnh lại trong tình huống này. Đó là một kỳ tích y học. Tất nhiên ông cũng phải trả giá rất nhiều. Có một người khác, đó chính là bác sĩ Cổ Phong. Cậu ta đã phớt lờ mệnh lệnh của Trần Hữu Đạo và một mình đi đến gặp Diệp Lâm Quân.
Trong cơn tức giận Trần Hữu Đạo đã trực tiếp trục xuất Cổ Phong, đồng thời còn đặt ra nhiều hạn chế cho cậu ta. Nhưng Cổ Phong không quan tâm. Cậu ta và Tần Bắc Minh hợp sức đánh thức Diệp Lâm Quân. Lão Tần, tình huống của chồng tôi thế nào? Lý Tử Nhiệm hỏi. Tần Bắc Minh do dự. Lão Tần, hãy nói thật cho bọn họ biết, tôi cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình rồi, tôi là một người tàn phế. Diệp Lâm Quân nói. Tần Bắc Minh thở dài nói, ai ra đúng vậy. Chiến thần đã hoàn toàn trở thành một người tàn phế, tổn thương mà cậu ấy phải chịu quá lớn. Đời này cậu ấy chỉ có thể nằm trên giường, căn bản không thể xuống giữa ầng được, thậm ô ý gay cả xe lăn cũng không thể ngồi lên được. Tất cả mọi thứ đều cần người chăm sóc. Cổ Phong cũng khóc nức nở lên tiếng, đúng vậy, đời này của chiến thần đã bị phế bỏ rồi. Cậu ấy không chỉ bị mất đi vũ lực mà tất cả kinh mạch, cơ bắp toàn thân đều bị phế đi, đời này cậu ấy không thể động đậy được nữa. Nguyên nhân chính là do chất độc của huyết phương điện vẫn còn trong cơ thể Diệp Lâm Quân và hoàn toàn không thể loại bỏ được, nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Tình huống lần này, Diệp Lâm Quân thật sự sẽ trở thành người tàn phế. Am! Chi Oanh suýt chút nữa đã té xỉu một lần nữa. Sắc mặt của Lý Tử Nhiệm cũng thay đổi nhưng nhanh e óng trở lại bình thường, Sáu Ô cười nói, không sao, chỉ cần Hạo Quân tỉnh lại là tốt rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, cô không đòi hỏi gì khác. Chỉ yêu cầu Diệp Lâm Quân có thể sống. Với tiềm lực tài chính của cô thì hoàn toàn không có vấn đề gì trong việc đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cả đời. Lý Tử Nhiệm nắm chặt tay Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cười nói, nửa đời sau của anh sẽ dựa vào em không vấn đề gì. Nhìn thấy người một nhà thoải mái như vậy, Tân Bắc Minh cùng Cổ Phong quét sạch mây mù. Không bảng ất đại. Phú đại quý một chỉ cần hạnh phúc yên ổn là được. Đường đường là chiến thần trấn quốc của nước Lạc Việt bây giờ lại trở thành người tàn phế. Thật buồn cười, ha ha ha. Bi, theo ta đến nhà tù Bắc Minh, Đỗ Thiên Nhất đứng lên nói. Tại thời điểm này, bọn chúng đang nằm ở sa mạc tại biên giới của Bắc Minh với Lạc Việt. Sa mạc Bắc Minh là điểm đánh ma Diệp Lâm Quân đang hướng tới. Ở sâu trong sa mạc Bắc Minh, trong một khu vực ít người đến có một nhà tù bí ẩn. Bên trong giam giữ rất nhiều người của Bắc Minh hay thậm chí là người của Châu Đông Phương, bọn người này đều là những người vô cùng tàn bạo. Mỗi người đều có thể tàn sát hàng nghìn người trong chớp mắt. Người mà Đỗ Thiên Nhất đang tìm kiếm là tù nhân mạnh nhất trong nhà tù Bắc Minh, không phải một trong số họ. Tên này ít nhất thì cũng đã giết hàng vạn người rồi. Đây chân chính là kẻ cuồng giết người. Người ta đới. Rang hắn, ta đến từ một Euro hùng tộc hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Chủng tộc của họ ăn sống tất cả các loại động vật, thậm chí cả người. Không biết tên hắn ta là gì, nhưng hắn ta có một biệt danh là thần chết. Năm đó ở nước Diệp Tinh Quốc, còn có Bắc Minh và hàng chục quốc gia điều động hàng ngàn cao thủ, dùng hết mấy thủ đoạn mới có thể bắt được hắn ta. Điều đáng sợ nhất là đánh giá về sức chiến đấu của hắn ta, đó là cấp tông sư. Cao thủ cấp thần cũng rất khó gặp phải chứ đừng nói đến một cao thủ cấp tông sư. Không lâu sau, Đỗ Thiên Nhất và mọi người đã đến nhà tù Bắc Minh. Nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt, được canh gác bởi hàng chục, nghìn, binh, lính và vũ khí hạng nặng. Ở nơi sâu nhất của nhà tù, có một căn phòng đơn, đây là nơi giam giữ thần chết. Cánh cửa bằng hợp kim đặc biệt dài 2 mét và nặng hàng trăm tấn. Vừa đặt chân đến đây ai cũng cảm thấy rợn người. Nhiệt độ ở đây giảm đột ngột, nhiều người dùng mình một cái, thậm chí có người còn không dám tiến về phía trước. Mọi người vừa đi vừa nghĩ về những truyền thuyết khác nhau của thần chết, sau đó thì dừng lại. Đỗ Thiên Nhất trừng mắt nhìn mọi người, đồ vô dụng. Anh ta đến phòng đớp đó một mình và mở cánh cửa bằng hợp kim ra âm. Một lồng hơi thở bá đạo đột ngột ập đến, suýt chút nữa đã hất bay mọi người. Trong một căn phòng đơn nhỏ. Một người bị trói bằng hàng chục sợi xích. Không. Ở trên người hắn toát lên hơi thở của những con thú hoang dã. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo xuyên qua mái tóc dài bù xù. Đỗ Thiên Nhất cảm thấy cổ họng mình như bị kim châm. Tại sao lại tìm đến tôi? Người đàn ông khàn giọng nói. Âm thanh nặng nề vang lên như dã thú. Cho anh một cơ hội để lấy lại tự do. Đỗ Thiên Nhất bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Hả, thần chết ngạc nhiên nhìn Đỗ Thiên Nhất. Hắn ta đã bị nhốt trong nơi tối tăm này trong 4 năm, bây giờ muốn cho hắn tự do.
Giết một người tôi sẽ trả tự do cho anh. Đỗ Thiên Nhất bình tĩnh nhìn hắn tê. Nghe vậy, thần chết cười, anh không sợ sau khi đi ra ngoài tôi sẽ mang tai họa cho anh sao? Một khi trả lại tự do cho người có cấp bậc như thần chết thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có thể kiểm soát hắn nữa. Quá khó để bắt lại, chưa kể hắn ta sẽ không nghe lời. Không sợ, thứ nhất, tôi yêu xế cho anh uống loại độc dược đặc biệt, thứ hai, người anh cần giết chính là chiến thần Côn Luân của Lạc Việt. Đỗ Thiên Nhất nói, khi nhắc đến Diệp Lâm Quân, đôi mắt đầy bùn của thần chết đột nhiên sáng lên. Tôi đồng ý hắn ta đồng ý không chút do dự. Sau khi Đỗ Thiên Nhất cho hắn ta uống một loại thuốc độc đặc biệt thì anh ta lập tức thả tự do cho thần chết. Không chỉ là thần chết mà các tù nhân hung tàn khác trong nhà tù cũng đã được Đỗ Thiên Nhất thả tự do theo cách tương tự. Đi, mang về đầu của chiến thần Côn Luân cho tôi. Ha 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 ha, Đỗ Thiên Nhất cười to nói. Thần chết và hàng trăm kẻ hung tàn khác rời khỏi nhà tù Bắc Minh. Đây là một nhóm người điên cuồng giết người. Sự xuất hiện của bọn chúng đại diện cho sự hủy diệt và thảm họa. Đỗ Thiên Nhất và những người khác không chút do dự thả ra một nhóm sát thủ như vậy, thì đã cho thấy dù bất cứ giá nào bọn họ cũng muốn giết Diệp Lâm Quân. Điều này cũng đủ để cho thấy Diệp Lâm Quân đáng hận như thế nào. Sử dụng tất cả các tù nhân của nhà tù Bắc Minh để giết Diệp Lâm Quân. Thật kinh khủng. Một bên khác, Diệp Lâm Quân và nhóm của anh đang tăng tốc đi vào sa mạc bất tận. Họ muốn đến một thị trấn nhỏ do Diệp Lâm Quân chỉ định càng nhanh càng tốt. Khi đến đó, anh sẽ an toàn. Không ai quấy rầy trên đường đi. Điều này khiến Diệp Trung Lâm và những người khác cảm thấy rằng căn bản là không có ai đến. Ngà ấm lại cũng đúng, Diệp Lâm Quân bây giờ đã trở thành một kẻ tàn phế hoàn toàn, hơn nữa còn bị trục xuất khỏi Lạc Việt. Hiện tại anh còn có thể đe dọa cho ai chứ? Không quá lời khi nói rằng một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể giết chết anh. Có cần nhiều quốc gia hợp tác để giải quyết anh không? Nghĩ đến đây, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Điều này thật tốt, ít nhất mục tiêu của mọi người đã đạt được, Diệp Lâm Quân đã an toàn. Chiến thần Côn Luân, chúng ta sắp tiến vào một trấn nhỏ, cách vị trí chỉ định của anh chưa đến 30 km. Chúng ta về cơ bản là đã an toàn nếu qua thị trấn này. Diêm La chiến thần nói. Được rồi, bảo mọi người cẩn thận, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Lâm Quân nhắc nhở. Mí mắt phải của anh không ngừng nhảy lên, hơn nữa nhìn thị trấn này, hơi thở ảm đạm, không có giận dữ, điều quan trọng là không có một người nào ngoài thị trấn. Vào giờ khắc này giữa Ức Hạo Quân vẫn không thể cử động. Không phải là anh có bất kỳ chiến thuật hay giả vờ nào, hiện tại anh thực sự không thể di chuyển đi, anh thực sự lo lắng, sợ có chuyện gì đó xuất hiện, anh không muốn có bất kỳ ai trong đoàn hộ tống này gặp chuyện. Chẳng bao lâu, đoàn xe tiến vào thị trấn nhỏ này. Thị trấn không lớn, chỉ có một đường phố chính dài khoảng 3 km. Két, đột nhiên chiến thần Diêm La phanh lại. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp, con đường chính này đầy rẫy xác chết, máu chảy khắp nơi, mùi máu tanh nồng gây mũi, làm người ta buồn nôn, những xác chết nằm trên đất có cả phụ nữ, người già và trẻ em. Nhìn quanh thì có vẻ như toàn thị trấn này không còn sự sống. Chiến thần Côn Luân, vừa rồi thị trấn này đã bị người ta tàn sát sạch sẽ rồi. Chiến thần Diêm La hít một hơi thật sâu. Súc sinh, Diệp Lâm Quân mắng. Mặc dù những người này không phải là người Lạc Việt, nhưng Diệp Lâm Quân không muốn nhìn thấy những người vô tội chết. Hãy cẩn thận, chúng ta hãy nhanh chóng di chuyển những xác chết này, rồi lập tức đi khỏi thị trấn này. Diệp Trung Lâm nói, xác người chất thành núi cản đường đi, vì vậy cách duy nhất là phải di chuyển họ đi. Ha 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 ha, vào lúc này, một tiếng gầm rú như dã thú và tiếng cười điên cuồng vang lên giữa không gian. Những bóng người uất hiện xung quanh, họ đều xộc xịch, đầu tóc, bù xù, trông như người nguyên thủy. Điều đáng sợ nhất là ở chúng toát ra hơi thở kinh hoàng, trong số họ có rất nhiều cao thủ cấp thần. Từng người một đều có đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt khát máu điên cuồng nhìn chằm chằm vào đoàn xe của Diệp Lâm Quân. Gặp rắc rối lớn rồi. Mọi người hít một hơi. Vừa tiếp xúc thì mọi người cũng hiểu những kẻ mất trí này đáng sợ như thế nào. Lấy đầu chiến thần Côn Luân. Những kẻ giết người điên cuồng từ nhà tù Bắc Minh lao vào Diệp Lâm Quân như một kẻ điên. Các anh em hãy ân nghe lời tôi, nhất định phải liều chết bảo vệ chiến, thần. Thần chiến của đất nước Lạc Việt chúng ta không thể chết ở đây. Liều mạng. Giết.
cả hai bên đều điên cuồng, ngay sau đó đã lao vào chiến đấu với nhau. AI Diệp Lâm Quân gầm lên. Mọi người đều đang vì anh mà liều mạng chiến đấu, còn anh thì thậm chí không thể di chuyển. Hận. Diệp Lâm Quân nóng lòng muốn chết. Anh không muốn bất kỳ ai vì anh mà phải ngã xuống. Nhưng anh không thể nhúc nhích, Diệp Lâm Quân sinh ra ý nghĩ muốn giết kẻ thù. Anh muốn ở bên mọi người kề vai chiến đấu, chứ không phải. Nhưng anh không thể cử động được, một chút cũng không. Giây phút này chính là giây phút gấp gáp nhất của An Hy trong một tòa nhà cách đó không xa, đôi mắt đục ngầu của thần chết đang nhìn chằm chằm vào chiến trường. Khóe miệng hắn ta tràn đầy tơ máu, trên tay còn mang theo một mảnh thịt dính máu, không biết là của động vật gì. Ai ra, thật đáng tiếc khi Diệp Lâm Quân đã trở thành một kẻ tàn, phế vô dụng, chắc cũng không cần tôi tự mình ra tay nhỉ. Sau khi biết về hoàn cảnh của Diệp Lâm Quân, thần chết chẳng mãi ý may quan tâm. Giống như Trần Hữu Đạo, thứ hắn ta muốn giết chính là Diệp Lâm Quân đang ở đỉnh cao. Theo cái nhìn của hắn ta thì những người khác là quá đủ để giết Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân của hiện tại không đủ tư cách để làm đối thủ của hắn ta chút nào. Thần chết không còn chú ý đến tình hình trên chiến trường nữa mà chỉ cắn một miếng thịt sống, máu tươi chảy ra. Ngay khi hai bên vừa va vê, tia lửa bắn ra khắp nơi. Đối thủ vô cùng mạnh mẽ và điên cuồng nhưng mà các cao thủ hộ tống Diệp Lâm Quân cũng không kém. Bên kia là vì giết chóe còn bọn họ chiến đấu vì tín ngưỡng trong lòng. Khi Diệp Trung Lâm cầm dao lao vào trận chiến thì hai mắt Diệp Lâm Quân ướt đẫm. Diệp Trung Lâm đã chôn một nửa số người trong đất và đang chiến đấu vì anh. Hầu hết những người có mặt đều là người lạ, nhưng mà tất cả đều chiến đấu vì anh. Cho dù bị thương và bị giết hại thì mọi người đều không hối hận, không chút lùi bước. Chỉ vì lòng chính nghĩa trong trái tim. Chỉ vì Lạc Việt. Khuôn mặt của Diệp Lâm Quân co giật. Hận, anh hận bản thân mình tàn tật và không thể di chuyển, không thể nhấc lên chiến đao của Lạc Việt. Giết giết giết. Diệp Trung Lâm giã người xông lên phía trước, các cao thủ đường môn cảnh giác xung quanh, như mãnh hổ xuống núi. Tứ đại thiên vương và tứ đại cao thủ lăng thiên của Nam Bắc Hồng Môn phối hợp vô cùng ăn ý, xông vào đối phương, giết chết một đám lớn. Các cao thủ khác cũng thể hiện khả năng của họ. Mọi người đều gắt gao bảo vệ an toàn của chiếc xe chở Diệp Lâm Quân. 7-8 người di chuyển xác chết lúc ở phía trước, còn chiến thần Diêm La thì lái xe theo sau. Mọi người vừa di chuyển vừa chiến đấu. Phun! Phun! Ngay sau đó đã có thương vong xuất hiện, từng người bị ép ném lê cao rồi nặng nề rơi xuống đất, ngay lập tức mất hơi thở. Những người này là cao thủ do nhà họ Lăng ở kinh thành phái tới. Bùm! Bùm! Máu bắn tung tóe trên đường, không ngừng có người ngã xuống. Cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề, xe chở Diệp Lâm Quân mới chỉ đi được khoảng 10 mét. Mặc dù xác chết chất đống trên phố đã được dọn đi, nhưng lại có hàng trăm kẻ đang điên cuồng giết người đang chăn ở trước nên xe của họ cũng không thể tiến về phía trước được bao nhiêu. Nếu Mú Ó A rời khỏi thị trấn này thì nhất định phải mở một con đường máu. Các anh xông lên phía trước. Đây là 40 chiến binh từ cảnh minh của Đông Cảnh, họ gào thét âm ầm xông vào tuyến phòng thủ của địch. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bị nhấn chìm, hết mũi tên máu này đến mũi tên khác bắn ra. Rồi họ cũng lần lượt ngã xuống. Một lúc sau, đã không còn có ai đứng. Bi thảm, lừng lẫy, nhưng lại mạnh mẽ xé một lỗ hổng. Đã đến lúc cho chúng ta, đây là 80 người vô danh ở Tây Cảnh, họ là chiến sĩ đã xuất ngũ, vài người là thợ săn, cũng có huấn luyện viên võ thuật, nói trắng ra thì đó là một nhóm người bình thường. Họ tổ chức một cách tự phát, chỉ để bảo vệ Diệp Lâm Quân một đoạn đường. 80 người lao vào đám đông địch. Giết giết giết. Các anh em liều mạng cũng phải hộ tống chiến thần rời đi. 80 người bình thường cũng là 80 mãnh hổ. Bộp, bộp, bộp. Máu chảy khắp nơi, xác chết chất thành đống. 80 người vô danh đã dùng máu thịt của để mở ra một con đường. Mấy trăm người điên cuồng giết người ở phía đối diện đều sững sờ. Rõ ràng nhiều người trong số họ chỉ có một chút võ thuật như mèo cào thôi nhưng giống như những con thú hoang dã, họ lao vào cắn xé phòng vệ của họ. Điều này khiến họ không thể tưởng tượng được. Những người này làm sao vậy? Họ giống như đã điên rồi, dùng máu thịt của mình để chống đỡ kẻ thù. Phù phù, phù phù. Nhất định phải đưa chiến thần ra ngoài một cách an toàn cuối cùng,
80 anh hùng vô danh của cảnh Tây vì chệch, lệch nhau quá, ai ý ê sức riêng nên tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Nhìn người cuối cùng ngã xuống, 80 người vô danh của Tây cảnh đều đã bị giết ở nơi đất khách quê người. Diệp Lâm Quân rơi nước mắt, làm tốt lắm, tất cả đều là anh hùng. Đồng thời anh cũng càng căm hận bản thân mình hơn. Tại sao anh không thể động đây? Tại sao anh phải đều mọi người dùng máu để bảo vệ? Anh cũng muốn chiến đấu. Anh không muốn có thêm thương vong. Các anh hùng của Đông và Tây cảnh đều đã ngã xuống. Tuy nhiên, đường lớn phía trước đã được thông xe hoàn toàn. Sự hy sinh của họ là xứng đáng. Mọi người đều mỉm cười khi họ rời đi, đi về phía trước. Báo thù cho các anh em của Đông cảnh và Tây cảnh. Các cao thủ của câu lạc bộ đấu vật thiên thần ở Bắc cảnh và võ quán thần long ở Nam cảnh lao vào con đường đo 120 anh hùng vô danh đã mở ra trước đó. Mọi người như được thân thánh trợ giúp, lũ ác ma sát nhân trong nhà tù Bắc Minh trong sa mạc đều rút lui. Mọi người thành công hộ tống Diệp Lâm Quân về phía trước khoảng 100 mét. Lúc này, sự di chuyển bất thường trên đường phố đã thu hút sự chú ý của thần chết. Hắn ta liếc mắt nhìn rồi hô lên, một lũ rác rưởi. Hắn ta tiếp tục cắn miếng thịt sống. Trên đường phố, cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp diễn. Hàng trăm kẻ điên cuồng giết người quả thật không thể tưởng tượng được. Sức chiến đấu của nhóm này kém hơn nhiều so với họ, nhưng tất cả mọi người đều không muốn sống, như một kẻ điên, như một con thú. Hung ác và đáng sợ, nhiều kẻ điên cuồng giết người đều đã bị dọa sợ, tại sao họ lại liêu mạng như vậy? Chỉ vì một kẻ tàn phế, chỉ vì một kẻ phản bội, chỉ vì sự sống còn của Diệp Lâm Quân mà không tiếc hy sinh mạng sống của mình. Có đáng không? Đây là vấn đề của niềm tin, chỉ những người yêu Lạc Việt thì mới có thể hiểu được. Những người khác thật sự không thể hiểu được. Giết! Giết tất cả mọi người thì chúng ta có thể trốn thoát. Diệp Trung Lâm cầm thanh kiếm của mình đã chém giết đến đỏ cả mắt rồi. Các cao thủ đường môn lần lượt thực hiện những chiêu thức kỳ lạ, vũ khí, thuốc độc, thuốc súng được giấu kín khác khiến đối thủ mất cảnh giác. Các cao thủ của Bắc và Nam Hồng Môn càng nhanh nhẹ ú, đối đầu trực tiếp với họ, cao thủ Đàm Hành Ba và Long Hổ Hòa Thượng cũng có sức chiến đấu siêu mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ bị tổn thất nặng nề, không ngừng có người ngã xuống, vô số người bị thương. Nhưng mà cuối cùng đã trấn áp được những kẻ điên cuồng giết người của nhà tù Bắc Minh này. Am! 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 Đùng! Cuộc chiến tiếp tục, máu vẫn chảy. Tóc của Diệp Trung Lâm đã lấm tấm máu, có hàng chục vết thương trên người. Mặc dù 19 cao thủ của đường môn không có người chết nhưng tất cả đều bị thương. Có một người bị gãy cả hai tay mà cũng không kêu rên một tiếng, một người thì lê lết cái chân ngoan cố tiếp tục chiến đấu. Những người khác đã bị thương vong ít nhiều. Họ đều là người Lạc Việt. Kiên cường. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Kết quả của một cái giá đau đớn đó là những kẻ giết người điên cuồng phía đối diện hầu như đều bị giết. Trên đường phố, đâu đâu cũng thấy xác chết. Những con người điên cuồng giết người trong nhà tù Bắc Minh này chẳng khác gì đại bàng bắt gà. Vậy mà những chú gà con này lại chiến đấu với đại bàng và thậm chí giết cả đại bàng. Lên đi. Mau lên đi. Diệp Trung Lâm cầm thanh kiếm gầm lên, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Ông ta quyết chiến đấu đến cùng. Đến đi, tới bao nhiêu thì tôi sẽ giết bấy nhiêu. Lục Khấu Trọng, Nhâm Mộ Dã và những người khác hoàn toàn đỏ mắt. Máu từ trên vũ khí của họ không ngừng rơi xuống tí tách. AI chạy, hàng chục kẻ điên cuồng giết người còn lại sợ hãi bỏ chạy. Đây là điều mà mọi người không thể tưởng tượng được. Ai sẽ tin điều đó? Những kẻ đã giết hàng ngàn người 38 sợ hãi. Vô dụng, tất cả đều là một lũ vô dụng, thần chết xuất hiện ở phía bên kia đường. Hắn ta tát vào đầu một kẻ phản bội đã bỏ trốn. Đầu của người đó nổ tung ngay lập tức. AI. Trên đường đi, tất cả những tên giết người trốn thoát đều bị hắn ta một chưởng giết chết. Bên này, mấy người Diệp Trung Lâm đều cười. Bọn họ chịu đựng được nó. Bao nhiêu người đến bọn họ cũng có thể giết được, các anh em đã vất vả rồi. Ngay khi Diệp Lâm Quân nói xong, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Bởi vì anh cảm thấy một hơi thở kinh khủng. Đột nhiên, một cơn gió mạnh quét qua đường phố, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, cũng cuốn đi những chiếc lá rụng. Đám người Diệp Trung Lâm giật mình, nụ cười trên mặt cũng biến mất bởi vì ai cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn. Toàn thân dựng tóc gáy.
một trận ón lạnh từ lòng bàn chân lên trời, da đầu tê dại, máu đông lại. Người còn chưa nhìn thấy thì nỗi sợ hãi đã đến. Hắn ta tựa như một con dã thú đã ngủ yên cả trăm năm đột nhiên tỉnh dậy. Dần dần, một bóng người xuất hiện trước phố. Trông giống với những người đến trước. Chỉ là hắn ta đang nhai thịt sống, bề ngoài đẫm máu và cả xương trắng toát, làm cho hắn ta trông giống như một kẻ biển thái ăn thịt người. Là người đó. Mặt Diệp Lâm Quân thay đổi. Anh biết người này. Lúc trước đã có rất nhiều quốc gia đã phải trả một cái giá rất lớn để bắt được hắn ta. Hình phạt được đưa ra là bị nhốt trong nhà tù Bắc Minh và không thể ra ngoài suốt đời. Không ngờ bọn họ lại thả người này ra. Bọn họ thực sự sợ anh còn sống. Tên này có biệt danh là thần chất, sức chiến đấu nhất định là Z cấp bậc tông sư. Mấy người mau rút lui. Người hẳn muốn giết chỉ là tôi thôi. Diệp Lâm Quân không muốn thấy mọi người phải đổ máu và hy sinh một lần nữa. Tên này quả thực quá mạnh, ngẫm lại thì cũng đúng, hàng chục quốc gia tốn hàng nghìn cao thủ để bắt hắn ta, hơn nữa bắt để bắt được hắn ta thì cũng phải tổn thất rất lớn. Thật quá khó để đối mặt với tên này. Đi, mọi người, đi nhanh lên. Anh vội hét lên. Thật đáng tiếc, chỉ cần vượt qua 30 km nữa thôi thì anh sẽ bình an vô sự. Anh có thể an bài tất cả mọi thứ tiếp theo, chỉ còn một đoạn đường ngắn. Không được. Chiến thần. Bây giờ chúng tôi rời đi, còn có thể giấu khuôn mặt già nua đi đâu. Diệp Trung Lâm mỉm cười. Eo eo đúng vậy, nếu chúng tôi rời đi thì không biết sẽ có bao nhiêu người châm chọc chúng tôi nữa. Chúng tôi không sợ chết, cho dù chết chúng tôi cũng sẽ cắn đứt một miếng thịt của hắn. Chiến, chúng ta nhất định phải hộ tống chiến thần đến địa điểm đã định. Tôi không tin nhiều người như vậy không giết được hắn. Lời nói của Diệp Lâm Quân ngược lại đã kích thích mọi người. Không ai lùi bước. Diệp Lâm Quân cắn chặt môi. Anh thực sự không muốn nhìn tí ấy thương vong. Hận. Lúc này, anh hoàn toàn không thể động đậy chút nào. Thậm chí để cho anh đứng lên rồi chết trên chiến trường cũng được. Thật đáng tiếc, anh thậm chí không thể cử động ngón tay của mình. Diệp Lâm Quân, chết đi. Thần chết nói giọng khàn khàn. Hắn vứt miếng thịt sống và bước tới từng bước. Các anh em, giết hắn. Ha ha ha. Giết được một cường giả cấp tông sư cũng là một chuyện thật kiêu ngạo, Diệp Trung Lâm và những người khác đều bật cười. Mọi người đều có tinh thần chiến đấu sục sôi. Nếu các người vẫn coi tôi là chiến thần thì hãy mau theo lệnh tôi rời đi. Diệp Lâm Quân thực sự không muốn thấy mọi người phải đổ máu và hy sinh vì mình nữa. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, chiến thần, chúng tôi sẽ nghe lệnh khác của ngài, còn lệnh này thì không nghe. Trước khi Diệp Lâm Quân có thể nói câu tiếp theo thì mọi người đã hành động. Người nhà họ Lâm ở Kinh Thành xuất chiến trước. Người nhà họ Tần ở Kinh Thành cũng sẽ lên trước. Hai bên chỉ còn lại 6-40 người, nhưng bọn họ xông lên không chút do dự. 40 cao thủ cầm trường đao trong tay, lưỡi dao dài sắc bén muốn chém trên người thần chết. Leng keng, leng keng. Vậy mà chỉ có tiếng kim loại va chạm còn hắn ta thì không bị ảnh hưởng gì. Ầm, một hơi thở khủng BTS à lánh lẽo đột ngột tuôn ra. Ầm, một tiếng nổ âm ỉ như sấm sét vang lên, một thân thể bay ra ngoài, trên người người đó xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Một đấm chết người. Bộp, thần chết lại vung đấm. Ngực của một người bị lõm vào, biến dạng hoàn toàn, tử vong tại chỗ. Am, hự, chỉ với một cú đấm, thắt lưng của người đó đã bị gấy, chết tươi. Bùm, một cú đấm đập thẳng vào đầu. Hắn ta thật sự giống như biệt danh của mình, thần chết. Tung một cú đấm là gạt một mạng người. Đi đến đâu là người như gã đến đó, ra chiêu là chắc chắn sẽ có người chết. Ầm, hắn ta dùng chân đánh một người, quần áo của người đó nhanh chóng nhuốm máu, tất cả các cơ quan trong cơ thể người đó đều tan nát. Chết là điều không thể nghỉ ngơi, toàn bộ cao thủ của nhà họ Lâm và nhà họ Lăng đều đã chết. Trước sau không quá 30 giây. Vô cùng kinh khủng. Chấn động toàn bộ người ở đây. Mọi người đều sợ hãi rồi. Mạnh. Quá mạnh. Không hổ là một K6, thủ cấp bậc tông sư. Vừa rồi, mọi người đều đánh giá thấp hắn ta. Rút lui, viền mắt của Diệp Lâm Quân đều đã hiện ra nước mắt. Những người vô tội này đã hy sinh vì anh. Anh thực sự không thể nào gánh nổi. Người anh em Diêm La, anh nhanh chóng hộ tống chiến thần rời đi đi. Người này không dễ đối phó. Nhất định phải có người ngăn cản. Lục Khấu Trọng thấy rằng tình hình không ổn thì bố trí ngay lập tức.
Cuối cùng, Diệp Trung Lâm, Gia Cát Thanh, Long Hổ Hòa Thượng, hàng chục cao thủ, Đàm Hành Ba và Chiến Thần Diêm La đã cùng nhau hộ tống Diệp Lâm Quân đi. Tất cả những người RAG ở lại và chịu trách nhiệm ngăn cản thần chết. Không, đừng bỏ lại bọn họ. Diệp Lâm Quân hô lớn lên. Anh hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc những người này ở lại. Nhưng mọi người vội vã hộ tống anh đi và không cho anh bất cứ cơ hội nào. Đối thủ của mày là chúng tao. Lục Khấu Trọng mỉm cười, cùng Tứ Đại Thiên Vương ngăn cản thần chết. Giết hết bọn chúng, tất cả những người có mặt đều lao vào thần chết. Tốt nhất là có thể giết hắn ta, nếu không giết được thì cứ ngăn cản chân hắn. Muốn chết? Thần chết hừ lạnh một tiếng vặn cổ người đang lao tới. Am Ly âm. Âm. Mọi người từng chiêu đánh lên người thần chết nhưng tất cả đều vô dụng. Bọn họ như thể đang đánh vào kim loại cứng nhất. Nghe người ta nói, thân thể của thần chết không sợ đạn, kể cả bom cũng không khiến hắn ta bị thương nhiều. Vì vậy, hơn chục quốc gia đã tốn rất nhiều công sức để bắt được hắn ta. Cho nên căn bản không thể giết anh ta. Điều này thật sự khiến người ta hoảng sợ mà. Bùm, bùm, bùm. Mỗi cú đánh giáng xuống của thần chết đều khiến đối thủ ngã xuống. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì dưới chân hắn ta đã chất đầy xác chết. Tất cả những người trong câu lạc bộ đấu vật thiên thần và võ quán thần long ở Bắc Cảnh và Nam Cảnh đều đã chết. Tất cả đều bị thần chết giết bằng một đòn. Không có người nào có cơ hội sống sót nào cải liều mạng đi các chấm ANSIMO. Chúng ta kéo chân hắn ở đây một phút thì sẽ có thêm hy vọng cho chiến thần rời đi. Lục Khấu Trọng và những người khác đã cố gắng hết sức để ngăn chặn thần chết. Phốc, phốc, phốc. Nhưng thần chết quá mạnh, cơ hồ không ai có thể công kích hắn ta. Các cao thủ ám khí của đường môn, độc dược và các thủ đoạn khác đều không có tác dụng đối với hắn ta. Các cao thủ đường môn đều ngã xuống, thân thể nhiều người bị chém làm đôi. Toàn bộ sáu nâu của Nam Hồng Môn đều ngã xuống, trên dưới thần TL nhảy bỏ, họ đều không có chỗ hoàn chỉnh. Các anh em giết, liều mạng cũng phải kéo chân hắn. Những người còn lại hét lên. Nhưng mà thần chết này quá mạnh. Tất cả những người dưới cấp tông sư đều là con kiến. Chỉ tùy tiện đưa tay là lại có người nằm xuống. Lăng Thiên Long của Bắc Hồng Môn ngã xuống. Toàn quân bị diệt hoàn toàn. Chuyện này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Tất cả những người ở lại để ngăn cản thần chết đều đã chết. Không ai trong số họ còn sống. Họ đều rất tốt. Không ai lùi bước, chỉ vì đức tin đạo nghĩa đang cháy âm trong trái tim. Vì để bảo vệ người anh hùng đã cống hiến cho Lạc Việt thì cho dù có chết, bọn họ cũng không do dự. Một đám kiến cũng xứng ngăn cản ta. Thần chết mỉm cười. Nhiều cao thủ như vậy mà chỉ có thể ngăn cản hắn ta trong 12 phút. Một người có thể chạy bao xa trong 12 phút, nhưng khi hắn ta chuẩn bị bước đi để đuổi theo Diệp Lâm Quân thì mặt hắn ta thay đổi. Bởi vì hắn ta không thể nhúc nhích được. Hắn ta nhìn xuống, mặc dù Lục Khấu Trọng đã chết, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ chân của hắn ta. Đặc biệt sau khi chết, cơ thể trở nên cứng đờ, vì vậy càng giữ mình chặt hơn. Thần chết không thể di chuyển. Cánh tay và bàn tay của họ dường như bị đóng băng trên chân anh. Dù đã chết nhưng họ vẫn phải cuốn lấy kẻ thù để câu giò cho Diệp Lâm Quân. Đây là bản chất hào hùng của đàn ông Lạc Việt. Ngay cả chết cũng phải ngạo khí ngất trời. Tránh ran. Thần chết giận dữ gầm lên, một luồng sức mạnh từ trong cơ thể hắn ta làm mọi người chấn động đến nổi tan thành từng mảnh. Diệp Lâm Quân, cậu không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Thần chết đuổi theo. Chưa đầy 15 phút. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đây là mọi người đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy nó. Thời gian này là vô giá. Mặt khác. Mọi người vội vã đến thị trấn đã định. Thời gian chính là sinh mạng. Mọi người đã có thể hình dung số phân của Lục Khấu Trọng và những người khác khi ở lại. Thần chết, một cao thủ cấp tông sư thực sự là bất khả chiến bại. Còn 3 km nữa. Chiến thần Diêm La đã tính toán khoảng cách. Mọi người đều nhìn thấy hy vọng, mặc dù không biết có những gì ở thị trấn phía trước. Nhưng Diệp Lâm Quân nói rằng chỉ cần anh đến nơi thì anh sẽ an toàn. Đây là hy vọng của tất cả mọi người. Bùm, nhưng bất ngờ một tảng đá lớn bay từ bên hông xuống và đập vào chiếc xe van lên một tiếng nổ lớn. Nếu không phải do chiến thần phản ứng nhanh thì chiếc xe sẽ bị lật. Khi mọi người vội vàng phản ứng lại thì đã có thêm một người ở phía trước.
Thần chất. Hắn ta đến quá nhanh. Hắn ta đã ngăn cản trước mặt đám người Diệp Lâm Quân. Âm. Nhìn thấy thần chết, đại não của mọi người đều nổ tung, lập tức trống rỗng. Sự xuất hiện của thần chết đồng nghĩa với việc những người anh em còn lại đều đã chết. Không ai trong số họ còn sống. Tốt lắm, tất cả các người đều tốt lắm. Một người đàn ông chân chính của Lạc Việt không có kẻ nhát gan. Diệp Trung Lâm hét lên. Các anh em làm rất tốt, chúng ta sẽ báo thù cho mọi người. Mọi người cũng đồng lứa ạt hét lên. Tôi, Diệp Lâm Quân, nợ tất cả mọi người. Khi tôi bình phục, chắc chắn tôi sẽ nhuộm máu trời xanh, giết tất cả những người thao túng ở phía sau răng nghiến lợi hét lên. Anh thực sự rất đau lòng. Đời này anh chiến đấu cho Lạc Việt, bảo vệ đất nước, mục đích là để người dân Lạc Việt không bị bắt nạt. Bây giờ mọi người lại vì anh mà ngã xuống nhiều người như vậy, anh làm sao có thể nhịn được? Yên tâm đi, cậu sẽ không có cơ hội đó đâu. Bởi vì hôm nay cậu sẽ chết, thần chết chế nhạo. Diêm La nhất định phải hộ tống chiến thần ra ngoài, để chúng tôi ngăn ở đây. Diệp Trung Lâm cau mày nhìn chằm chằm thần chết. Những người còn lại đều quyết tử để chiến đấu đến cùng với thần chết, chiến thần Diêm La liếc nhìn mọi người muốn lái xe đi. Răng rắc, thần chết đột ngột tiến lên phía trước xe, đạp xuống một cước. Răng rắc, đầu xe trực tiếp nổ tung. Sức mạnh của bàn chân này có thể nói là kinh thiên động địa. Phần đầu xe địa hình nát bét. Phốc, chiến thần Diêm La còn bị thương nhiều hơn. Một người cũng đừng mong có thể rời đi. Thần chết nhìn mọi người và chế nhạo. Trong mắt hắn ta, tất cả mọi người đều là người chết. Dưới, Diệp Trung Lâm và những người khác vội vàng giết tới. Họ đều một mực cuốn lấy thần chết không tha. Diêm La dẫn chiến thần chạy đi. Diệp Trung Lâm giống lên. Nghe vậy, Diêm La đã cõng Diệp Lâm Quân trên lưng và bỏ chạy. Thần chết chỉ cười khinh thường, dưới cấp tông sư đều là run giết những người này muốn ngăn cản hắn ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ âm. Đùng. Cụ bùm ra Cát Thanh và hàng chục cao thủ Đàm Hành Ba, đều bị hắn ta vỗ một chưởng chết tươi. Trong vòng chưa đầy 30 giây, hắn ta đã giết chết tất cả. Diệp Lâm Quân, người được Diêm La cõng trên lưng, nhìn những người anh em vô danh ngã xuống. Ông đây liều mạng với Min. Diệp Trung Lâm tóc hoa dâm nhấc con dao. Dài lên, hung hãn chém xuống. Bùm, thần chết đưa tay siết cổ ông ta. Rắc rắc, dùng sức một cái thì cổ gãy mất. Bùm! Thần chết ném Diệp Trung Lâm lên, đấm xuyên qua người, máu bùng lên. Diệp Trung Lâm bị bay xa ra hàng chục mét trước khi đáp xuống đất. Diệp Trung Lâm chưa kịp nuốt nước bọt vào trong, ré ơ rong nói, nhất định phải chiến đấu bảo vệ. Phù phù! Ông đây liều mạng với mi, mấy người Đàm Hành Ba và Gia Cát Thanh cầm kiếm xông lên. Nhưng mà kết quả! Gia Cát Thanh chết! Đàm Hành Ba của Hải Phòng cũng đã chết! Trên tay ai cũng chống một con dao dài, dù có chết cũng không muốn quỳ xuống. Bùm! Bùm! Hiện tại chỉ còn lại Long Hổ Hòa Thượng hai người được coi là mạnh nhất trong nhóm người này, họ là cao thủ cấp thần. Hai người vẫn có thể đấu với thần chết. Âm! Âm! Thanh sắt trong tay của cả hai đã đánh trúng thần chết, vậy mà chúng có thể buộc thần chết lùi trở lại. Chết đi! Trong mắt thần chết bắn ra hai tia sáng lạnh lùng. Rắc rắc ụ rắc rắc thậm chí, hắn ta còn bẻ gãy hai thanh sắt của Long Hổ Hòa Thượng. Học, học, hai người Long Hổ Hòa Thượng bị đánh bay ra ngoài, trên cơ thể họ đề ư xuất hiện một lỗ máu. Đến đây thì hàng trăm người đến hộ tống Diệp Lâm Quân đã bị tiêu diệt sạch. Không ai sống sót, tất cả đều chết trên đường đi. Họ đều là những người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Tất cả đều là anh hùng. Ngay cả khi họ chỉ là một nhóm người giang hồ thô lỗ nhưng lại tốt hơn nhiều so với những kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử quỷ quyệt. Họ có thể bất chấp tất cả để bảo vệ lẽ phải, cho dù có chết cũng không lùi bước. Chiến thần sắp tới rồi, hiến thần Diêm La đã nhìn thấy thị trấn phía trước. Chỉ còn khoảng 100 mét nữa. Chiến thần Diêm La vẫn đang chạy nước rút bằng tất cả sức lực của mình. Diệp Lâm Quân, người bị treo ngược, nhìn thấy thần chết đang đuổi theo mình. Rầm rầm rầm, tốc độ của hắn ta thực sự rất nhanh. Trong nháy mắt thì hắn ta đã đuổi kịp họ. Nhìn khoảng cách chỉ còn vài chục mét, chiến thần Diêm La không đành lòng. Chỉ một bước nữa thôi. Không phải ông đến từ nước Lang sao, còn muốn bảo vệ kẻ thù của mình. Thần chết trợ mãi nói.
một cỗ máy giết người như mi thì sẽ không hiểu chuyện này, chiến thân Côn Luân là người ta ngưỡng mộ nhất. Thần Diễm La đột nhiên thổ lộ tiếng lòng. Vừa nói, đột nhiên chiến thần Diễm La ném Diệp Lâm Quân ra ngoài. Âm! Không được lệch đi chút nào, Diệp Lâm Quân bị ném tới cổng thị trấn. Mày muốn chết, thần chết biết mình bị lừa nên gầm lên lao về phía Diệp Lâm Quân. Âm! Tuy nhiên, chiến thần Diễm La lao tới và ôm chặt lấy eo thần chết, không cho hắn ta tiến lên. Muốn chết! Am! Am! Âm nắm đấm tức giận của thần chết liên tục đánh vào lưng của chiến thần Diễm La. Phụt! Chiến thần Diễm La phun máu. Nhưng anh ta đã mỉm cười. Các anh em, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh ta hét lên. Thần chết đã đập tan xác anh ta bằng hàng chục cú đấm. Diệp Lâm Quân chỉ có thể xem. Vào thị trấn thì sao? Thần chết nhìn Diệp Lâm Quân. Các người toàn quân bị tiêu diệt, cũng đã làm nhiều như vậy, không phải đều là vô dụng sao? Làm nhiều như vậy chó một tên tàn phế, một lũ ngu. Thần chết mỉm cười. Đừng nói đến việc đi vào thị trấn hoang vắng của Bắc Minh. Ngay cả khi Diệp Lâm Quân quay trở lại Lạc Việt, hắn ta cũng có thể giết chết anh như thường. Vì vậy, hắn ta cảm thấy rằng đám người của chiến thần Diễm La đều là những kẻ ngu ngốc. Làm một chuyện vô ích. Cuối cùng, hy sinh hết tất cả mọi người mà chẳng được gì. Diệp Lâm Quân, nằm ở lối vào của thị trấn, trông vô cùng bi thương. Đây là thời điểm bất lực nhất trong cuộc đời anh, tận mắt chứng kiến một nhóm người phải chết vì mình. Nhưng mà anh lại không thể làm gì khác ngoài việc nhìn điều đó diễn ra. Hận! Anh muốn hét lên, nhưng giọng anh đã khản đặc, không thể hét lên. Anh muốn giết người, nhưng anh không thể nhúc nhích cơ thể của mình. N tình của những người quen biết lẫn lạ lẫm này đối với anh thật sự vô cùng khó trả. Chỉ có trả thù. Ánh mắt thần chết rơi vào Diệp Lâm Quân, từng bước đi về phía anh. Ở cự ly 100 mét, thần chết gần như chỉ trong nháy mắt. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân không thể di chuyển trên mặt đất, hắn a mỉm cười. Chết nhiều người hử vậy có ích lợi gì? Chẳng phải cũng chỉ vô dụng thôi sao? Thần chết cười lạnh. Diệp Lâm Quân hung tợn nhìn hắn ta, ông sắp chết rồi. Ha 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 ha, mi nghĩ ta sẽ tin điều đó. Có ai ở Bắc Minh này có thể giết ta không? Không phải thần chết khoác lác, có nhiều người như vậy còn không thể bắt được hắn ta chứ đừng nói đến việc giết hắn ta. Diệp Lâm Quân đi chết đi. Lòng bàn tay của thần chết giống như một ngọn núi, đè xuống theo chiều ngang. Bùm, nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ vang trời. Bùm, trong ngực thần chết đụng phải một lực lượng đáng sợ. Âm, hắn ta nghi lập tức bị đánh ra, ngoài, trong miệng cũng nôn ra máu. Ha, hắn ta rút lui 10 bước trước khi dừng lại. Dưới chân đã xuất hiện những vết nứt dày đặc. Hắn ta không thể ngờ được. Y phục trên ngực hắn ta đã bị rách, để lại dấu nắm tay đỏ như máu. Phải biết rằng cơ thể của thần chết được coi là đau thương bất nhập. Trước kia có nhiều cao thủ như vậy nhưng họ cũng không để lại dấu ấn cho hắn ta. Bây giờ để lại một dấu tay. Không cho hắn ta cơ hội, bóng đen đã nghiêng người tiến lên. Bùm, một cú đấm, công, bạo như đại bác. Muốn chết, thần chết không sợ mà còn tung ra một cú đấm. Bùm. Ngay khi hai bên giao tranh, kinh thiên động địa, giống như đạn đại bác rơi xuống, ầm ầm nổ tung. Rắc rắc. Nhưng trong giây tiếp theo, toàn bộ cánh tay của thần chết đều bung ra, xương thịt văng ra khắp nơi. Không thể tin nổi. Thần chết không bao giờ nghĩ rằng cơ thể cứng như sắt của mình sẽ phát nổ. Đối thủ mạnh đến mức nào? Âm, 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 bụp, bụp, bụp. Đối thủ không cho thần chết bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Tung liên tiếp vài cú đấm. Ngực của thần chết sụp xuống, máu tươi ứa ra. Hai bả vai trực tiếp trầm xuống. Nhưng mà điều này chỉ là khởi đầu. Bùm 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 bùm. Người đàn ông không hề tỏ ra thương xót chút nào, năm đấm của người đó giáng vào thần chết như vũ bão. Phốc 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 phốc. Cơ thể thần chết bị đục thành lỗ máu này đến lỗ máu khác. Cuối cùng, phần thân trên của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn ta chết tươi. Thần chết ngã xuống vẫn chưa phản ứng kịp, vẫn không biết mình chết như thế nào. Hắn ta là bất khả chiến bại. Hắn ta là người vô địch ở Bắc Minh. Hàng chục quốc gia phải hợp tác lại ắt hắn ta, tại sao hắn ta lại bị đánh tan thành từng mảnh? Người đàn ông này có vóc dáng thấp bé, mặc đồ đen và đeo mặt nạ đến.
mặt nạ là một nửa ác quỷ và một nửa thiên thần. Cùng lúc đó, vô số người mặc đồ đen đi ra, ăn mặc giống người đó xuất hiện. Những người mặc đồ đen đột nhiên quỳ về phía Diệp Lâm Quân. Bái kiến điện chủ. Hơn 2.000 người cùng nhau cao giọng nói, tiếng hô rung trời, khí thế như mây trời bao phủ núi sông. Điện chủ cứ ra mệnh lệnh chúng tôi sẽ giết hết thảy bọn chúng. Người đàn ông thấp bé vừa đánh chết thần chết kia tiến lên một bước, quỳ một chân trên mặt đất hỏi. Trong thời gian này, Diệp Lâm Quân đã gặp phải cái gì bọn họ đều đã rõ ràng. Thật tiếc khi họ không thể ra tay. Nếu không có lệnh của Diệp Lâm Quân thì họ chỉ có thể sống trong bóng tối và sẽ không bao giờ xuất hiện. Xin điện chủ ra lệnh. Hàng ngàn người cũng hô lên. Bọn họ là ai chứ? Đúng vậy, họ là người của Diệp Lâm Quân, nhưng trên danh nghĩa họ không liên quan gì đến Lạc Việt. Đó là tổ chức mà Diệp Lâm Quân đã để lại và âm thầm thành lập ở nước ngoài, nó có tên là Trấn Thiên Điện. Mục đích đề phòng những tình huống bất ngờ khác nhau sẽ gặp phải trong tương lai. Trách nhiệm của tổ chức này là rất rõ ràng, đó là bảo vệ Lạc Việt. Chẳng qua là nó luôn nằm trong tối, luôn luôn sẵn sàng hành động. Nếu có trường hợp khẩn cấp, thì Trấn Thiên Điện sẽ nổi lên. Nếu không, Trấn Thiên Điện sẽ không bao giờ xuất hiện bên ngoài. Tất nhiên, Trấn Thiên Điện không thuộc tổ chức tư nhân của Diệp Lâm Quân, mà thực sự thuộc về Lạc Việt. Tuy nhiên, vì lợi ích bảo mật đây là tổ chức độc lập và không có mối liên hệ nào với Lạc Việt. Hiện tại, ngoài Diệp Lâm Quân thì chỉ có một người ở Lạc Việt biết. Ngay cả mấy người Tây Phương cũng thậm chí còn không biết rằng một tổ chức như vậy tồn tại. Hàng ngàn thành viên của Trấn Thiên Điện đều có một đặc điểm chung, đó là họ không có tên và không có họ, các hồ sơ học tập của họ trống rỗng, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin về họ ở Lạc Việt. Không giống như các hồ sơ bí mật của Diệp Lâm Quân, bọn họ căn bản là hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào. Họ là một nhóm người đã bốc hơi khỏi thế gian. Họ chưa bao giờ xuất hiện bên ngoài ánh sáng. Có thể nói, nếu không có sự xuất hiện của Diệp Lâm Quân, cả đời này họ chỉ có thể sống trong bóng tối. Để khởi động Trấn Thiên Điện thì các điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Cần phải có hai điều lệnh. Một lệnh trong tay Diệp Lâm Quân và một cái kia thì trong tay của người đàn ông đó. Hai lệnh phải được đưa ra cùng lúc để khởi động từ xa Trấn Thiên Điện. Nhưng ở Lạc Việt, với cảnh ngộ của Diệp Lâm Quân lúc đó thì không thể tìm được một người khác chứ đừng nói đến việc đưa ra chỉ thị. Cách duy nhất để kích hoạt Trấn Thiên Điện là anh phải đích thân đến Trấn Thiên Điện. Nhưng hy vọng là mong manh. Một mình chiến thần Diêm La chắc chắn sẽ không thể hộ tống anh đến đây an toàn được. Lúc đó, Diệp Lâm Quân gần như tuyệt vọng. Bất ngờ, những người thuộc giang hồ của Lạc Việt lại xuất hiện, họ đã dùng máu thịt của mình để hộ tống anh đến đây. Các anh em, mọi người sẽ không chết vô ích, tôi sẽ báo thù cho mọi người. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Anh muốn đem từng người thuộc phe phái ông phó băm thay từng mảnh, không ai có thể trốn thoát. Lúc này, lại có ba người nữa, hai nam một nữ bước tới quỳ trước mặt Diệp Lâm Quân. Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương, và Nam Thiên Vương của Trấn Thiên Điện bái kiến điện chủ còn có người đàn ông thấp bé vừa rồi hẳn là Bắc Thiên Vương. Cấu tạo quyền lực của Trấn Thiên Điện là, điện chủ và Tứ Thiên Vương là đấng tối cao. Các thành viên còn lại được chia theo quy tắc nghiêm ngặt. Đông Thiên Vương nắm quyền. Tây Thiên Vương phụ trách về thông tin. Nam Thiên Vương phụ trách của cải. Bắc Thiên Vương phụ trách võ. Trong những năm gần đây, Trấn Thiên Điện đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Đông Thiên Vương kiểm soát vô số lực lượng tổ chức, tài nguyên mà anh ta nhận được có thể so sánh với tài nguyên của một quốc gia. Tây Thiên Vương kiểm soát hầu hết mọi thông tin tình báo và bí mật trên thế giới. Của cải do Nam Thiên Vương khống chế không thể ước lượng được, thậm chí còn nhiều hơn cả người giàu nhất thế giới. Bắc Thiên Vương kiểm soát vũ lực, bất khả chiến bại. Bọn họ còn lớn mạnh hơn Huyết Vương Điện mấy chục lần. Điện chủ, ngài có mở Trấn Thiên Điện không? Bốn vị Thiên Vương ô ung hỏi. Mở, Diệp Lâm Quân mặt không hề có cảm xúc nói. Một khi Trấn Thiên Điện được mở ra, nó sẽ nổi lên khỏi bóng tối. Nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế giới này. Vì vậy không phải thời điểm bất đắc dĩ thì sẽ không bao giờ mở ra. Bây giờ, thời khắc này đã đến. Hàng ngàn thành viên của Trấn Thiên Điện đã thể hiện sự phấn khích chưa từng có. Họ đã ở trong bóng tối quá lâu. Họ cũng muốn nhìn thấy ánh sáng. Điện chủ, Trấn Thiên Điện chính thức mở cửa.
Trấn Thiên Điện tuân theo mệnh lệnh của Ngài Điện Chủ. Bốn vị thiên vương từ Đông Nam, Tây Bắc và Tây Bắc cùng hét lên. Được rồi, tiếp theo để tôi sẽ sắp xếp cho mọi người. Diệp Lâm Quân gật đầu. Điện Chủ, vết thương của Ngài. Nghe nói Ngài bị trúng độc của Huyết Phương Điện, đó là độc mà Huyết Phương Điện đã nghiên cứu mấy chục năm rồi. Tây Thiên Vương hỏi. Cô ấy là một người phụ nữ nên có tâm tư tinh tế nhất. Vì vậy cô ấy được giao để đảm nhiệm chức vụ thu thập tình báo. Diệp Lâm Quân nói, chất độc trên người tôi đã được giải quyết. Cái gì? Tây Thiên Vương lộ ra vẻ khó tin. Xem những thông tin tình báo mà cô ấy đã thu thập được, chất độc mà Huyết Phương Điện đã nghiên cứu trong nhiều thập kỷ là độc được không có thuốc giải. Ngay cả khi nó được lấy ra thì chắc chắn cũng không sạch. Diệp Lâm Quân thở dài. Tôi đã may mắn gặp được 8 nhà y học lớn của Lạc Việt và họ đã tập hợp lại với nhau để chữa trị cho tôi. Lạc Việt có nền y học uyên bác, trong đó gồm một số bác sĩ y là nổi bậc, có người giỏi thuốc, có người châm cứu giỏi, có người giỏi chữa độc cho người. Là bọn họ đã cứu tôi. Vậy là chất độc trên người tôi đã được phân giải. Đêm đó, sau khi gặp 8 bác sĩ Diệp Lâm Quân đã thảo luận điều này với họ suốt đêm. Ban đầu Tân Bắc Minh không biết chuyện này. Mãi sau này thì mới có thể là do 8 bác sĩ lớn của Lạc Việt đã giải độc cho Diệp Lâm Quân. Nhưng có một sự thật là Diệp Lâm Quân không thể nhúc nhích. Dù sao thì chất độc đã phát tán hoàn toàn, hơn nữa lại trải qua rất nhiều ngăn trở như vậy, có thể sống sót là đã tốt lắm rồi. Bất động là kết quả tốt nhất, vẫn là y học của Lạc Việt giỏi. Bảo vật do tổ tiên để lại thật tốt. Mọi người hết lời khen ngợi hết lời. Bắc Thiên Vương đã quan sát tình trạng thể chất của Diệp Lâm Quân vào lúc này. Anh ta thở dài lắc đầu, không có cách nào khôi phục được. Đời này chỉ có thể như thế. Bắc Thiên Vương phụ trách võ thuật ở Trấn Thiên Địa, sức mạnh của anh ta hoàn toàn có thể đánh bại thần chết và những người tương tự. Anh ta nói rằng cơ thể của Diệp Lâm Quân không thể được phục hồi, vậy thì thực sự là không thể. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Điện chủ của họ phải nằm trên giường cả đời. Chỉ là khóe miệng Diệp Lâm Quân nhếch lên một vòng cung đầy ý vị sâu xa. Đông Thiên Vương, anh đi xử lý chuyện này. Tây Thiên Vương, kiểm tra cái này. Sau khi Diệp Lâm Quân ra lệnh cho một số người thì đến sống ở thị trấn này tạm thời. Thị trấn nằm sâu trong Bắc Minh này vô cùng hoang vắng và hoang tàn. Không ai có thể biết rằng đây là nơi có Trấn Thiên Điện. Nghĩ đến điều gì đó, Diệp Lâm Quân gọi cho Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm ở đó rất kích động. Anh có thể có chuyện gì chứ, khi nào anh ổn định thì anh sẽ đến đón y. Mồ Diệp Lâm Quân ngoài mặt thì cười, nhưng thật ra trong đầu lại có những vẻ mặt cố chấp. Vậy thì tốt, anh không sao thì em yên lòng rồi. Nhưng em phải thận trọng trong lời nói và việc làm của mình, tiếp theo có thể xảy ra một loạt chuyện, đừng nói với người khác là anh đã gọi em làm gì. Mặt khác, tại một thành phố nào đó ở Bắc Minh, Đỗ Thiên Nhất và một nhóm người đang tụ tập cùng nhau. Hả, theo lý mà nói thì nhóm người của Diệp Lâm Quân đã bị giải quyết từ lâu rồi mà, tại sao không có tin tức gì hết vậy? Đỗ Thiên Nhất đã giao hết mọi chuyện cho đám người thần chết. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện, có người nói. Không được, cử người đi kiểm tra nhanh đi. Khuôn mặt của Đỗ Thiên Nhất không bình thường. Anh ta lờ mờ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Đúng lúc này, có người chạy tới, có tin tức. Tin gì, nhanh nói đi. Đỗ Thiên Nhất và những người khác dồn dập hỏi. Tin tức về Diệp Lâm Quân, anh ta và những người hộ tống đã bị tiêu diệt toàn bộ, không ai sống sót. Nhưng chúng ta cũng bị tổn thất nặng nề. Về cơ bản tất cả mọi rợ trong nhà tù Bắc Minh đều đã chết, chỉ có một mình thần chết còn sống. Còn thần chết đâu? Đỗ Thiên Nhất hỏi. Cụ biến mất. Xem ra tên này là dã thú, cho dù chúng độc cũng không thể khống chế được. Vậy thì thả hắn đi, lúc cần thì đi bắt. Đỗ Thiên Nhất mỉm cười. Sau khi xem bằng chứng xác thực, họ kết luận rằng Diệp Lâm Quân và nhóm người hộ tống anh đã bị tiêu diệt hết. Không ai trong số họ sống sót. Ha ha ha, Diệp Lâm Quân, cuối cùng thì anh cũng chết rồi. Anh Euro ó biết mình sống khó coi như thế nào không? Cuối cùng thì anh cũng chết rồi. Đến đây, loan tin Diệp Lâm Quân đã chết đi. Ngoài ra, chúng ta ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Khi tin tức chiến thần Côn Luân của Lạc Việt đã chết ở Bắc Minh, cả thế giới đều sôi sục. Vô số lực lượng và tổ chức hưng phấn muốn chết. Người đàn áp họ trong nhiều năm đã không còn nữa.
Trong tương lai họ muốn làm cái gì đó thì không ai có thể ngăn cản được. Lại càng không sợ bất cứ người nào, trên dưới Lạc Việt cũng nổ tung. Lúc đầu tin tức về sự phản bội của Diệp Lâm Quân được đưa ra, một số thì chửi mắng, một số thì bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà người ủng hộ anh cũng có rất nhiều. Bất công, sự bất công lớn nhất trong lịch sử. Cái chết của chiến thần Côn Luân thật không đáng. Anh ấy là bị bọn tiểu nhân hãm hại, các người không nhìn ra được sao? Vô số người đang cầu nguyện cho Diệp Lâm Quân. Tất nhiên có vô số người đang mắng mỏ, chết thì tốt lắm. Kẻ phản bội nên có kết cục này. Tôi sẽ đốt pháo để ăn mừng cái chết của anh ta. Nghe tin, trăm đại hào môn ở Hải Phòng giống như vỡ òa trong sung sướng. Bây giờ đã không có ai là chủ nhân của họ rồi, nhiều gia tộc ở Kinh Thành cũng vậy. Nhất là sau khi nhà họ Diệp nghe tin tức này. Ha ha ha, tiếng cười ở khắp mọi nơi. Vẻ mặt Diệp Minh Thiên hưng phấn, tôi nói không sai chứ hả? Nó rời đi Lạc Việt thì chết là cái chắc rồi. Tên khốn kiếp còn muốn đấu với tôi, còn muốn đại nghĩa diệt thần. Khống đời nào. Vẻ mặt Long Thanh Tình cũng kích động, con trai, con nhìn, thấy chưa? Tên xúc sinh Diệp Lâm Quân đã chê trời, có người báo thù cho con rồi. Nhà họ Long cũng như vậy. Diệp Lâm Quân, mày hủy tay chân của tao, bây giờ mày lại mất mạng, ha 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 ha. Long cuồng đồ cười lớn. Trong một căn cứ nào đó. Thất sát báo cáo, chiến thần, Diệp Lâm Quân đã chết. Trần Hữu Đạo vẻ mặt lãnh đạm, một bại tướng dưới tay thôi, chết thì chết. Khi Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh biết tin, bọn họ vô cùng chấn động. Lý Tử Nhiệm toát mồ hôi lạnh. Trong đầu cô lại vang lên lời của Diệp Lâm Quân. Bọn họ phải giả bộ một chút. Mẹ, chúng ta cần giả bộ một khoảng thời gian, Lý Tử Nhiệm nói. Mẹ biết rồi được, thật may là Hạo Quân đã thông báo trước, nếu không, có thể mẹ sẽ nhảy lầu mất. Trí Oánh thở phào nhẹ nhõm. Lý Tử Nhiệm mỉm cười, Hạo Quân làm việc này là có lý do, anh ấy nhất định sẽ quay lại. Con sẽ đợi anh ấy, chúng ta không cần phải rời khỏi Lạc Việt. Vốn dĩ Lý Tử Nhiệm khá lo lắng nhưng sau chuyện này thì cô thở phào nhẹ nhõm sau. Diệp Lâm Quân là một người vô cùng thận trọng, anh làm việc gì cũng có lý do cho mình. Thế giới đều cảm thấy rằng chồng con đã chết, chỉ chúng ta biết rằng anh ấy còn sống, chúng ta phải giữ bí mật. Con rất mong chờ anh ấy trở về, anh ấy nhất định sẽ thống trị thiên hạ. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh nhìn nhau và cười. Có hy vọng thật tốt. Tin tức về cái chết của Diệp Lâm Quân đã lan truyền khắp nơi làm toàn bộ thế giới sôi sục. Nhưng bọn họ không biết, anh để cho Đông Thiên Vương truyền tin về cái chết của mình. Đông Thiên Vương đã tạo ra một loạt hình ảnh giả, khiến Đỗ Thiên Nhất không thể kiểm chứng. Đêm đó, Nam Thiên Vương, người nắm quyền về của cải Nam Thiên Vương và Bắc Thiên Vương đồng thời hành động. Nam Thiên Vương đã thu phục hàng chục tập đoàn hàng đầu trên khắp thế giới, và đế chế kinh doanh mà anh ta gây dựng trước đây cũng nổi lên. Tiền đổ vào tài khoản của Trấn Thiên Điện một cách điên cuồng. Về phần Bắc Thiên Vương, trong một đêm đã quét qua hàng chục thế lực và tổ chức ngầm ở phương Tây, gần như nghiền nát toàn bộ thế giới ngầm, khiến vô số người khiếp sợ. Cùng lúc đó, nhiều gia đình, hiệp hội và tổ chức trên khắp thế giới đã tuyên bố phục tùng Trấn Thiên Điện. Qua đêm, Trấn Thiên Điện nổi lên, chính thức lọt vào mắt mọi người, trở thành tổ chức mạnh nhất trong thế giới ngầm. Và cái đà này còn vượt xa cả Huyết Vương Điện từng ngông cuồng tự đại một thời. Rốt cuộc, Trấn Thiên Điện đã lên kế hoạch cẩn thận trong vài năm và phát triển với tốc độ điên cuồng. Tất cả các gốc gác được đặt ra, đúng là sẽ tạo ra một ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp. Sau khi Diệp Lâm Quẩn qua đời thì Trấn Thiên Điện đã thống trị thế giới. Thế giới đang sôi sục trở lại. Mọi người đều chú ý đến Trấn Thiên Điện. Sự xuất hiện của Trấn Thiên Điện không phải là ngẫu nhiên đúng không? Chắc là họ đã hoạt động bí mật trong những năm gần đây. Bọn họ không phải là đột nhiên xuất hiện mà bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu. Mọi người bắt đầu tra mọi thông tin liên quan đến Trấn Thiên Điện. Đỗ Thiên Nhất và những người khác cũng nghe được tin tức của Trấn Thiên Điện. Đại tướng, ngài nghĩ gì về sự xuất hiện đột ngột của Trấn Thiên Điện? Có người hỏi. Đỗ Thiên Nhất suy nghĩ một hồi rồi nói, nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện của chùa Trấn Thiên Điện là do tên Hạo Quân đã chết. Đúng vậy, khi Diệp Lâm Quân còn sống, anh ta đã đàn áp hàng trăm quốc gia, hơn nữa anh ta còn là kẻ thù của các thế lực lớn trong thế giới ngầm. Ngay cả Huyết Vương Điện cũng bị xóa sổ hai lần,
Vậy có nghĩa là chỉ cần anh ta sống thì Chấn Thiên Điện này sẽ không bao giờ dám nổi lên khỏi mặt nước. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lý do lớn nhất cho sự xuất hiện của Chấn Thiên Điện là Hạo Quân đã chết. Về phần thông tin của Chấn Thiên Điện, chúng ta vẫn cần phải kiểm tra, nếu có thể thu phục được thì chúng ta thu phục, còn nếu không thể thì chúng ta ít nhất cũng có thể hợp tác. Đỗ Thiên Nhất đã có một kế hoạch hoàn hảo. Đối với lần này, anh ta vẫn rất tự tin. Ngày trước anh ta còn có thể kiểm soát cả Huyết Phương Điện, nên Chấn Thiên Điện này anh ta cũng không để ảo mát. Tin tức về sự ra đời của Chấn Thiên Điện cũng đến được Lạc Việt, nó thậm chí còn đến tai Trần Hữu Đạo. Cái gì? Chấn Thiên Điện này so với Huyết Phương Điện còn đáng sợ hơn? Trần Hữu Đạo ngạc nhiên. Đúng, mạnh hơn Huyết Phương Điện rất nhiều. Phá Quân nói. Khóe miệng Trần Hữu Đạo gợi lên một vòng cung lạnh lùng. Nếu tôi phá hủy Chấn Thiên Điện thì chẳng phải còn lớn hơn chiến công phá hủy Huyết Phương Điện của Diệp Lâm Quân sao? Tam đại cao thủ tuyệt đỉnh cùng nói, đó là điều chắc chắn hiện tại, rất nhiều người vẫn không hài lòng với việc ngài ngồi vào vị trí của chiến thần Côn Luân. Chúng tôi tia ý rằng sau khi phá hủy được Chấn Thiên Điện thì mọi người sẽ bị thuyết phục. Trần Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, Diệp Lâm Quân này đúng là quét sạch Huyết Phương Điện hai lần, nhưng là thật sự dựa vào chính mình sao? Không. Là người của anh ta, bộ ngũ kiêu hùng thì không cần phải nói, còn có Phiêu Anh Đoàn, U Linh Quân và bốn đạo quân của Thiên Địa Huyền Hoàng đều quá mạnh. Phần lớn công lao của những thành tích mà Diệp Lâm Quân có được đều nên trao cho họ. Không có họ, Diệp Lâm Quân chẳng là gì cả. Thất Sát lại gật gật đầu, đương nhiên, Diệp Lâm Quân chẳng qua chỉ là thủ hạ bại tướng của ngài mà thôi. Đúng vậy, kiếp hay, mệnh anh ta là để tôi giẫm dưới chân. Hiện tại đã chứng minh. Anh ta chính là kẻ vô dụng. Lần trước, sau khi giao thủ với nhau thì Trần Hữu Đạo hiểu rằng Diệp Lâm Quân mạnh mẽ chỉ khi có cấp dưới. Lấy Trung Phương làm ví dụ, người ta đồn rằng anh ấy có đủ sức mạnh để chống lại Diệp Lâm Quân. Còn những người khác cũng không yếu. Quân đoàn của Diệp Lâm Quân khiến anh ta nhìn thấy mà thèm. Thực tế, Trần Hữu Đạo muốn khuất phục tất cả thuộc hạ cũ của Diệp Lâm Quân. Nhưng bản thân anh ta biết rằng họ đều là những kẻ kiêu căng khó thuần phục. Họ chỉ nghe lệnh của Diệp Lâm Quân. Điều này khiến anh ta vừa hận vừa tức. Anh ta đề xuất rằng để đội quân Côn Luân và các đội quân được Diệp Lâm Quân thành lập hợp nhất lại dưới trướng của quân Tu La của mình, nhưng mà nó đã bị từ chối. Sư phụ, nếu muốn đám người của Trung Phương thành tâm đi theo ngài thì có chút khó khăn. Thất Sát nói. Phá Quân cũng phụ họa, cũng giống như chúng tôi sẽ không bao giờ phục tùng Diệp Lâm Quân dù chỉ nửa phút. Trần Hữu Đạo lắc đầu, không. Chuyện này tôi không quan tâm. Chỉ cần bọn họ gia nhập đội quân Tu La của tôi thì bọn họ sẽ sớm nhìn ra thực lực của tôi mà đầu eo eo hàng tôi thôi. Tham Lang suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Đúng vậy, về mọi mặt Diệp Lâm Quân không thể so với sư phụ, ngoại trừ việc là con trai đại nhất thế gia của Lạc Việt mà thôi. Lúc này Thất Sát và Phá Lang cũng nhìn anh ta mỉm cười. Hả, gạch chéo. Tham Lang tỏ vẻ khó hiểu. Anh thật sự cho rằng lai lịch của sư phụ kém anh ta sao? Anh sai lầm lớn rồi, nơi mà sư phụ đến là ngoài sức tưởng tượng của anh, một đại nhất thế gia thì tính là cái gì? À, chẳng lẽ còn có thế lực lớn mạnh hơn cả thể gia sao? Tham Lang đến từ vùng núi sâu nên không hiểu các gia tộc của Lạc Việt. Đúng vậy, thế gia hoàng tộc đều là những thứ đã bày ra ánh sáng mặt trời. Các gia tộc kinh khủng thực sự đều ẩn giấu đi. Hoặc là có thể nói người bình thường cũng không thể tiếp cận được. Cũng giống như nơi mà sư phụ đến, nhà họ Diệp ở Kinh Thành chả là các cốc khô gì. Phá Quân giải thích, Tham Lang ngạc nhiên gật đầu. Đúng là không là cái thá gì. Những thứ càng lợi hại thì người bình thường càng không thể tiếp xúc tới, họ còn cho rằng chúng không tồn tại. Ví dụ, mọi người đều nghĩ rằng nhà họ Diệp là mạnh nhất trong các gia tộc, nhưng thật ra không có mạnh nhất. Trên thực tế, nó là vấn đề trong giới. Ví dụ, một vị tỷ phú xuất hiện trong vòng vây của những người bình thường, đó chắc chắn là sự tồn tại bắt mắt nhất. Người bình thường cho rằng loại tồn tại này rất hiếm. Nhưng trong giới tỷ phú này, hầu như ai cũng là tỷ phú, thậm chí có những tỷ phú quyền lực hơn hàng chục tỷ. Tỷ phú ở khắp mọi, nhờ chẳng vòng tròn này đều phổ biến như bắp cải Lạc Việt. Do đó, một số thứ không thể tiếp cận được là vấn đề của chính vòng kết nối cửa mọi người và những người này cũng không đủ điều kiện để biết những điều này. Nhưng đừng nói rằng những gì bạn không biết thì không tồn tại.
Tham Lang hiểu rằng còn có những tồn tại đáng sợ và bí ẩn hơn cả thế gia danh môn. Trần Hữu Đạo là người xuất thân từ giới danh môn chân chính. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài căn cứ nơi Trần Hữu Đạo đang ở đột nhiên truyền đến tiếng di chuyển của thiên quân vạn mã. Chấn động đến mức ngay cả vị trí anh ta ngồi cũng ầm ầm rung chuyển. Mọi người đều sững sờ, như thể một trận động đất lớn đang đến. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Hữu Đạo sắc mặt thay đổi. Có phải là có động đất không? Thất Sát lập tức xông ra bên ngoài, ngay cả Trần Hữu Đạo cũng đi theo bên ngoài. Quân Tu La dưới sự chỉ huy của Trần Hữu Đạo cũng rất nghiêm túc mà đợi. Chiến thần, không phải là động đất mà là con rể chiến thần. Các người có điên không khi bày ra tư thế này trước mặt tôi? Trần Hữu Đạo chắp tay sau lưng và nhìn chằm chằm vào đám người Tây Phương. Trung Phương cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, Trần Hữu Đạo, chúng tôi ở đây chỉ vì một điều để cải chính tên của lão đại tôi. Đúng, đúng vậy, lão đại không phản bội Lạc Việt. Muốn đính chính thanh danh cho anh ấy. Mọi người hét lên. Đây là bằng chứng. Bắc Phương đưa file ghi âm và video cho Trần Hữu Đạo. Đây là toàn bộ video và file ghi âm ghi lại trận chiến với Huyết Phương Điện, điều đó đủ để chứng minh rằng Diệp Lâm Quân vô tội. Ban đầu Trung Phương, Tây Phương và những người khác vẫn đang chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo của Diệp Lâm Quân. Bởi vì khi Diệp Lâm Quân ở Kinh Thành thì anh đã nói với Tây Phương đợi chỉ thị. Nhưng bây giờ khi tin tức về cái chết của Diệp Lâm Quân đến, họ không thể bình tĩnh được nữa. Họ không thể làm gì, Diệp Lâm Quân còn sống thì khi anh chết thì ít nhất là để thanh minh cho anh. Trần Hữu Đạo xem video, sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Bây giờ có vẻ như ai đó đã hăm hại Diệp Lâm Quân. Lúc trước tôi không quan tâm lắm. Trần Hữu Đạo phản ứng lại ngay lập tức. Chỉ là anh ta không nghĩ ra, một người tàn phế mà sẽ có uy hiếp lớn như vậy sao? Đủ để khiến kẻ thù của Diệp Lâm Quân sợ hãi như vậy. Chiến thần đạo sợ rằng không hiểu nổi, ở trong mắt kẻ địch ở nước ngoài, sự nguy hiểm của lão đại chúng tôi so với chiến thần đạo còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cho dù lão đại chỉ hít một hơi thôi thì đó cũng là nguy hiểm. Trung Phương cười lạnh. Khi nghe thấy điều này, sắc mặt của Trần Hữu Đạo thay đổi. Anh ta rõ ràng đã đánh bại Diệp Lâm Quân, tại sao mọi người vẫn so sánh anh ta với Diệp Lâm Quân? Tại sao vậy? Kẻ mạnh không được công nhận sao? Thế giới có bị mù không? Anh ta mạnh hơn Diệp Lâm Quân rất nhiều. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, anh ta đã đánh bại Diệp Lâm Quân một cách đàng hoàng. Chính Diệp Lâm Quân cũng thừa nhận rằng mình đã thua cuộc. Tại sao mọi người vẫn nghĩ như vậy? Anh ta không thể nghĩ ra. Anh ta rõ ràng đã đánh bại Diệp Lâm Quân, nhưng anh ta không thể chinh phục được trái tim của người dân. Đặc biệt là những thủ đoạn giết người của Diệp Lâm Quân ở nước ngoài khiến anh ta càng khó chịu hơn. Giờ anh ta lại hy vọng rằng Diệp Lâm Quân còn sống để anh có thể chiến đấu với anh ta một lần nữa để chứng minh rằng chiến thắng của anh ta không phải là may mắn, anh ta mạnh hơn Diệp Lâm Quân. Nhưng mà điều này là không thể. Diệp Lâm Quân đã chết. Không có cơ hội này. Còn hiện tại, việc anh ta nên làm là phải phá hủy Trấn Thiên Điện để chinh phục trái tim của mọi người. Chúng tôi thỉnh cầu chiến thần đạo khôi phục danh tiếng của chiến thần quân và thu hồi mọi hình phạt trước đó. Đột nhiên, Tây Phương và Trung Phương đều quỳ xuống đất. Ngay cả Trần Hữu, đã ỏ e u ác bị sốc. Anh ta biết rất rõ rằng đây là một đám người kiêu căng khó thuần hóa, dựa theo tính cách của họ, họ cả đời quỳ lạy trời đất, quỳ lạy Lạc Việt. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quỳ gối trước anh ta. Hôm nay... Việc tập thể quỳ gối trước anh ta cũng đủ chứng minh địa vị của Diệp Lâm Quân trong lòng họ. Đố kỵ, vô cùng đố kỵ. Nhưng Trần Hữu Đạo vẫn tuân theo các quy tắc. Được rồi, sau này tôi sẽ thu hồi tất cả các hình phạt chống lại Diệp Lâm Quân và thêm anh ta vào danh sách liệt sĩ. Trần Hữu Đạo ra lệnh. Cảm ơn chiến thần đạo. Đội quân Côn Luân cùng nhau hét lên. Tây Phương bước tới à hỏi với Trần Hữu Đạo, chiến thần đạo. Tôi định vận chuyển thi thể của lão đại về để tổ chức tang lễ cho anh ấy. Được, các người tự mình làm đi. Trần Hữu Đạo quay lưng bỏ đi. Sau nửa tháng tìm kiếm, Tây Phương và những người khác đã vận chuyển hài cốt của Diệp Lâm Quân về đây. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh cũng đã được thông báo về vấn đề này, nhưng mà họ không được phép đến. Một đám tang đơn giản nhưng hoành tráng đang diễn ra dưới cái lạnh của Bắc Cảnh. Đội quân Côn Luân hộ tống chiến thần của họ với nghi thức cao nhất. Trên đỉnh núi, vài bóng người đứng sừng sững. Điện chủ,
chứng kiến đám tang của chính mình là loại trải nghiệm gì? Bắc Thiên Vương cười hỏi. Bên cạnh anh ta là Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân vậy mà lại đang đứng chắp tay sau lưng, anh vẫn trông rất ung dung tự tại. Cơ thể anh hồi phục như bình thường, nếu chuyện này để cho người khác biết, e rằng sẽ giật mình sái cả quai hàm. Chất độc của Huyết Phương Điện đã được 8 vị bác sĩ loại bỏ và hầu như chỉ có thể miễn cưỡng cứu lại mạng sống. Nhưng mà cơ thể đã trở nên như thế này rồi vậy mà nó lại có thể hồi phục như trước. Không nói đến người ngoài, tứ đại thiên vương của chùa Trấn Thiên Điện và những người khác gần như sợ chết khiếp khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân bước xuống đất. Trong gần một tháng, Diệp Lâm Quân đột nhiên xuống đất và cơ thể anh đã hồi phục như bình thường. Mọi thứ thật sự rất khó tin. Kỳ tích. Đây có thể nói là một kỳ tích. Tại sao Diệp Lâm Quân lại bình phục? Hãy nói về việc bị hãm hại vào tù 8 năm trước. Khi đó, anh cũng bị đánh đến cụt cả chân tay và hoàn toàn không thể cử động được. Chưa kể được bí mật lựa chọn bởi một tổ chức đặc biệt. Nguyên nhân là do Diệp Lâm Quân trong tù đã thu được nhất tuyến sinh cơ. Tất nhiên đây cũng là bí mật lớn nhất của anh, hơn nữa nó còn là bí quyết hồi phục của anh lần này. Lần này, sau khi thi thể phế đi, tất cả những gì anh cần là thời gian. Nhưng tình hình lúc trước quá nguy hiểm, anh không còn thời gian để hồi phục. Diệp Lâm Quân nhìn đám tang phía dưới, nhẹ nói, chết không phải là một loại nhẹ nhõm sao. Nhưng tôi không thể chết, tôi phải sống, Lạc Việt, mẹ, vợ, con gái và bạn bè không cho phép tôi chết. Tôi còn sống, để trả thù cho những người anh em đã chết vì tôi. Họ không thể chết vô ích như vậy được bốn vị thiên vương cùng nhau nói, nếu như điện chủ thật sự ngã xuống, loạn. Tây Thiên Vương càng nói, điện chủ, thứ mà ngài muốn tôi điều tra đã có được manh mối rồi. Tôi tin tưởng sẽ sớm cớ kết cư à? Được rồi, trước tiên tôi phải trở về Lạc Việt đã, Bắc Thiên Vương cứ theo tôi đi. Diệp Lâm Quân sắp xếp. Đám tang do Tây Phương và những người khác tổ chức đã thực sự xác nhận tin tức về cái chết của Diệp Lâm Quân. Kể từ đó, Diệp Lâm Quân chính thức biến mất khỏi thế giới này. Điều này cũng giống như mọi thứ ở Trấn Thiên Điện. Mọi thông tin của mọi người đều trống rỗng, như thể thế giới này không tồn tại chút nào. Họ giống như những bóng ma. Vào ngày này, 18 nước đã tổ chức lễ mừng. Dù sao thì mối đe dọa lớn nhất là chết nên họ phải ăn mừng thật lớn. Đỗ Thiên Nhất còn cười cười, tiếp theo chúng ta có thể bắt đầu hành động. Diệp Lâm Quân cơn sống thì cản trở nhiều kế hoạch của mọi người. Ai cũng muốn thoát khỏi nó một cách nhanh chóng. Khi Trần Hữu Đạo ở phía bên kia đang chuẩn bị khai pháo vào Trấn Thiên Điện thì anh ta nhận được lệnh của vệ binh Viêm Long ngăn cản anh ta chủ động ra tay, nếu Trấn Thiên Điện không làm bất cứ điều gì đe dọa Lạc Việt thì anh ta không thể làm điều đó. Dù rất muốn chứng tỏ bản thân nhưng Trần Hữu Đạo chỉ có thể bỏ cuộc. Giang Bắc, khi đã nghe tin về đám tang của Diệp Lâm Quân, nhóm người Lý Tử Nhiệm không biết vui hay buồn. Lúc này, có người tới biệt thự. Hóa ra là Cao Khánh Dư. Thằng nhóc đó mỉm cười. Sao anh lại đến đây? Điều này khiến Lý Tử Nhiệm rất bất ngờ. Hả, cô nguyên hình như cô đã hoàn toàn quên anh Quân rồi. Nghe nói hôm nay là tang lễ của anh Quân, tôi cô sẽ khóc, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào. Và Bạo Ánh đây cũng vậy, vậy mà các người cứ như người không liên quan gì cả. Hai người đều cho rằng Diệp Lâm Quân là kẻ phản bội và đã phản bội Lạc Việt và hai người cảm thấy xấu hổ về anh ta. Cao Khánh Dư nhìn hai người và mỉm cười. Quả thực, Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh vẫn như xưa, như thể Diệp Lâm Quân vẫn chưa chết vậy. Cao Khánh Dư nói tiếp, nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu cô đồng ý, cô Nguyên, tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô cả đời.